chương 751, hoang mạc. Hai thập mấy canh giờ sau, một đoàn người rốt cục bay ra dãy núi rừng cây. Bất quá đoàn người nhưng không có nửa phần vui sướng cảm giác, hiện lên hiện tại trước mắt đích, lại là cát vàng rậm rạp, một mảnh minh mông sa mạc sa mạc. Tiêu phàm ở giữa không trung vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể chứng kiến mấy trăm trượng bên ngoài, xa hơn chút nữa, tự hoàng mông mông một mảnh, khán bất chân thiết liếu tương đương. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương A-Hát? Huyền thiên thiên nhịn không được nói thầm như vậy lăng mộ thật sự hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liêu của nàng tiêu phàm nói ra căn cứ địa đồ biểu hiện chỉ cần xuyên qua chỗ này sa mạc có thể đến hoàng kim đại điện liếu tương đương ta cảm thấy đắc cái này sa mạc không có tốt như vậy xuyên qua tâm kinh nhục khiêu run rẩy sợ hãi đích Huyền thiên thiên lại nói thầm một câu những lời này nhưng không ai phản bác nàng thật sự mỗi người đều có đồng dạng cảm giác cứ việc trước mắt sa mạc sa mạc, cùng bọn họ tại địa phương khác nhìn thấy sa mạc sa mạc cơ bản đồng dạng, không có gì rõ ràng khác nhau, lại thật sự làm cho người ta một loại trong nội tâm cảm giác bất an. Tựa hồ tại đây sa mạc ở chỗ sâu trong, cất giấu có chút khó có thể biết trước nguy hiểm. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải hoàn toàn sa mạc, mà là hoang mạc, trên mặt đất, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít thấp bé thảm thực vật, tại trong báo cát, lạnh run, ương ngạnh mà chữ hàng lấy mọi người ở chỗ này đợi chút một lát, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Tiêu phàm lập tức làm ra quyết định, thúc giục dưới chân độn quang, về phía trước bay đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân nguyên khí tổn thương tình huống, không nghĩ giống như chung nhẹ như vậy trọn vẹn ngồi xuống nghỉ ngơi 7-8 canh giờ, mới miễn cưỡng tiếp tục chạy đi. Tiêu phàm liền tự giác nhận khởi, lĩnh đội chức trách. Mọi người đối với cái này đảo cũng không có ý kiến gì, dù sao một đoàn người ở bên trong, dùng tiêu phàm tu vi cao nhất vừa mới về phía trước bay ra xa vài chục trượng, tiêu phàm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thậm chí đều còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thẳng tắp xuống phía dưới trụy lạc. Tiêu phàm không khỏi kinh hãi, vội vàng nhắc tới đàn điền trung pháp lực, muốn đem độn quang cưỡng ép ta ép rút lên, nhưng lại chút nào tác dụng đều không có, thân hình có lẽ hay là giống như quả cân giống nhau, phi tốc trụy lạc, thậm chí ngay thúc dục lôi bằng nội đan đều không có hiệu quả, tựa hồ có một cổ vô hình cấm chế chi lực, đem lôi bằng hư ảnh đều chế trụ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền sông không xuất ra bên ngoài cơ thể. Oanh! Tiêu phàm nặng nề rơi trên mặt đất, đem phía dưới xa địa ném ra một cái hố to đến, cát vàng vảy ra. Phía sau người liên can mắt thấy tình hình khác thường, độn quang nổi lên, đều vội vã hướng tiêu phàm bên này bay tới, muốn cứu viện, kết quả tình hình đều là đồng dạng, vừa mới bay ra hơn 10 trượng, liền ào ào tự giữa không chung rơi xuống, kể cả tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong chốc lát cát vàng bay múa, bụi mù mông mông, nguyên một đám rơi chật vật không chịu nổi. Cấm bay cấm chế, tuyên bố rõ ràng chân quân miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, mặt mũi tràn đầy xui kêu lên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức giận, lập tức nhắc tới đàn điền pháp lực, đã nghĩ muốn mạnh mẽ bay lên, tự nhiên là không hề có tác dụng. Tại đây không gian chi lực, quả nhiên là có chút cổ quái, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy cấm bay cấm chế, ngay tầng trời thấp phi độn đều làm không được. Cái này còn có điểm phiền toái, cái này hoang mạc diện tích đúng vậy không nhỏ. Cứ như vậy dựa vào vãi lúa hai cái đùi đi qua, còn thật không biết phải đi tới khi nào. Lần này, ngay tuyên bố rõ ràng chân quân cũng giật mình không nhỏ. Như là đã đến nơi này, thì phải là có tiến không lui. Nơi đây cấm chế càng lợi hại, hoàng kim trong đại điện cất giấu mấy cái gì đó, khả năng lại càng chân quý. Tiêu phàm trầm ngâm nói, tại vừa rồi cái kia tấm nguyên thủy trong rừng rậm, thu hoạch của bọn hắn đã muốn không nhỏ, nhận được rồi bảy tám chủng trồng, ngoại giới không có linh thảo linh quả cùng vài loại ngoại giới mặc dù có, thực sự thập phần hiếm thấy linh dược, ngoại trừ kim linh thú cùng cự linh thú, còn diệt sát vài đầu sáu bảy cấp yêu thú, nhận được rồi vài miếng chân quý nội đan cùng một đống luyện khí chế thuốc yêu thú tài liệu tuyên bố rõ ràng chân quân rất không khách khí nói, cũng có khả năng là bảy dập. Tiêu phàm ha ha cười một tiếng, nói ra tiền bối, chúng ta người tu chân, nguyên vốn là nghịch thiên hành sự. Không bốc lên chút ít phong hiểm, nếu như hà tầm đắc cơ duyên của mình. Trần tục thế giới cũng có câu nói, gọi là phong hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn. Tuyên bố rõ ràng chân quân ánh mắt tại thiên kiều bá mị, phong độ tư thái khác nhau chi nữ trên người quét một vòng, vừa cười vừa nói, người ngược lại rất thấy mở. Được rồi, các người đã hậu sinh vãn bối cũng không sợ gian hiểm, lão đạo là người của hai thế giới, có cái gì phải sợ hay sao? Chúng ta đi. Phải nói, cái này đoạn hoang mạc hành trình, vừa bắt đầu ba canh giờ, có lẽ hay là rất thích ý đích. Mặc dù là đi bộ tiến lên, nhưng tất cả mọi người là người tu đạo, thể lực mạnh, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Ba canh giờ đi bộ, đối với bọn họ mà nói, trên cơ bản không hề gánh nặng. Duy nhất lại để cho đoàn người có chút khó chịu chính là, càng đi hoang mạc trung tâm, nhiệt độ lại càng cao. Ngừng đầu hướng lên, bầu trời như trước xám mông mông đích, nhìn không tới mặt trời ánh trăng, lại càng không thấy quần tinh lập lè, nhưng không biết cái này hoang mạc bên trong nhiệt độ, lại là vì sao không ngừng lên cao đích. Cái này không gian thật đúng là đủ thần bí đích. Đi bộ 6 canh giờ về sau, bọn hắn rốt cuộc gặp hoang mạc bên trong đệ nhất gẩy yêu thú, Nhóm này bề ngoài cùng bình thường thần lần có vài phần tương tự, bất quá hình thể lại lớn, chiều cao trọn vẹn vượt qua 6 xích, nếu như tăng thêm cái kia thật dài cái đuôi, vậy thì có hơn một trượng trường, giống như cự ngạc giống nhau, trên đầu mọc lên cứng rắn góc vuông, tuét ra miệng lớn dính máu, phụt lên lấy trận trận tanh hôi khí. Bình thường dưới tình hình, cái này hai ba mươi đầu một đám rác góc tích, đối với tiêu phàm bọn hắn không biết tạo thành bất cứ uy hát yêu ta ép gì, theo linh khí chấn động thượng phán đoán, bất quá nhị cấp yêu thú mà thôi, tương đương với luyện khí kỳ 6 7 tầng tiêu chuẩn, cứ việc bỏ sát tốc độ cực nhanh, lại không biết bay bay liệt. Nếu như cái này hoang mạc trên không không có cấm bay cấm chế, tiêu phàm bọn người tuyệt đối là vừa bay mà qua, đối với bọn này cấp thấp yêu thú chính mắt cũng không nhìn một chút. Nhưng có cấm bay cấm chế, bọn này hình thể cực đại, đầu sinh sừng nhọn, da dày thịt béo cấp thấp yêu thú, cũng là cho bọn hắn tạo thành một ít nho nhỏ phiền toái. Bọn này cấp thấp yêu thú trên cơ bản không có bất kỳ linh trí, vừa lên đến tự đưa bọn chúng một chuyến hơn 10 người trở thành mỹ vị bữa tiệc lớn, phun ra nuốt vào lấy thật dài đỏ hồng đầu lưỡi, trừng mắt mắt nhỏ, tràn đầy vẻ tham lam, bất chấp tất cả rồi xoay người về phía trước, cúi đầu kìm nén bực bội, chỉ còn chờ khẽ dựa gần, hay dùng trên đầu cứng rắn góc vuông, đem con mồi thẳng trọn trời cao đi. Đây cũng là thường dùng nhất hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích, hoang mạc chung những kia to lớn ăn cỏ động vật, đều chịu không được cái này dương đầu một kích, thường thường sẽ bị tại trên bụng xuyên ra hai cái sâu sắc huyết lỗ thùng, lập tức bị mất mạng. Bất quá lần này, bọn này rõ ràng vận rủi vào đầu, không tới phiên tân lâm bọn người ra tay, tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân tế lên lôi điện chi lực, trong khoảnh khắc liền đem hai ba mươi con yêu thú diệt sát đắc sạch sẽ. Không biết cái này hoang mạc rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể năng lực đi ra ngoài, tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân đều là đồng dạng cách nghĩ, khiến người khác tận lực bảo chỉ thể lực pháp lực tràn đầy. Dù sao đối với bọn hắn hai vị kim đan trung kỳ tu sĩ mà nói, diệt sát mấy chục đầu nhị cấp yêu thú, thật sự không tốn sức chút nào. Mà nếu như do trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, lại không khỏi muốn phí thượng một phen chắc trở. Trong không khí tràn ngập một cổ da thịt khét lẹt gai mũi mùi, các mỹ nữ nguyên một đám che lại cái mũi, đôi mi thanh tú trao không ngừng. Tuyên bố rõ ràng chân quân thấy thế ha ha cười một tiếng, nói ra bọn nha đầu biệt đừng cau mày cái này nhìn về phía trên xấu xí không chịu nổi chúng sừng nhọn cùng nội đan đều còn có chút tác dụng nếu đặt tại trước kia phường thị phần đông giao dịch thịnh hành thời điểm những vật này cũng có thể đổi một số số lượng xa xỉ linh thạch nhì các ngươi nếu như không cần phải ta liền cho lại để cho các con thu lão gia tử ngài biệt đừng lừa dối ta ta rất không đụng những này bẩn gì đó trần dương che cái mũi la hoảng lên làm cho nàng thao lấy dao găm đi cắt sừng nhọn, một lần nữa cho những này bị lôi điện oanh kích đắc bên ngoài tiêu ở phía trong non loài bò sát thi thể mở ngực bể bụng, từng khỏa móc ra nội đan, đó là vô luận như thế nào cũng không làm. Cho nhiều hơn nữa linh thạch cũng không làm. Muốn, giải phẫu, vậy cũng phải giải phẫu kim linh thú như vậy, xinh đẹp, yêu thú. Trên thực tế, tiêu phàm diệt sát kim linh thú về sau, giải phẫu công tác cũng là chính bản thân hắn độc lập hoàn thành đích vài cái nữ hài tử đô là khoanh tay đứng nhìn. Chuyện như vậy, cũng nên nhiều kinh nghiệm mấy lần, hơn nữa làm cho các nàng đều biết đến linh thạch tầm quan trọng, mới có thể dần dần chuyển bí y thái độ. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười ha ha, vung tay lên, Mao Sơn chân quân liền dẫn ba gã trúc cơ kỳ sư đệ, bước nhanh đến phía trước, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, không chút khách khí mà đem sừng nhọn cắt lấy, lại đem yêu thú thi thể mở ngực bể bụng, móc ra từng khỏa nhiễm lấy tơ máu nội đan, tuyên bố rõ ràng chân quân đường đường nguyên anh tu sĩ, tự nhiên chướng mắt cấp thấp yêu thú tài liệu cùng nội đan, cũng chướng mắt những vật này đổi lấy cái kia một điểm linh thạch, đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, những vật này sẽ không tính toán kém, đổi lấy linh thạch cũng không tính toán thiếu. Thu thập xong bọn này, mọi người tiếp tục đi tới. Bọn này giống như là nào đó tín hiệu, kế tiếp liền không ngừng có yêu thú hiện thân, đẳng cấp cũng dần dần cao bắt đầu đứng dậy, hai mươi mấy người canh giờ về sau, lại vẫn đụng phải 78 đầu cấp 5 yêu thú Mọi người đồng loạt ra tay Tốn không ít khí lực Mới đưa nhóm này sói vàng thú diệt gợi yêu ta ít sạch Thực tế quan trọng hơn chính là Nhiệt độ càng ngày càng cao Một đoàn người mỗi người mồ hôi đầm đìa Tân lâm liền tế ra băng phách phi đao Thả ra một đạo cự đại huyền băng vòng bảo hộ Đem đoàn người đều bao ở trong đó Không gì hơn cái này Thứ nhất Pháp lực tiêu hao cũng là tăng vọt Tiêu phàm liền là khoát tay vài đạo pháp quyết đánh vào đến băng phách phi trong đao, Tân Lâm lập tức cảm thấy một hồi thoải mái. Lại đi về phía trước một canh giờ khoảng chừng gì đó, đằng trước bỗng nhiên bụi mù nổi lên, một cổ cát vàng giống như xoáy như gió, cuộn tất cả lên. Gió bắt đầu thổi đến sao? Uyển Thiên Thiên giật mình nói. Tại đây hoang mạc bên trong, đi bộ tiến lên hai ba mười canh giờ, sẽ không thổi qua một điểm gió mát, phảng phất là tính mịch chi địa. Mà trước mắt tình hình này, thật sự rất giống trong sa mạc bảo cát. Bất quá lập tức, Uyển Thiên Thiên tự biết mình sai rồi. Đại địa ầm ầm địa chấn vang lên, phảng phất có thiên quân vạn mã đang tại hướng bên này gấp sông mà đến. Rất rõ ràng, phương xa những kia bụi mù là bị một đoàn chạy trốn bên trong động vật cuốn lại đích. Tiêu Phàm trong mắt lục mang lập lòe, vận khởi thiên nhãn thần thông, về phía trước nhìn lại, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Đầy trời trong bụi mù, hắn thấy được mấy chục đầu cực lớn yêu thú, khóe miệng bên ngoài lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh, thân dài hai ba trượt, lông bờm như sắt, bốn vó như sấm, vuốt mặt đất, cúi đầu, không muốn sống loại hướng bọn hắn bên này chạy vội mà đến, nguyên một đám thần sắc hoảng loạn. Theo linh lực chấn động xem, những này răng dài yêu thú đều có cấp năm khoảng chừng gì đó khí tức, cùng bọn họ không lâu diệt sát cái kia bầy sói vàng thú tương đương. Bất quá bọn hắn vừa rồi diệt sát sói vàng thú chỉ có 7-8 đầu, cái này một đám cấp 5 yêu thú, lại chừng 3 đầu nhiều. Thực tế muốn chết chính là, bọn này giang giải yêu thú, tựa hồ không phải sông của bọn hắn đến đích, mà là đang tránh né cái gì đó đuổi gợi yêu ta hết. Trường 752, tím ban bỏ cạp. Ngay sau đó, thông qua đầy trời cát vàng, tiêu phàm tự thấy được một mảnh trùng biển. Lại thấy trùng biển. Tại đây tấm có cấm bay cấm chế hoang mạc bên trong, tạo thành cái này tấm trùng biển không phải có thể bay bay liệng côn trùng mà là một đoàn đen nhánh loài bò sát, màu đen bò cặp nhỏ tử. Bò cặp cái đầu xác thực không lớn, chỉ có hai thốn đến trường, sau lưng dựng thẳng lấy một cái nho nhỏ độc cái móc, càng đủ cũng có vẻ khéo léo linh lung đích, một mắt nhìn đi, còn rất có điểm bỏ túi bộ dáng khả ái. Mấu chốt là số lượng quá nhiều. Đầy trời hoàng trong cát, trùng hải nhất mắt trông không đến đầu, xa xa so tiêu phàm tại hoa đào trại nhìn qua cái kia một gầy trùng biển muốn đổ sộ nhiều lắm. Bọn này bò cạp, trên người cũng không có linh lực chấn động, chỉ là bình thường độc trùng. Nhưng nhiều như thế số lượng, cho dù tương đương với trúc cơ trung kỳ cấp 5 yêu thú, đụng phải cũng chỉ có thể vội vàng thoát thân, không dám nghênh chiến. Hơn nữa, tiêu phàm trong nội tâm rất rõ ràng, như vậy một đoàn trùng trong nước, nhất định có số ít biến dị bò cạp độc, thực lực mạnh, tại phía xa bình thường bò cạp độc phía trên. Thật giống như hoa đào chạy cái kia một đám bạo ngựa, tự sinh ra trên trăm nhất giai linh trùng cùng cấp hai linh trùng rất nhanh, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng nhìn rõ ràng tình huống này, dù là lão đạo kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Tím ban bò cạp, khơi khoảnh, cơ lụa mỏng mặt mày biến sắc, lên tiếng kinh hô. Linh trùng tông trên thẻ trúc, ghi lại lấy có quan hệ, tím ban bò cạp, tin tức, cũng là hiếm thấy kỳ trùng một trong, chỉ sinh trưởng trong sa mạc. Quần tụ hung trùng, tuy nhiên bài danh xa thấp hơn lưng sắt con bọ ngựa, nhưng nhất chỗ đáng sợ, ở chỗ chúng cực kỳ khủng bố sinh sôi nảy nở tốc độ, cùng với nuốt ăn hết thảy đặc tính. Vì kiếm ăn phương tiện, loại này hung trùng mỗi lần sinh sôi nảy nở đến nhất định số lượng, tự sẽ tự động chia tổ, thật giống như ong mật đồng dạng, cho nên một cái trùng bầy số lượng sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hát yêu ta Thực tế quan trọng hơn chính là, những này kỳ trùng chỉ biết bò, không biết bay. Trừ phi là tiến hóa đến tam giai đã ngoài, tím bàn bò cạp, mới có thể sinh ra màu tím trong suốt hai cánh, có thể tiến hành cự ly ngắn phi hành. Bất quá tam giai tím ban bò cạp, đã muốn tương đương với kim đan tu sĩ tiêu chuẩn, đơn đả độc đấu, nhân loại tu sĩ hơn phân nửa không phải tam giai tím ban bò cạp đối thủ. Ngày bình thường, các tu sĩ nếu là gặp được như vậy bò cạp độc, dù cho trùng biển phạm vi lại quảng, tự cũng không cần sợ hãi, khống chế độn quang, phi độn mà đi chính là. Hết lần này tới lần khác cái này tấm hoang mạc bên trong, có cấm bay cấm chế, tất cả tu sĩ cũng tốt, yêu thú cũng tốt, côn trùng cũng tốt, đều chỉ có thể đi bộ, không thể phi đột. Dùng số lượng tăng trưởng tím ban bò cạp, lập tức tự thành hoang mạc vương giả. Cũng chỉ có ở loại địa phương này mới có thể hình thành như vậy quy mô tím ban bò cạp trùng biển. Tại địa phương khác, có thể bay độn yêu thú cùng tu sĩ, lăng không xuống phía dưới công kích, bò cạp độc chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, tự nhiên sẽ bị thoải mái tiêu diệt làm sao bây giờ cơ lụa mỏng đối với độc trùng tràn đầy nghiên cứu càng như vậy nàng lại càng là lo nghĩ trong khoảng thời gian ngắn thật sự nghĩ không ra biện pháp tốt đến ứng đối cái này tấm trùng biển tuy nhiên nàng có trùng vương bình bát chén ăn của sư thực sự vạn không được có thể giam cầm ở cái này rất nhiều tím ban bò cạp quay đầu bỏ chạy nhất định là không còn kịp rồi dựa vào hai cái đùi bọn hắn tuyệt đối chạy bất quá nhóm lớn côn trùng tiêu phàm thủ đoạn một phen hơn 10 mặt trận kỳ cùng trận bàn bắn ra, miệng lẩm bẩm trong khoảng khắc, hoa đào ảo trận liền bố trí đi ra, từ xa nhìn lại, nơi này chính là một cái nhô lên đồi cắt nhỏ, cùng chung quanh cảnh vật tan ra làm một thể, đưa bọn chúng một đoàn người che đậy trong đó. Chỉ có điều, càng là cấp thấp côn trùng, càng là y theo bản năng làm việc, điều này có thể đủ vây khốn đẳng cấp cao yêu thú cùng linh trùng hoa đào ảo trận, phải chăng có thể giấu giếm được cấp thấp bò cạp độc bản năng điều tra, thực sự rất khó nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi thê lương bi thảm truyền đến, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đàn thú cùng trùng biển, đã muốn càng ngày càng gần, chạy ở đàn thú cuối cùng ba đầu giang giải yêu thú, rốt cục bị trùng biển đuổi theo, còn chưa kịp chống cự, đã bị chen trúc tới tím ban bò cạp hoàn toàn bao phủ. Trong chốc lát, tại chỗ cũng chỉ còn lại có ba bộ trắng hiếu khung xương, huyết nhục đã bị bò cạp độc nuốt ăn không còn. Trốn ở huyễn trong trận mọi người, không khỏi giận xem líu lưỡi, cả đám đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trùng Hải chịu uy, vừa tới tại tư. Nhưng còn chân chính làm cho bọn họ trong nội tâm tức giận mắng không thôi đích, là đàn yêu thú bên trong vài con yêu thú, trực tiếp hướng về hoa đào ảo trận biến ảo đồi cắt nhỏ vào tới. Hoa đào ảo trận là vội vàng trong lúc đó bố trí mà thành, tự nhiên chưa nói tới cỡ nào chắc chắn. Bị những này cấp 5 yêu thú không muốn sống vừa sông, không nói lập tức hội bị xông phá, thực sự sẽ khiến không nhỏ chấn động, lập tức cũng sẽ bị theo đuổi không bỏ tím ban bò gặp phát giác. Chỉ tiếc, lúc này muốn dụ dỗ những kia yêu thú chuyển hướng, rõ ràng đã muốn không còn kịp rồi. Tiêu phàm rơi vào đường cùng, nhấc tay vừa nhấc, vô số đạo màu ngân bạch lôi hổ bắn ra ra, ầm ầm mà đánh ở đằng kia vài đầu cấp 5 giang giải yêu thú trên người. Yêu thú da dày thịt béo, thân thể cường hoành hơn xa cùng giai trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái này vài đạo lôi hổ cứ việc toàn bộ đánh chúng, nhưng lại không đem chúng tại chỗ đánh gục, chỉ là đem chúng vọt tới trước tốc độ thoáng cái chậm lại, nguyên một đám trên người da chóc thịt bong, sứt đầu mẻ chán. Cứ như vậy chỉ hoãn đắc dừng một chút, đằng sau bò cặp bầy đã muốn vọt lên, khoảng cách lại đem cái này vài con yêu thú bao phủ, không bao lâu nữa tự nuốt ăn được không còn một mảnh. Đa số yêu thú, theo cồn cát bên cạnh vừa sông mà qua, tiếp tục hướng phương xa chạy trốn, bò cạp biển cũng chăm chú đi theo ở phía sau, một bộ quyết không buông bỏ bộ dáng đang lúc tất cả mọi người ám ám nhẹ nhàng thở ra, cho rằng có thể như vậy tránh thoát một kiếp, bò cặp bầy chung bỗng nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang, đem vài con yêu thú nuốt ăn xong tất nhóm lớn bò cạp, lập tức chuyển hướng, đem cái này đột một đồi cát nhỏ bao bọc vây quanh. Một bộ khác phận bò cạp độc, tác chính là tiếp tục truy kích cái kia hơn 10 đầu giang giải yêu thú. Bọn này bò cạp, vậy mà hiểu được chia. Xem ra cũng có đã muốn tiến hóa linh trùng đang tiến hành thống xoái. Hàng hà màu đen bò cặp độc, tại hoa đào ảo trận bên ngoài dơ lên hai càng, cao cao dơ lên màu đen gai độc không ngừng vung vẩy, trong miệng phát ra hí khả rét hí rét 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 thanh âm, tùy thời chuẩn bị hướng đổi cắt nhỏ tiến công. Có lẽ, những này côn trùng nương tựa theo bản năng, thật sự có thể xem thấu ảo trận nhiều loại bố trí. Đã tránh không khỏi, vậy thì giota yêu đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện dương lên, hơn 10 đạo mảnh khảnh màu vàng hồ quang điện, kích xả ra, tại trùng trong nước tàn sát bừa bãi ra, phàm là bị hồ quang điện quét đến bỏ cạp, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, trên trăm côn trùng, bị một kích này tiêu diệt hết liếu tương đương. Nhưng mà điểm ấy số lượng, đối với trùng biển mà nói, thật sự là chín châu mất sợi lông. Trùng biển một chút bối rối, liền khôi phục trận hình. Bất quá bởi như vậy, rõ ràng đem trùng bầy chọc giận. Lại là một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên, trước nhất bên cạnh tím ban bò cặp bắt đầu chen trúc về phía trước, vậy mà hoàn toàn không thấy hoa đào ảo trận cấm chế, thoáng cái đã đột phá đến huyễn trong trận. Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Mặc dù nói ảo trận chi lực đối với chỉ có thể dựa vào bản năng hành động cấp thấp côn trùng hiệu quả muốn sai, nhưng cũng không trở thành một chút tác dụng đều không có. Những này tím ban bò cạp hoàn toàn không thấy ảo trận cấm chế, xem ra cũng vẫn có nào đó thiên phú thần thông đang tác quái. Mắt thấy đại lượng côn trùng công vào ảo trận, những người khác ảo ảo ra tay, lập tức pháp khí bay múa, quang mang chấp thước, trong nháy liền đem tiến vào ảo trận tím ban bỏ cặp quét dọn đắc sạch sẽ. Đã ảo trận không dùng, tiêu phàm liền vung trong tay lệnh kỳ, trận kỳ trận bàn ảo ảo bay vụt mà quay về, như vậy thu ảo trận, mọi người thân hình hiển lộ ra đến. Trải qua vừa rồi một vòng càn quét, bỏ cặp độc bị diệt sát hơn một ngàn vòng vây phía trước nhất côn trùng, trở nên thưa thất một ít, bất quá rất nhanh đã bị đằng sau côn trùng bổ đầy không thiếu liếc nhìn lại, bất kể là phương hướng nào, đều là rậm rạp chẳng chỉ trùng bầy, trông không đến đầu. lòng của mỗi người đều chìm xuống đến. trùng biển số lượng thật sự quá nhiều, tuy nhiên tại công kích của bọn hắn phía dưới, không hề kháng cự chi lực, nhưng cứ theo đàn này, cho dù là bọn họ đem pháp lực tất cả đều đã tiêu hao hết, cũng vô pháp đem tất cả bò cạp độc toàn bộ diệt sát. thậm chí ngay một phần mười đều gợi yêu iota s không được. nhưng là bọn hắn vừa rồi tiêu sát cũng đã triệt để chọc giận bọn này tím ban bò cạp, nóng nảy côn trùng kêu vang tiếng vang lên, tím ban bò cạp lập tức hung hãn không sợ chết mà phát khởi một vòng mới công kích. Lập tức tiếng sấm bạo vang lên, từng đạo vừa thô vừa to hồ quang điện tại trùng trong nước nổ tung, hắc lân lại càng đại triển thần uy, toàn thân hắc mang chấp liên tục, mỗi một lần phóng ra, đều có thành trăm tiếng lên bò cạp độc chết ở hắn hắc mang phía dưới. Những người khác cũng đều tự thi triển thủ đoạn, đem sông lại độc trùng đại lượng diệt sát cứ việc trường kỳ rằng co xuống dưới, nhất định là nhân loại tu sĩ bên này dẫn đầu ngăn cản không nổi, pháp lực hao hết, nhưng ít ra hiện tại, tiêu phàm bọn hắn có lẽ hay là đại chiếm thượng phong, đối với nhào lên bò cạp độc tiến hành nghiêng về một bên đại gờ iota ết hại, không có bất kỳ một bò cạp độc có thể đột phá bọn hắn vòng phòng ngự tử, vào tới phụ cận đến. Hơn nữa bò cạp độc nhất chỗ đáng sợ vốn là vô cùng vô tận số lược, một mình vài chích chỉ độc trùng, cho dù vào tới trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới, bị tiện tay diệt sát rơi. Liên tiếp 3 4 luân phiên công kích về sau, trùng biển gầy xuống dưới một khối lớn, vòng vây thậm chí cũng làm lớn ra một vòng. Như thế toàn lực phóng ra, Tiêu Phàm tuyên bố rõ ràng chân quân cùng chính khá tốt, mặt khác chúc cơ kỳ tu vi mọi người, cũng đã bắt đầu thái dương thấy đổ mồ hôi. Liền vào lúc này, trùng biển ở chỗ sâu trong, lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vốn là dục dịch, chuẩn bị phát động một vòng tiến công mới bỏ cạp độc bỗng nhiên đều đình chỉ động tác, sơ lên hai càng đậu ở chỗ này, tựa hồ nhận được rồi nào đó tạm hoãn tiến công chỉ lệnh. Ngay sau đó, đen xì trùng biển ào ào hướng hai bên tách ra, nhường suốt một mảnh dài hẹp thông đạo. Đây là có chuyện gì? Có người không khỏi kinh nghi bất định nói. Rất nhanh, đáp án công bố. Từ chỗ nào chút hít thả ra trong thông đạo, từng trích xa so đồng loại muốn lớn bò cặp độc, theo trùng biển ở chỗ sâu trong chậm rãi bò lên đi ra chỉ thấy những độc chất này bò cạp chiều cao chừng 7-8 thốn, cá biệt thậm chí chiều cao vượt qua một xích 0,33 mét, nhan sắc cũng không còn là đen nhánh ních, mà là đang bày biện ra từng đạo màu tím vệt, biến ảo thành nguyên một đám giữ tợn đồ án. Tím ban bò cạp danh tiếng, bởi vậy mà đến. Loại này hình thể đại khái qua loa tím ban bò cạp, trên người truyền ra gia nhất giai linh trùng linh lực chấn động, khoảng chừng 5 chục nhiều. Xem ra vì để tránh cho bình thường bò cạp độc thương vong quá lớn, bò cặp bầy đầu lĩnh quyết định phái ra, tinh nhuệ chiến lực nhất cử giải quyết vấn đề. Cái này đương làm khẩu, nguyên gốc thẳng im lặng đứng ở linh thú hoàn bên trong lưng sắt con bọ ngựa, bỗng nhiên nôn nóng bắt đầu đứng dậy, chi chi mà gọi không ngừng, tựa hồ bị những này bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ tím ban bò cặp ký bản quyền tê ý bản quyền. Chẳng những hai đầu cấp hai lưng sắt con bọ ngựa dục dịch, cái kia hơn 30 nhất dai con bọ ngựa cũng đều trở nên nôn nóng bất an. chương 753, Thiên Địch tiêu Phạm ống tay áo run lên, không chút do dự đem con bọ ngựa đều phóng ra. Cái này hơn 30 con bọ ngựa vừa xuất hiện, tình hình lập tức phải biến đổi, đang tại chậm rãi tới gần năm sáu chục nhất sai tím ban bò cạp, bỗng nhiên đậu ở chỗ này, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng những này con bọ ngựa. Về phần những kia bình thường bò cạp độc, biểu hiện lại càng không chịu nổi, con bọ ngựa vừa hiện thân, lập tức chính là một hồi đại loạn, ao ao lui về sau đi, lách vào lách vào nhốn nháo, loạn cả một đoàn, tựa hồ đối với những này lưng sắt con bọ ngựa đặc biệt sợ hãi. Cơ lụa mỏng thấy thế không khỏi đại hỉ, nói ra, linh trùng tông khu trùng thuật ở phía trong ghi đắc minh bạch, lưng sắt con bọ ngựa ưa thích nuốt ăn các loại linh trùng, xem ra thật sự chính là đúng vậy, những độc chất này bò cạp sợ thành như vậy. Vô luận động vật có lẽ hay là côn trùng, đều có chỗ vị thiên địch vừa nói. Xem ra lưng sắt con bọ ngựa chính là chỗ này chút hít bò cạp độc thiên địch, nhiều khi, thiên địch phải không dùng thực lực đến quyết định thắng bại đích, mà là trời sinh khắc chế. Với tư cách thiên địch bên trong thất bại một phương, muốn nhìn thấy thắng lợi một phương hiện thân, mặc kệ bản thân cỡ nào cường đại, trước tự sợ hãi ba phần. Đông nghiệt trùng biển phía sau, lại là kêu lên một tiếng bén nhọn vang lên, hỗn loạn không chịu nổi bò cạp độc một hồi bạo động, miễn cưỡng đã ngừng lại lui về sau thế, lại lẫn nhau chen chúc lấy, vô luận như thế nào không chịu về phía trước. Thậm chí cái kia kêu lên một tiếng bén nhọn, lắng nghe phía dưới, cũng có chút nói không nên lời sợ hãi ý. Chính là ba mươi mấy lưng sắt con bọ ngựa, liền đem vô cùng vô tận trùng biển trấn NSEO ta ép rồi, thật sự sâu sắc vượt quá tiêu phàm bọn người dự kiến. Tuyên bố rõ ràng chân quân loát tròm dâu nói ra, việc này thật là có điểm tà môn liễu tương đương. Nhưng lại thật dài thở phào một cái. Xem ra mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng vẫn có rất nhiều không biết được mấy cái gì đó so sánh với tím ban bò cạp sợ hãi bất an, lưng sắt con bọ ngựa biểu hiện hoàn toàn bất đồng, hưng phấn đắc chi chi gọi bậy, cũng không cần tiêu phàm thúc dục chân dài khẽ trống, liền về phía trước đánh tới. Mục tiêu đúng vậy cái kia năm sáu chục chỉ có tiến hóa nhất giai linh trùng, đối với những kia bình thường bò cạp độc, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Những kia tím ban bò cạp còn tại trần chờ do dự. Lưng sắt con bọ ngựa đã muốn gấp phốc tới, ngoại trừ không thể phi hành, lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện thiên phú thần thông, chút nào cũng không được ảnh hưởng. Bá, lớn nhất con mái con bọ ngựa cánh tay sắt phung lên. Một đầu do dự bên trong tím bàn bò cạp liền bị cắt thành hai nửa, con bọ ngựa miệng rộng mở ra, mấy ngụm đem tím bàn bò cạp lỏa lồ bên ngoài non mềm thịt trắng nuốt vào bụng đi, thân thể một chuyển, lại đem bên kia tím bàn bò cạp từ đó bổ ra. Mặt khác lưng sắt con bọ ngựa cũng ảo ảo đối với tím ban bò cạp triển khai giota iota chóc, hôi mang lóng lánh chỗ, chất lỏng vẩy ra, tím ban bò cặp cơ hồ không hề kháng cự chi lực, đã bị con bọ ngựa chém thành hai khúc, thành đại bọ ngựa bữa ăn ngon. Vô cùng vô tận đen xì bò cặp độc, vậy mà ai cũng không được trước giúp đỡ, chờ mắt nhìn xem những kia tiến hóa tím ban bò cặp bị lưng sắt con bọ ngựa gờ yêu ta ít hại, đều đều sợ hãi vô cùng mà lui về sau đi, chỉ cầu dùng thân miễn hỏa. Trong nháy mắt, năm sáu chục tím ban bò cặp tựu bị tàn sát non nửa còn lại có một bộ phận hung tính đại phát, vung vẩy đại càng cùng đuôi đâm chọc, cùng lưng sắt con bọ ngựa g i ta làm một đoàn, có. Khác một phần nhỏ, thì là trong chớp mắt bỏ chạy, ngay nửa điểm ý phản kháng cũng không dám cao hứng. Những kia ý đồ kháng cự tím ban bò cạp, xa xa không phải lưng sắt con bọ ngựa đối thủ. Hoàn toàn bị con bọ ngựa thiên phú thần thông chỗ khắc chế, không ngăn cản được vài cái, tự từng cái bị con bọ ngựa đánh chết, tinh hoa thôn vệ không còn. Phút chốc, trước mắt cũng chưa có ngăn cản tím bàn bò cạp, năm sáu chục nhất giai linh trùng. Ngoại trừ hơn 10 chiếc chỉ bỏ trốn mất dạng, còn lại đều đều bị lưng sát con bọ ngựa G.Iota S. chóc đắc sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt chém đứt tay tổng số thập rỗng tuyết thể xác. Lưng sát con bọ ngựa chẳng những công kích sắc bén vô cùng, hơn nữa khẩu vị tốt đắc kinh người. Mắt thấy hình thể cực đại tím ban bò cạp đã bị tàn sát không còn, một ít chưa ăn no lưng sát con bọ ngựa ngược lại hướng những kia bình thường bò cạp độc phát động tiến công. Đối phó những này hình thể không lớn lắm, có hay không linh lực chấn động tiểu bò cạp độc, lưng sắt con bọ ngựa G.Iota ít hại hiệu suất rất cao, thậm chí trực tiếp sử dụng phong nhận công kích, mỗi một đạo phong nhận bổ ra đều có thể chém G.Iota ít vài thậm chí hơn 10 bò cạp độc. Thật sự trùng biển quá mức dày đặc, tùy ý công kích cũng sẽ không thất bại. Bất quá rất hiển nhiên, Đối với mấy cái này bình thường bò cạp độc cảm thấy hứng thú lưng sắt con bọ ngựa không nhiều lắm, đại đa số con bọ ngựa là thuần túy gợi yêu ta chóc, đối với bò cạp độc ra thì tinh hoa chẳng thèm ngó tới, chỉ có số rất ít không có ăn no con bọ ngựa mới sẽ tiếp tục thôn vệ những này bình thường bò cạp độc. Bò cạp độc đám bọn họ thất kinh, ào ào hướng phương hướng ngược nhau chạy trốn. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, ngay từ đầu, những độc chất này bò cạp hùng hổ, chen chúc tới hôm nay lui về phía sau thời điểm, tình trạng càng đồ sộ, giống như biển cả nội trào, mãnh liệt thối lui. Trùng biển ở chỗ sâu trong, lại vang lên bén nhọn côn trùng kêu vang, một ít đang tại lui về phía sau tím ban bò cạp, lại trần chờ do dự bắt đầu đứng dậy, một bộ khác phận bò cạp độc, tắc chính là đối với cái này bén nhọn côn trùng kêu vang mắt điếc tai ngơ, tự lo trốn chạy để khỏi chết đau mệnh. Lần nữa nghe thế thanh âm tiêm minh, hai đầu cấp hai con bọ ngựa mắt kép trung hung quang lóe lên, bỗng nhiên đem những kia bình thường bò cạp độc ném đến một bên, giống như bay hướng về trùng biển ở chỗ sâu trong phóng đi. Những kia đang tại bại lui bò cạp độc, không có bất kỳ một chỉ dám tại ngăn chờ con bọ ngựa đường đi, ào ào lộn xộn mà lại để cho qua một bên. Trong khoảng khắc, hai đầu cấp hai con bọ ngựa liền biến mất ở trùng trong nước, không thấy bóng dáng. Sau một lát, trùng biển ở chỗ sâu trong vang lên chói tai côn trùng kêu vang thanh âm, đồng thời bộc phát ra kịch liệt đến cực điểm linh lực chấn động. Từ nơi này cổ linh lực chấn động đến xem, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa gặp được cũng là tiến hóa đến cấp 2 linh trùng. Nên vậy coi như là những này tím ban bò cạp bên trong vương giả liễu tương đương. Trận này tranh đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh tự phân ra thắng bại. Như loại này thiên địch ở giữa quyết đấu, nếu không có đặc biệt ngoài ý muốn, thắng bại bình thường đều là nhất định tốt. Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm giác được, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa khí tức vẫn còn mặt khác cấp hai linh trùng khí tức đã muốn biến mất. Không hỏi cũng biết, cái này hai đầu tím ban bò cạp vương cũng đã thành lưng sắt con bọ ngựa trong bụng món ăn. Mất đi bò cạp vương thống ngựa trùng biển, lại cũng không trần chờ chút nào, giống như thủy triều sẽ cực kỳ nhanh thối lui, lúc đến nhanh, đi lúc nhanh hơn, một thời gian uống cạn chung trà không đến, đông nghịt trùng biển liền không thấy bóng dáng, tại nguyên chỗ lưu lại 7-8 chiếc cụ giang giải yêu thú trắng hiếu hài cốt tất cả mọi người thật dài thở phào một cái, đều có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đương làm trùng biển hùng hổ đánh tới thời điểm, tung xem như đối với tiêu phàm tin tưởng 10 phần vô cực môn chư nữ, lập tức cũng có chút dao động. Nhưng mà sự thật chứng minh, đoàn người đối với tiêu phàm tín nhiệm đúng vậy, quan trọng hơn trước mắt, tiêu chân nhân luôn có thể kỳ binh xông ra. Diệt sát bò cạp vương, lưng sát con bọ ngựa triệt để đối với đuổi gờ yêu ta -S bình thường bò cạp độc mất đi hứng thú, phi thân về tới tiêu phàm bên người, tiêu phàm khoát tay, đem chúng đều thu vào linh thú hoàn. Tiêu tiểu hữu những này còn bọ ngựa người từ chỗ nào làm đến hay sao? Sắc bén như thế, tuyên bố rõ ràng chân quân thu hồi roi lôi điện, loát tròm dâu nói ra, ngữ khí thật là thoải mái vui sướng. Mắt thấy đã muốn lâm vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên quanh co, mặc cho ai đều thập phần vui vẻ đích. Tiêu phàm mỉm cười nói, tại Khánh Nam Miêu Cương tìm được đích, linh trùng tông, tiền bối nhất định nghe nói qua a à. Linh trùng tông, đương nhiên nghe nói qua, những này ưa thích dưỡng côn trùng người miêu, tuy nhiên tông môn không lớn, cũng không thường xuyên bên ngoài đi đi lại lại, thanh danh nhưng lại không nhỏ. Như thế nào, người đang ở đây Khánh Nam tìm được rồi Linh trùng tông truyền thừa. Tuyên bố rõ ràng chân quân càng thêm kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Xem như thế đi, chúng ta vận khí không tệ, tìm được rồi Linh trùng tông cuối cùng mặc cho tông chủ, Hắn cũng là tại không gian thông đạo sụp đổ về sau, không kịp rút lui hướng những thứ khác giới diện, ngay tại miêu cương tỏa hóa mất. Những này lưng sắt con bọ ngựa, chính là tại đó tìm được đích. Chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Tiêu phàm thật cũng không có giấu giếm cái gì, từ đầu chí cuối giải thích lưng sắt con bọ ngựa chân tướng. Ha ha, xem ra tối tăm chung đều có nhân quả duyên phận, các người nằm đó đi một chuyến miêu cương, ở chỗ này phái lên công dụng. Tuyên bố rõ ràng chân quân cảm thán nói. Đối với điểm này, tiêu phàm thập phần đồng ý, hắn vốn là rất chú ý nhân quả tuần hoàn. Xem ra những độc chất này bò cạp là cái này hoang mạc bên trong một phương bá chủ rồi, có bọn này bò cạp độc tại, phạm vi mấy ngàn dặm trong, đều rất khó có đẳng cấp cao yêu thú xuất hiện. Nếu không, sớm đã bị bọn này bò cạp độc diệt gợi yêu ta chết. Tuyên bố rõ ràng chân quân còn nói thêm. Trần Dương hỏi, lão gia tử, chiếu nói như vậy, chúng ta kế tiếp tự an toàn, không gặp được hắn phiền phức của hắn. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười nói, trên cơ bản hẳn là là như thế này a à, chúng ta có thể phóng tâm hướng trước liễu tương đương. Bất quá, tại đây còn có chút thứ tốt, không cần phải vứt bỏ. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng cái kia vài đầu răng giải yêu thú hải cốt thượng quét tới. Trần Dương cực kỳ thông minh, lập tức hỏi, lão gia tử, những này yêu thú hàm răng có thể phái thượng cái gì công dụng? những này yêu thú toàn thân bắt mắt nhất đúng là hai khỏa thật dài răng nanh, cũng khó trách Trần Dương hội hỏi như vậy liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân Quân nói ra, trọng dụng đồ phái không được, dù sao chỉ là cấp 5 yêu thú tài liệu. Bất quá dùng để luyện chế thượng phẩm pháp khí, đảo còn có thể. Cũng có thể đổi một số xa xỉ linh thạch, lần trước những kia nội đan cùng sừng nhọn, các ngươi không có cầm, lúc này răng nanh, tự lại để cho cho mấy người các ngươi nhà đầu tốt rồi. Lần này, mấy nữ hài tử ngược lại ai cũng không có chối từ, dù sao chỉ là theo hài cốt thượng tướng răng nanh lấy xuống, chưa nói tới cỡ nào huyết tinh. Những kia tím ban bò cạp thật đúng là nhất, tận chức tận trách, hoang mạc người vệ sinh, đem yêu thú ra thịt nuốt ăn được không còn một mảnh, ngay nửa điểm vết máu đều chưa từng lưu lại, cả cỗ hài cốt sạch sẽ, phảng phất ở chỗ này phong hóa rất nhiều năm tựa như. Đem một đôi yêu thú răng nanh lấy xuống thu vào chữ vật vòng tay, cơ lụa mỏng đứng người lên, nhìn về phía những độc chất kia bò cạp thối lui phương hướng nói khẽ với tiêu phàm nói ra nếu không chúng ta hướng cái hướng kia đi xem đi a à. linh trùng tông khu trùng thuật ghi lại tím ban bò cạp hoan hỉ nhất thôn về các loại độc vật tại bò cạp độc chỗ tụ họp phụ cận tổng có thể tìm tới một ít hiếm thấy linh thảo linh dược hơn phân nửa đều mang theo kịch độc đã đến nơi này nếu như khoảng cách không xa lời mà nói đảo đáng giá chạy lên một chuyến tiêu phàm gật đầu đồng ý đã lưng sắt con bọ ngựa có thể khắc chế tím ban bò cạp, như vậy đi cái này một chuyến trên cơ bản không có gì phong hiểm, chỉ là muốn quấn thượng một điểm đạo, vì những kia hiếm thấy linh thảo linh dược, đảo cũng đáng được. Có đôi khi, mang theo kịch độc linh thảo linh quả, cũng là làm thuốc thư tốt. Lấy độc trị độc, y lý, lý thuyết y học dược lý thượng đều có tương quan miêu tả. Vì vậy một đoàn người gãy hướng Tây Bắc, ước chừng đi ra hơn trăm dặm mà, tục tìm được tím ban bò cạp tụ cư xào huyệt, tại lưng sắt con bọ ngựa uy dưới sườn, tím ban bò cạp đều có đầu rút cổ trong huyệt động, tuyệt không dám mạo hiểm đầu. Tiêu phàm bọn người quả nhiên tại sao huyệt phụ cần tìm được vài chủng trồng ngoại giới hiếm thấy độc thảo, trong đó hai chủng, sớm đã tại bên ngoài tuyệt tích nhiều năm, thậm chí tuyên bố rõ ràng chân quân đều chưa từng thấy qua. chương 754, Hoàng Kim Đại Điện Bảy thập mấy canh giờ về sau, một đoàn người đầy bụi đất, chạy ra khỏi hoang mạc lại quay đầu nhìn lại nhìn minh mông cát vàng ở chỗ sâu trong, đều đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Giota ít lùi tím ban bò cặp về sau, bọn hắn tại hoang mạc chung lại gặp vài phê yêu thú, trong đó tu vi cao nhất đích, đã muốn đạt tới thất cấp. Nhưng tương đối tím ban bò cặp mà nói, thất cấp yêu thú tự cũng không để tại tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân trong mắt, hao phí một ít tinh thần, đem những nảy yêu thú từng cái diệt Giota ít sạch. Tính ra 10 canh giờ gian nan bôn ba, rốt cục đi ra hoang mạc. Đoàn người độn quang cùng một chỗ, ào ào hướng không chung bay đi. Bị giam cầm tính ra 10 canh giờ phi độn chi lực, hôm nay rốt cục tìm được tự do, cảm giác kia không phải bình thường tốt. Chạm ở trên không bên trong, đi phía trước nhìn lại, thấy phía trước kim lóng lánh, này tòa tại trên địa đồ bái kiến hoàng kim đại điện, xa xa đang nhìn, ở phía xa phía chân trời lộ ra một cái ánh vàng rực rỡ nóc nhà, vô cùng hấp dẫn. Hơn 10 đạo độn quang, Hướng về Hoàng Kim Đại Điện bay đi Đã thiên tân vạn khổ đến nơi này Hoàng Kim Đại Điện ngay tại phía trước Mặc kệ lại có cái gì gian nan hiểm trở Tóm lại muốn đi xem một cái liễu tương đương Hoàng mạc biên giới đến Hoàng Kim Đại Điện khoảng cách cũng không gần Bất quá trên đường đi không Nữa đụng phải chờ ngại gì Ba canh giờ về sau tựu bay đến phụ cận Như thế thuận lợi Lại để cho mọi người trong nội tâm đều có điểm là lạ đích Thật sự phía trước gặp được phiền toái không nhỏ hôm nay đến mục chính là, ngược lại trở nên thuận lợi như vậy, làm cho người ta cảm thấy không nỡ liếu tương đương. Tiêu phàm hai hàng lông mày, có chút trao một chút. Trong cơ thể, đỉnh càn khôn, phản ứng càng thêm kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm cơ hồ có thể khẳng định, tại đây tồn tại không gian chi lực, xa so ngoại giới phải cường đại hơn nhiều, thậm chí còn lặng yên tư bảo biển máu chỗ sâu nhất không gian thông đạo di chỉ, không gian chấn động chi lực cũng không bằng tại đây. Đây là tại Hoàng Kim Đại Điện bên ngoài, nếu như tiến vào đại điện về sau, không gian chấn động chi kịch liệt chỉ sợ còn có thể càng tiến một bước. Kịch liệt như vậy không gian chấn động, không biết hội dẫn phát loại nào không lường được nguy cơ. Từ phát hiện, đỉnh càn khôn, tu khắp trời gian về sau, tiêu phàm liền một mực đối với không gian chi lực tiến hành tìm hiểu, lĩnh ngộ đắc càng nhiều, đối với không gian chi lực nguy hiểm liền càng là cảnh giác. Bất luận kẻ nào, mặc kẻ tu vi rất cao, thân thể cỡ nào cường hãn, một khi lâm vào không gian bảy dập tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tiêu phàm thậm chí tại nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không dùng không gian bảy dập cùng vết nứt không gian làm làm vũ khí, công kích địch nhân. Tuy nhiên trước mắt xem ra, cái này gần kề chỉ là một cách nghĩ, hơn nữa cực kỳ điên cuồng không đáng tin cậy, nhưng mà rất nhiều sự tình, ngay từ đầu không đều là nguồn gốc từ tại một cái nhìn về phía trên rất không đáng tin cậy cách nghĩ sao, trải qua kiên nhẫn cố gắng, hơn nữa một ít vận khí cùng cơ duyên, cuối cùng nhất lại rất có hiệu quả. Trên lý luận, chỉ cần có thể tự nhiên lợi dụng không gian bảy dập cùng vết nứt không gian, có thể trở thành một loại cực kỳ khủng bố sát thương thủ đoạn, so sánh với thế gian bất luận cái gì nhất phong duệ binh khí đều muốn có tác dụng. Tốt hùng vĩ điện phủ. Suốt cục, một đoàn người đứng ở hoàng kim cửa đại điện khẩu, tất cả mọi người tự đáy lòng mà phát ra như vậy khen thán chi thanh âm. Chỗ ngồi này hoàng kim đại điện chi cực lớn, tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn dĩ vãng nhận thức. Cảm giác, hoàng kim đại điện thậm chí so với bọn hắn tại hồ cuối cùng nhìn thấy cả tòa kim tự tháp hình lăng mộ còn muốn hùng vĩ nhiều lắm. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, thật giống như bọn hắn đi vào một căn phòng, nguyên lai tưởng rằng hội ở bên trong nhìn thấy một ít cái bản các loại. Đồ dùng trong nhà, ai ngờ cũng tại căn phòng này tử ở phía trong gặp được một tòa cao ốc. Nếu như không là cảm giác của bọn hắn xảy ra vấn đề, tự là thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bị rút nhỏ vô số lần làm cho người ta không thể không cảm thán không gian pháp tắc sức mạnh to lớn. Hoàng kim đại điện thật lớn như thế, thế cho nên chính là lẻ loi chơi trọi một tòa điện phủ đứng sửng ở tại đây, không có bất kỳ những thứ khác nguyên bộ công trình xây dựng, cùng mọi người nhận thức càng thêm tương để sờ. Nói như vậy, như vậy kim bích huy hoàng chủ điện, tổng hội có một chút thiên điện, hoa viên các loại. Nguyên bộ công trình xây dựng ban phụ ra, mới có thể năng lực cấu thành một cái công năng đầy đủ hoàn mỹ kiến trúc bày. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người không có có tâm tư đi để ý vấn đề như vậy. Hoàng Kim Đại Điện chính trên cửa, treo một khối cực lớn bảng hiệu, trên tấm bảng chữ khác vào đồ vật lấy một chuyến kim chói chữ to, cũng là bọn hắn đã từng thấy qua cái chủng loại kia. Cổ nhung tộc văn tự, tổ vu thánh điện, tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn xem cái này mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ to, thì thảo nói ra. Xem tới nơi này 10 phần 78 là cha ma tổ vu tỏa hóa chỗ rồi, tại khuyển vu môn có thể được tôn xưng vì tổ vu đích, nên vậy chỉ có cha ma tổ vu bản thân. Bất quá chỗ ngồi này hoàng kim đại điện, là cha ma tổ vu tỏa hóa trước kia, chính mình làm cho người ta kiến tạo lên, có lẽ hay là tỏa hóa về sau, do hắn môn nhân đệ tử kiến tạo lên, sẽ không tốt phán định liếu tương đương. Chỗ ngồi này hoàng kim đại điện cái khác kỳ lạ chỗ, chính là từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều kim chói, không có nửa điểm tạp sắc. Thậm chí ngay đại điện nền tảng, chèo chống cửa cây cột lớn cùng với cửa sổ linh cửa điện các loại, đều không ngoại lệ, đều đều kim sáng lóng lánh, làm cho người ta vừa thấy phía dưới, cũng có chút đầu váng mắt hoa. Đại điện ban ngày, cao tới hơn 10 trượng, độ rộng cũng có 20 mươi mấy trượng, nếu như toàn thân do hoàng kim đổ bê tông mà thành, thật không biết hội đến cỡ nào trầm trọng. Nếu như là tại trần tục thế giới, như vậy hoàng kim đại môn, cơ hồ là không thể nào tồn tại đích. Bởi vì hoàng kim độ cứng xa xa không đủ, hoàn toàn, từ đầu, Luôn luôn tựu không khả năng chèo chống thật lớn như thế tự trọng mà không biến hình. Cực lớn đến loại trình độ này, coi như là thép dội đúc bằng sắt, trên thực tế đều rất khó chế tạo ra đến. Nhưng ở tu chân giới, tự nhiên hết thảy đều có khả năng. Hoàng Kim Đại Môn là khép hờ, cũng chưa xong toàn bộ khép kín, không biết là vốn là như thế, có lẽ hay là trước đó đã có người đi vào trước. Tiêu Phàm dùng thần niệm chi lực hướng trong cửa lớn quét qua kết quả bị một cổ lực lượng thần bí không chút khách khí mà ngăn trở bên ngoài, chút nào cũng vào không được. Về phần thiên nhãn thần thông, tiêu phàm đã sớm thử qua rồi, cũng không biết cái kia hoàng kim đại điện có phải thật vậy hay không dùng vàng dòng đúc thành, hoặc là vách tường quá dày, thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đều vào đi thôi. Tuyên bố rõ ràng chân quân một tiếng cười to, cao giọng nói ra, độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu hướng hoàng kim đại điện hờ khép đại môn bay đi, thân thể nhoáng một cái, liền từ trong khe cửa phiêu nhiên mà vào. Chính hướng tiêu phàm liền ôm quyền, xuất lĩnh lấy vài tên đệ tử, chăm chú đuổi kịp. Tiêu phàm khoát tay chặn lại, vô cực môn mọi người cũng đi theo vào đại điện. Vừa vừa tiến vào trong điện, mọi người trước mắt tối sầm lại, trong khoảng khắc, vậy mà không có thể thấy mọi vật. Thực ở ngoài điện thời điểm, kim quang quá mức mãnh liệt, bỗng nhiên tiến vào tương đối âm u trong điện, vô luận là ai, con mắt đều có lập tức không thích ứng. Tiêu phàm trong mắt lục mang lóng lánh, khoảng cách liền nhìn rõ ràng trong đại điện tình hình. Giống như đoàn người tưởng tượng cái kia dạng, cửa điện trong là một tòa cực kỳ rộng lớn đại điện, độ sâu trọn vẹn trên trăm trượng, hơn 10 căn bản hoàng kim lập trụ cao cao đứng sừng sững, đem trong điện cũng trang điểm đắc kim bích huy hoàng. Bất quá so sánh với vẻ ngoài thuần một sắc kim lóng lánh, trong điện cuối cùng nhiều hơn chút hít mặt khác bất đồng nhan sắc, đối với hai mắt ký bản quyền tê ý bản quyền, lược đỡ một ít. Trong đại điện trang trí, cùng hoa hạ quốc trang trí phong cách khác lạ, mang theo rõ ràng nước khác phong tình, bất qua cái này tự nhiên không phải mọi người chú ý trọng điểm, đoàn người cũng không phải là đến nơi đây du lịch ôm thắng đích. Trong điện cứ việc đồ sộ, thực sự vừa xem hiểu ngay, rất rõ ràng, đây chỉ là một nghị sự đại sảnh cũng không có có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương. Đoàn người ánh mắt, rất nhanh tựu đã rơi vào đại điện hai bên, có tất cả một cái sơn son đại môn, hoàng kim vòng nuốt khẩu. Cái này hai miếng sơn son đại môn, đặt ở địa phương khác, đó cũng là cực kỳ đồ sộ, bất quá tại nơi này trong đại điện, tự có vẻ quá bỏ túi rồi, hào không thấy được. Tiêu tiểu hiếu, đi bên kia, có lẽ hay là chia nhau làm việc. Tuyên bố rõ ràng chân quân mỉm cười hỏi. Hắn cũng biết, vô cực môn thuật bói toán cực kỳ rất cao minh, đụng phải loại này hai chọn một tình hình. Tự nhiên là dùng tiêu phạm ý kiến làm chủ yếu tương đương. Có lẽ có thể có được quẻ tượng chỉ điểm. Tiêu Phàm đang muốn nói chuyện, cửa ra vào bóng đen chấp liên tục, hiện ra đạo thân ảnh đến. Đoàn người liếc đảo qua đi, lập tức sắc mặt đều đều hơi đổi. Hai vị này dĩ nhiên là Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư, nhiều ngày trước kia, bọn hắn rời đi đại sảnh thời điểm, là đi cùng một cái thông đạo, nhưng hiện tại rõ ràng đồng thời đuổi ở đây, không biết là trùng hợp có lẽ hay là người đã trên đường đạt thành nào đó hiệp nghị nhìn hắn hai người bộ dạng, cho thiên tổ sư thần sắc như thường, thật giống như dọc theo con đường này cũng không gặp được cái gì sao sao phiền, thản nhiên cứ tới đây rồi, trên người khí tức, so sánh với lúc trước còn muốn càng thêm thâm bất khả chắc, mà vốn là quanh thân bị khói đen bao phủ Hattori giới xử trí, giờ phút này thực sự thu sương mù, lộ ra tướng mạo sẵn có, chính là là một gã năm mươi mấy tuổi trung niên nam tử, trên mặt đường cong tương đối đông cứng, thần sắc thập phần cương nghị. Theo khí tức của hắn đến xem, cũng là nhẹ nhàng. Hai người này đều đều là kim đan hậu kỳ tu vi, là cả đám đợi bên trong cảnh giới cao nhất đích. Hai người hợp lực, chỉ cần không giống tiêu phàm bọn hắn như vậy gặp được tím ban bò cạp trùng biển, hắn phiền phức của hắn, hẳn là khó không được bọn hắn. Liếc nhìn tiêu phàm bọn người, cho thiên tổ sư trong mắt hung quang lóe lên, lập tức lại khôi phục bình thường, thần sắc nhàn nhạt đích, tựa hồ chút nào cũng lơ đánh. Hattori giới xử trí lại ha ha cười một tiếng, nói ra tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, tiêu chân nhân, không nghĩ tới hai vị tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng so với chúng ta còn tới trước. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười lạnh nói, Hattori đạo hiếu, các ngươi là có ý gì? Nói xong, ánh mắt tại hai người trên mặt qua lại quét qua. Vị này lão đạo, cũng là trong mắt văn v không vào hạt cắt đích, nhưng không muốn bị người mơ hồ mà uy hát yêu ta ép một phen. Phải biết rằng dùng bọn hắn liên thủ chi lực, một mình đối mặt Hattori giới xử trí hoặc là cho thiên tổ sư, đều nhẹ nhàng, ít nhất không có gì sợ hãi ý. Nếu như hai vị này hậu kỳ tu sĩ cũng liên thủ nhất trí, vậy cũng thì có điểm khó giải quyết liễu tương đương. Hattori giới xử trí cười nhạt một tiếng, nói ra ý của chúng ta rất rõ ràng, nói đúng là, trên đường tới thượng, ta cùng cho thiên đạo hữu đã muốn đạt thành nhất trí, tại đây lăng mộ trong, chúng ta liên thủ hành động. Mặc kệ có đủ loại dạng thu hoạch, đều là chia đều. Đương nhiên, nếu gặp được trở ngại gì, đó cũng là đồng loạt ra tay. Thật giống như tuyên bố rõ ràng đạo hữu cùng tiêu chân nhân đồng dạng, các người vô cực môn cùng phái Mao Sơn ôm thành đoàn, lão phu nhìn thấy cũng rất hâm mộ đích. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt thoảng qua trầm xuống, nhưng không có nói cái gì nữa. Đã Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư đã muốn liên khởi tay đến, bọn hắn muốn chia nhau làm việc chủ ý, tự nhiên là không thể thực hiện được liễu tương đương. liền vào lúc này, bóng đen chấp liên tục, lại có nhiều người cũng vào đại điện. Nhưng lại lúc trước nhìn thấy mặt khác một ít tu sĩ, ao ao đuổi đến nơi này, không thấy thương ngô ba hữu cùng mặt khác một vị kim đan trung kỳ tu sĩ cùng với hắn hai gã trúc cơ kỳ đệ tử. Trong đại điện thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. chương 755, tượng đá. Tiêu chân nhân, nơi này có hai cánh cửa. Xin hỏi tiêu chân nhân phải đi bên kia. Hattori giới xử trí tựa hồ nhận định tiêu phàm, mỉm cười hỏi, mắt quang nhưng lại lạnh như băng đích. Tiêu phàm cũng không tức giận, hướng bên phải sơn son đại môn nhìn thoáng qua, cũng mỉm cười nói, ta ý định đi bên trái cái này cánh cửa. Tốt, chúng ta đây cũng đi bên trái. Hattori giới xử trí cũng không đi hỏi thăm cho thiên tổ sư ý kiến, trực tiếp làm quyết định. Cho thiên tổ sư một mực hai tay ôm ngực, giữ im lặng, tựa hồ duy Hattori giới xử trí như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu phàm cười cười, nhìn qua bên trái sơn son đại môn, nói ra cái này phiến đại môn thượng bổ sung lấy một ít cấm chế chi lực. Hattori tông chủ là tiền bối cao nhân, xin mời tông chủ mở ra thần uy như thế nào. Cẩn thận dò xét qua đi, tiêu phàm cũng đã nhìn ra được, bên phải sơn son đại môn cấm chế chi lực, đã bị người phá hư hết, nên vậy có người đoạt trước một bước. Đã như vậy, hắn chọn lọc tự nhiên đi bên trái đại môn. Đi theo người khác phía sau, có thể lao đến chỗ tốt gì. Hattori giới xử trí lạnh lùng cười một tiếng, nói ra tiêu chân nhân không cần phải khách khí, có quan hệ ngươi hết thảy, cho thiên đạo hữu đều cùng ta kỹ càng tán gẫu qua. Đạo hữu tuổi còn trẻ, tạo nghệ cao thâm, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, lão phu bội phục đắc vô cùng. Vô cực môn chư nữ lập tức đều nhìn qua tới, uyển thiên thiên cùng trần dương lại càng mặt mũi tràn đầy không cam lòng vẻ. Tâm ngoan thủ lạt như vậy lời bình, rõ ràng gia tăng tại tiêu phàm trên người, quả thực là lẽ nào lại như vậy bất quá ngẫm lại cái này lời bình là do cho thiên tổ sư làm được đảo cũng có thể giải thích tương là địch tay lại có thể có cái gì tốt đánh giá đã như vậy cái kia tại hạ tựu bêu xấu tiêu phàm cũng không tại khiêm tốn chậm rãi đi vào sơn son trước cổng chính tay trái niết quyết miệng lẩm bẩm tay phải năm ngón tay như luân từng đạo pháp quyết đánh ra hư không ngưng kết ra một cái ba thước khoảng chừng gì đó màu ngà sữa hỗn độn đồ án lóe lên tựu xa hiện tại sơn son đại môn trước kia Nhìn về phía trên bình thường, không có bất kỳ dị thường sơn son đại môn. Bỗng nhiên trở nên kim chói, một đầu mãnh thú hư ảnh di động hiện ra, mãnh liệt hướng hỗn độn đồ đón chào. Chứng kiến này đầu mãnh thú hư ảnh, Tân Lâm Tú khí hai con ngươi mãnh liệt nhíu lại khe hở, liếc một bên cho Thiên Tổ sư liếc. Cái này mãnh thú hư ảnh, Tân Lâm quen thuộc đắc vô cùng. Ngoại trừ nhan sắc bất đồng ra, cùng cho Thiên Tổ sư cùng tiêu phàm đấu pháp thời điểm. Ngưng kết ra tới mãnh thú hình dạng có 78 phần tương tự, tuy nhiên chỗ rất nhỏ lược không có cùng, trong trường hợp đó dù sao chỉ là hư ảnh, không có khả năng 100% giống như đúc. Chẳng lẽ cái này lang mộ cùng cho thiên tổ sư có cái gì đặc biệt liên lạc? Sơn son đại môn nổi lên hiện ra mãnh thú hư ảnh, trong nháy mắt. Cùng với màu ngà sữa hỗn độn đồ chiến đấu cùng một chỗ, chút nào cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải lại hư không một chảo, một màu ngà sữa bàn tay lớn ngưng kết ra, lăng không bắt xuống dưới, lập tức đem mãnh thú hư ảnh bắt vừa vặn, nằm ngón tay hướng gian hợp lại. Mãnh thú hư ảnh gào thét một tiếng, hóa thành điểm một chút kim quang, tán loạn ở vô hình. Tiêu phàm tay phải lại dương lên, một cổ kinh lực phát ra, chít kít. Một tiếng, sơn son đại môn liền từ từ mở ra đến. Tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn xem tiêu phàm thi pháp, phá giải cấm chế chi lực, duy chỉ có tân lâm con mắt ánh mắt xéo qua một mực rơi vào cho thiên tổ sư trên mặt, đương làm mãnh thú hư ảnh tại tiêu phàm ngưng tụ ra ngũ hành đại dưới tay tán loạn thời điểm, tân lâm rõ ràng chứng kiến, cho thiên tổ sư trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Thấy tiêu phàm như vậy cử trọng nhược khinh mà phá giải cấm chế, Hattori giới xử trí cũng có chút không tưởng được. Cái này sơn son đại môn cấm chế tuy đơn giản, nhưng nếu như do hắn đến phá giải lời mà nói, nếu muốn dễ dàng như thế đắc thủ. Cái kia cũng chỉ có thể dùng phách đạo dị thường phích lịch thủ đoạn, mới có thể năng lực một kích mà mở tuyệt đối làm không được như vậy phong nhạt phân nhẹ loại yêu nhã sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trong miệng lại vừa cười vừa nói tiêu chân nhân không nghĩ tới vô cực môn còn tinh thông trận pháp cấm chế chi đạo trần dương cười lạnh ở một bên ngắt lời nói ra vô cực môn còn có rất nhiều thần diệu phương pháp người không biết mà thôi phải không có cơ hội lời mà nói nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo thoáng một tí những này thần diệu pháp môn Hattori giới xử trí nhìn nàng liếc, ánh mắt càng thêm lạnh như băng, thân là nguyên anh kỳ cao nhân, cứ việc dưới mắt chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao, lại cũng tuyệt không phải một cái nho nhỏ chút cơ kỳ nữ tu có thể vô lễ chống đối đích. Những lời này rõ ràng mà cho thấy, cái này đông đảo người nổi lên sát tâm. Luận đến chính thức tu chân giới kinh nghiệm giang hồ, Trần Dương đó là chút nào đều không có đích, tự cúng sẽ không để ý Hattori giới xử trí tâm tình nói sau cái này đông đảo người vừa lên đến tự nhận định tiêu phàm là địch nhân của hắn, chính mình có phải hay không tội hắn, đều dâu ria. Chỉ cần một có cơ hội, hắn tuyệt đối không ngại đem vô cực môn vài người hết thảy gạt bỏ. Đương nhiên, tiêu chân nhân cũng không là đèn đã cạn dầu, cái này đông đảo nhân tâm che giấu sát cơ, hắn như thế nào nhìn không ra. Chỉ sợ cũng ôm đồng dạng tâm tư, đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Đối đãi địch nhân, tiêu phàm có lẽ không nương tay qua lập tức tiêu phàm cũng không để ý tới hội Hattori giới xử trí sát ý, không chút khách khí mà dẫn chư nữ, dẫn đầu đẩy ra sơn son đại môn, đi vào. Sơn son đại môn về sau, là một đầu dài trường hành lang gấp khúc, đồng dạng kim bích huy hoàng. Duy nhất chướng mắt chính là, thường cách một đoạn khoảng cách, có thể chứng kiến một pho tượng đá. Những này tượng đá mỗi một tôn đều không sai biệt lắm, đều là cao chừng hơn một trường, người mặc áo giáp, cầm trong tay giáo, chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động. Những này tượng đá nếu như phóng tại địa phương khác, mỗi một tôn đều là tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, nhưng đặt ở cái này kim bích huy hoàng hành lang chi, tự có vẻ có chút không hợp nhau. Đang lúc mọi người nghĩ đến, như vậy kim chói đại điện chi, nên vậy để đặt một ít đồng dạng kim chói kim loại tượng nặn mới càng thêm hòa hợp. Hôm nay lại an trí một ít màu nâu xanh tượng đá, thật sự cùng cả tòa ngồi đại điện tráng lệ không xứng. Tiêu Phàm bên tai bỗng nhiên vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân truyền âm Tiêu Tiểu hữu những này tượng đá có chút cổ quái ah tiên bối có gì phát hiện Tiêu Phàm tâm cả kinh cụ thể có gì phát hiện ngược lại không thể nói tự là một loại cảm giác cảm thấy rất không thích hợp tuyên bố rõ ràng chân quân ngữ khí chi mang theo một chút nghi hoặc ý tựa hồ cũng có chút cầm không chính xác dù sao loại này cái gọi là không đúng cảm giác thực sự quá mơ hồ như có như không. Tiêu Phàm nói ra, đã như vậy, tiền bối gì không ra tay thử một lần. Tốt, tuyên bố rõ ràng chân quân gật đầu một cái, mãnh liệt dừng lại bước chân, tay kim chói, roi lôi điện di động hiện ra. Hắn bỗng nhiên như vậy như lâm đại địch giảng, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình, mọi người không hẹn mà cùng mà hướng bên cạnh bay vút ra, đảo mắt đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, cảnh giác vạn phần mà nhìn xem hắn. Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư đi ở cuối cùng, thấy thế cũng dừng bước, Hattori giới xử trí hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào, tuyên bố rõ ràng đạo hữu cái này muốn trở mặt sao. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra, Hattori tông chủ thật sự là tiểu tâm cẩn thận đắc rất ha ha, lão đạo không có ý tứ gì khác, đã cảm thấy những này tượng đá khả năng có cổ quái, muốn thử một lần. Hattori tông chủ cảm thấy có cái gì không ổn sao? Những này tượng đá có cổ quái. Hắc hắc, tuyên bố rõ ràng đạo hữu có phải là lầm rồi. Hattori giới xử trí một bộ không chút Phật lòng giảng. Có phải là lầm, thử xem sẽ biết, lão đạo cũng hy vọng là ta nghi thần nghi quỷ, ở loại địa phương này, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuyên bố rõ ràng chân quân giơ tay lên, roi lôi điện phóng lên trời, tiên trên người màu vàng hồ quang điện lè lè sáng chói, trong khoảnh khắc tự ngưng tụ thành một đạo thô như nhi cánh tay hồ quang điện, ầm ầm một tiếng, mãnh liệt đánh mà hạ, chính tượng đá đỉnh đầu. Hồ quang điện chợt hiện, tượng đá từ đỉnh đầu bắt đầu, từng khúc vỡ vụn ra đến, cao hơn hơn một trượng tượng đá, trong nháy liền biến thành một đống đá vụn, lăn xuống trên mặt đất, thực sự không có gì dị thường phát sinh. Một mực không thế nào mở miệng cho thiên tổ sư, cười lạnh một tiếng, nói ra, nghi thần nghi quỷ, trông gà hóa quốc. Ngữ khí chi, lộ ra rõ ràng khinh thường ý, đối với vị này ngày xưa nguyên anh tu sĩ, cũng không thế nào kính trọng, tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt đỏ lên, hung hăng chừng cho thiên tổ sư liếc. Cho thiên tổ sư tuổi tác mặc dù lão, trong mắt hắn, nhưng lại mạnh mẽ hậu sinh vãn bối, chỉ là dưới mắt, người này không biết dùng loại nào bí thuật, thậm chí có kim đan hậu kỳ đáng sợ tu vi, lại cùng Hattori giới xử trí liên thủ, nhất thời bán hội, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không nên cùng hắn vạch mặt. Hattori giới xử trí cười nói, tuyên bố rõ ràng đạo hữu nếu sợ hãi, Vậy thì do chúng ta phía trước bên cạnh dò đường tốt rồi." Nói xong, ha ha cười một tiếng, dưới chân độn quang bỗng nhiên nhanh hơn, đảo mắt đã đến cả đám đợi trước nhất bên cạnh, cho thiên tổ sư cũng vô thanh vô tức mà đi theo, trải qua cái kia đống đá vụn thời điểm, nhiều nhìn thoáng qua. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt lập tức khôi phục như thường, không rên một tiếng, đi theo. Sống mấy trăm năm, cho dù tính tình của hắn lại táo bạo, từ lâu dưỡng thành gắng chịu nhục hàm dưỡng ở đâu thật sự sẽ cùng mới ra đời tiểu hậu sinh đồng dạng bị người thoáng một kích liền là nổi trận lôi đình như vậy tính nét, nếu là có thể tải từng bước nguy cơ tu chân giới sống được lâu dài mới thật là quái sự tình liễu tương đương không bao lâu một đoàn người đi vào một loạt xương phòng trước kia một đường đi tới đoàn người xem như đối với hoàng kim đại điện bên trong có một cái cơ bản nhận thức cái này hoàng kim đại ngoài điện xem to lớn cực lớn vô cùng kỳ thực chính là một phong bế đại viện. Đại điện về sau, cũng có các loại kiến trúc bố cục, hình thành một cái sao sao không gian. Đại điện chi, cũng có linh khí lưu chuyển, bất quá linh khí không phải thập phần nồng đậm, cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Nghĩ đến cùng chỗ tại đất giới, mặc dù là một cái tu khắp trời gian, linh khí độ dày cũng đồng dạng đã bị ngoại giới ảnh hưởng, cần chậm rãi mới có thể năng lực khôi phục lại. Trước mắt hàng này phòng, tại đại điện chi chỉ có thể coi là làm xương phòng, nhưng nếu đặt tại bên ngoài, mỗi một gian đều cũng đủ xưng là cung điện, liễu tương đương. Nơi này là luyện khí đường. Hattori giới xử trí trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giật mình thần sắc, có chút kinh ngạc nói ra, tiện tay đẩy ra gian xương phòng cửa phòng, trước mặt tự chứng kiến một cái sâu sắc lô đỉnh, đứng ở phòng ương. Đương nhiên, điều hỏa sớm đã dập tắt, lô đỉnh một mảnh lạnh như băng. Mà lô đỉnh bên cạnh án trên bàn, tắc chính là bầy đặt từng đống tài liệu luyện khí xương phòng hai bên, dựng đứng lấy nguyên một đám hoàng kim khung, trên kệ cũng bày đặt chỉnh tề tài liệu luyện khí. Mặt khác còn có một chút kiểu dáng kỳ lạ dụng cụ, bên trên bảo quang lưu truyền, dĩ nhiên là đã muốn luyện chế hoàn thành pháp bảo pháp khí cùng với một ít bán thành phẩm. Nhìn về phía trên, quả nhiên là nào đó môn phái luyện khí chỗ. Audio điện tử võ tấn bền chương 756, luyện khí đường Ông trời của ta, nhiều như vậy thứ tốt. Đi theo đoàn người cùng một chỗ vào một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, miệng há lớn, giống như mộng má lúm đồng tiền tựa như, đi đến một loạt cái giá đỡ trước, thân thủ tựu đi cầm trong đó một kiện lệnh bài chính là hình thức bảo vật. Bá, hàn mang lóe lên, một đạo ánh đao mau lẹ vô luân về phía lấy người này tu sĩ phi chém mà đến. Người này tu sĩ chỉ lo nhìn thẳng bảo vật, nơi nào đến đắc và phản ứng. Hiển nhiên sẽ bị ánh đao chém làm đoạn. Hạ thủ lưu tình một tiếng thét kinh hãi, nhưng đâm chọc ở phía trong khác một đạo hàn quang bay ra, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đánh chúng đau mang, đồng thời một cổ đại lực theo bên cạnh vào tới, lập tức đem tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ cái bọc trong đó, một bà kéo trở về. Xuất thủ cứu giúp đích, đúng vậy người này trúc cơ kỳ tu sĩ sư môn trưởng bối, một gã có kim đan trung kỳ tu vi gầy nam tử, mặc màu xanh ra trời đạo bào. Gầy nam tử đem trúc cơ tu sĩ kéo đến bên cạnh mình, lập tức hướng Hattori giới xử trí ôm quyền nhún, bồi cười nói, thỉnh Hattori tiền bối thứ lỗi, tiểu đồ không hiểu chuyện, ta nhất định nặng nề trách phạt hắn. Hattori giới xử trí ánh mắt lạnh như băng tại hắn thầy trò ba người trên mặt quét qua, lạnh lùng nói ra, quản tốt đồ đệ của ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ở đại sảnh thời điểm, người này gây nam tử tự giới thiệu, đạo hiệu, tung lỏng tuyên, năm đó cũng là một cái tiểu tông môn trưởng lão, tu vi cũng không rất cao, lại không biết dùng loại phương pháp nào, rõ ràng cũng đem chính mình phong ấn, tránh thoát ngàn năm trước cái kia một kiếp. Ngược lại thức tỉnh đắc tương đối sớm, trải qua hơn thập năm thời gian, chậm rãi khôi phục đến nhớ năm đó kim đan trung kỳ tu vi, còn thu hai cái đổ đệ, cũng đều chúc cơ thành công. Lần này nghe được cha ma tổ vu lăng mộ xuất thế, lập tức mang theo hai gã đổ đệ chạy tới tìm vận may, nguyên lai tưởng rằng mặt pháp thế gian, có kim đan trung kỳ tu vi, đã muốn đủ để ngạo thị thiên hạ liễu tương đương. Ai ngờ đến nơi này bên cạnh mới phát hiện lầm to, không chỉ nói kim đan kỳ tu sĩ không tại số ít, cái gì đến kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao đều xuất hiện, hơn nữa có lẽ hay là Hatori giới xử trí như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tung lòng tuyền đạo trong lòng người rất rõ ràng, bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chậm rãi khôi phục đến cảnh giới này tình huống là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Ít nhất tranh đấu kinh nghiệm cùng thần niệm chi lực cũng không phải là bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tùng lỏng tuyền đạo nhân tuy nhiên cũng có kim đan trung kỳ tu vi, tự không dám cùng Hattori giới xử trí ngang hàng luận giao, luôn mồm xưng là tiền bối, thập phần kính cẩn. Vừa rồi đồ đệ của mình không có tầm mắt, nhìn thấy cái này rất nhiều thứ tốt, lập tức liền không nhịn được muốn động tay, tự nhiên lập tức phạm vào kiêng kỳ. Hattori giới xử trí già như vậy quái vật, sao có thể dễ dàng tha thứ loại tình hình này phát sinh ở chính mình mí mắt phía dưới. Tại đây pháp bảo pháp khí, bán thành phẩm bảo vật cùng với các loại tài liệu luyện khí, thật là không ít, mỗi người đều có thể phân đến một phần, nhưng mà như thế nào phân phối, nếu không phải hắn tùng lỏng tuyển đạo nhân có thể nói tính toán. Vô luận tới nơi nào, luôn nắm đấm lớn nói chuyện. Xem ra chúng ta trước kia nhận thức có sai, cái này Rick cần định không phải cha ma tổ vu lăng mộ, hẳn là nào đó môn phái chỗ tu luyện. Giáo huấn qua tùng, lỏng tuyển đạo nhân không hiểu chuyện đồ đệ về sau, Hattori giới sử trí liền quay đầu chung quanh, chậm rãi nói ra. Tuyên bố rõ ràng chân quân hai hàng lông mày nhân lại, nói ra, nhưng là chúng ta ở đại sảnh chỗ đó nhìn qua văn tự, lại rõ ràng nói nơi này là một vị đại năng người nghỉ ngơi chi địa, rồi lại giải thích thế nào. Hattori giới sử trí lập tức cũng trầm ngâm, không tốt trả lời cho thiên tổ sư lạnh lùng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Tại đây đã có thể là đại năng người nghỉ ngơi chi địa, cũng có thể là nào đó môn phái chỗ tu luyện. Khẩu bối đồ tử đồ tôn vì tổ sư ra thủ mộ, quá bình thường. Hattori giới xử trí khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hả, nói ra, cho thiên đạo hữu nói rất có lý, sự thật khả năng chính là có chuyện như vậy. Cái kia người nơi này đâu này, đi nơi nào? Trần Dương nhịn không được hỏi. Cái nghi vấn này, ở đây mỗi người đều có. Cái này luyện khí đường toàn bộ hết gì đó đều bày đặt đắc chỉnh tề, thậm chí lô đỉnh bên cạnh án vài thượng đều bày đầy luyện khí tài liệu, rất rõ ràng là đang tại luyện chế việc của người nào đó pháp bảo, chưa luyện chế hoàn thành, người luyện chế tự vội vã mà chạy mất. Có thể nghĩ, nhất định là đã xảy ra cực kỳ quan trọng hơn đại sự, thế cho nên ngay tại đây chư đa bảo vật pháp khí cũng không kịp lấy đi. Nói như vậy, chỉ có tại sống chết trước mắt, mọi người mới có thể như vậy thất kinh. Lúc trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu này? Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra tiểu nha đầu, ta mới mặc kệ năm đó chuyện gì xảy ra. Tại đây thứ tốt xác thực không ít, người xem xem, chỉ là cái này một đống thiết tinh, tự giá trị hơn mấy trăm ngàn linh thạch liễu tương đương. Còn có cái này ô thạch, cũng là luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo thượng đẳng tài liệu. Nhìn nhìn lại cái này trên kệ pháp bảo pháp khí, mặc dù nhiều tính ra là bình thường pháp bảo, thượng phẩm pháp bảo cũng có như vậy vài món. Về phần các người trúc cơ kỳ vãn bối sử dụng pháp khí, tại đây lại càng rất nhiều, trong đó không thiếu cấp tột cùng pháp khí. Hắc hắc, những thứ không nói khác, nhất định phải tương đương thành linh thạch lời mà nói, đơn gian phòng này luyện khí trong phòng mấy cái gì đó, tự giá trị trên trăm vạn linh thạch. Xem ra, lúc trước những cái thứ này thật sự chính là tài đại khí thô tiền nhiều như nước đắc rất nì. Hattori giới xử trí gật gật đầu, nói ra, tuyên bố rõ ràng đạo hữu nói không sai, tại đây xác thực còn có mấy thứ gì đó, đáng giá xem xét. Dùng hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ tầm mắt, tăng thêm nhất tông đứng đầu thân phận, không chỉ nói bình thường pháp bảo, coi như là giống nhau thượng phẩm pháp bảo, đều sẽ không đặt tại trong mắt liễu tương đương. Bất quá dưới mắt Hattori giới xử trí lại đều có kim đan hậu kỳ tu vi, thượng phẩm pháp bảo, thì phải là khó gặp bảo vật liễu tương đương. Về phần tùng, lỏng tuyển đạo nhân như vậy xuất thân tiểu tông môn kim đan tu sĩ, sớm đã nhìn xem cái kia vài món thượng phẩm pháp bảo rủ xuống tham ướt át. Bình thường tu vi đến kim đan kỳ, có thể đem ra sử dụng pháp bảo, kim đan kỳ tu sĩ cũng đều biết luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo. Nhưng giống nhau kim đan tu sĩ, có thể luyện chế cũng chỉ là bình thường pháp bảo. Uy lực tại phía xa trên của hắn thượng phẩm pháp bảo, bình thường chỉ có xuất thân hàng loạt đại phái kim đan tu sĩ mới có thể có được tượng tùng lỏng tuyền đạo nhân chỗ môn phái nhỏ, năm đó hao hết chín nghiêu nhị hổ chi lực, mới lấy tới một món đồ như vậy thượng phẩm pháp bảo, lập tức đã bị cả tông môn dâng tặng như trí bảo, quy định chỉ có tu vi cao nhất trưởng lão cùng tông chủ mới có tư cách sử dụng gian phòng này pháp bảo. Tùng Lòng tuyền đạo nhân có thể tại ngàn năm trước trận kia trong đại kiếp còn sống sót, đúng vậy mượn nhờ này kiện thượng phẩm pháp bảo uy lực. Tùng lòng tuyền đạo nhân dùng bí pháp cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo bổn nguyên chi lực đem chính mình phong ấn. Ngàn năm qua đi, đợi đến hắn tô lúc tỉnh lại, cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo từ lâu hao hết bổn nguyên, hủy hoại chỉ trong chốc lát liễu tương đương. Một ít uy lực cực lớn thượng phẩm pháp bảo, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chạy theo như vịt đích. Dù sao tại tu chân giới, nguyên anh tu sĩ tuy nhiên rất thưa thớt, cực phẩm pháp bảo số lượng lại càng thêm rất thưa thớt. Bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, rất nhiều đều không chiếm được cực phẩm pháp bảo hộ thân, chỉ có thể thối mà cầu tiếp theo tìm đi thu hoạch đại uy lực thượng phẩm pháp bảo hoặc là tăng lên chính mình bổn mạng pháp bảo uy lực hy vọng thông qua anh hỏa mấy trăm năm rèn luyện đem bổn mạng pháp bảo tăng lên tới cực phẩm pháp bảo cảnh giới tuyên bố rõ ràng chân quân sử dụng roi lôi điện chính là như vậy một kiện cường fhiotaf tăng lên tới cùng cực phẩm pháp bảo uy lực tiếp cận thượng phẩm pháp bảo cũng không phải nói đường đường phái mao sơn nguyên anh tu sĩ ngay một kiện cực phẩm pháp bảo đều lộng kiếm không đến Mấu chốt cái này do lôi điện là lúc trước tuyên bố rõ ràng chân quân vừa mới đặt chân kim đan trung kỳ cảnh giới về sau, sư môn ban thưởng cho hắn thượng phẩm pháp bảo. Đối với một vị kim đan trung kỳ tu sĩ mà nói, ủng có một việc thượng phẩm pháp bảo, đã là rất xa hoa rất phong cách sự tình liễu tương đương. Nếu như không là vì tuyên bố rõ ràng chân quân là hiếm thấy hỏa lôi hai thuộc tính linh căn, cái này do lôi điện còn không nhất định hội ban thưởng cho hắn. Tuyên bố rõ ràng chân quân đại hỉ phía dưới, lúc này đem cái này đầu roi lôi điện tế luyện thành bổn mạng pháp bảo, một mực dùng bổn mạng chân nguyên đào tạo, đã nhiều năm như vậy, roi lôi điện tại huy lực thượng đã muốn tiếp cận cực phẩm pháp bảo, nhưng nếu muốn đạt tới cực phẩm pháp bảo cảnh giới, cái kia ít nhất còn cần dùng anh hỏa đào tạo một hai trăm năm. Hattori đạo hiếu, cho thiên đạo hiếu, chúng ta cũng không muốn nói cái gì khách khí, đem bả những vật này phân ra a. À. Tuyên bố rõ ràng chân quân trực tiếp nói ra. Hattori giới xử trí cười một tiếng, nói ra, nên nhưng muốn phân, bất quá làm sao chia pháp, hay là muốn chú ý một chút đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân ánh mắt vung mạnh, nói ra, rất đơn giản, chúng ta nơi này có 6 nhóm người, cứ dựa theo 6 phần chia đều như thế nào. Ngoại trừ tùng lỏng tuyển đạo nhân, còn có hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, mang theo ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ, cái kia hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, một nam một nữ, là vợ chồng lưỡng, đều là trầm mặc ít nói tính tình, tại một đám cường nhân trước mặt, đều cần thủ quy củ, kèm ở ký đuôi, rất ít mở miệng nói chuyện. Hôm nay tuyên bố rõ ràng chân quân đưa bọn chúng cũng coi như là một gầy, ngang hàng đối đãi lập tức lại để cho hai người mừng rỡ. Tung lòng tuyên đạo nhân lại càng không tưởng được, há to miệng không dám tin, trong đầu âm thầm cảm thán, phái Mao Sơn không hổ là chính đạo hàng loạt, tuyên bố rõ ràng chân quân quả nhiên rầm rộ, tuyệt không không phóng khoáng. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói ra tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, người thật đúng là hội của người phúc ta. Người muốn lôi kéo mấy vị này đạo hiếu cùng ngươi đứng chung một chỗ sao. Người cũng đừng quên, lần này tới người, các người phái Mao Sơn cùng vô cực môn nhân số nhiều nhất. Như thế chia đều, nhất có hại chịu thiệt nhưng là các ngươi Nói xong, ánh mắt lạnh lùng mà quét qua, tung lỏng tuyền đạo nhân cùng một nam một nữ vợ chồng tu sĩ, đều không tự chủ được trong lòng phát lạnh, không dám cùng hắn đối mặt tuyên bố rõ ràng chân quân ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha nói ra hattori tông chủ đây chính là chúng ta chính đạo tông môn cùng các người yêu đao tông khác nhau liễu tương đương quân tử ái tài lấy chi dùng đạo đã mọi người an toàn đến nơi này gặp được những vật này mặc kệ nhiều người ít người mọi người chia đều là tốt nhất đương nhiên nếu như hattori tông chủ kiên trì muốn theo như đầu người đến chia đều lão đạo kia cũng không phản đối tuyên bố rõ ràng chân quân kiên trì như vậy cùng lúc đương nhiên là bởi vì chính đạo tông môn phong cách hành sự cùng ma đạo tông môn bất đồng, thứ hai cũng xác thực là muốn kéo lũng tùng lỏng tuyển đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ. Nếu là có thể triệt để đem Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư hai người cô lập, bọn hắn bên này tự nhiên là thực lực tăng nhiều, kế tiếp trong khi hành động thì có càng nhiều là quyền tự chủ. Hơn nữa quang là một cái luyện khí đường tựu có nhiều như vậy thứ tốt, cái này hoàng kim đại điện rộng lớn đắc rất, khẳng định còn có mặt khác bảo tàng chờ siêu tầm dưới mắt nhiều chia một ít cho tùng lỏng tuyển đạo nhân bọn hắn, làm cho bọn họ đều thiên hướng chính mình một phương, một mực nắm giữ quyền tự chủ, cũng không tính toán quá có hại chịu thiệt đích. chương 757, chia cắt. Cho thiên đạo hiểu, ý của ngươi như. Mắt thấy tuyên bố rõ ràng chân quân không tiếc vốn gốc cũng muốn lôi kéo tùng lỏng tuyển đạo nhân đợi tu sĩ, Hattori giới xử trí tuy tu vi cao thâm, cũng không dám lập tức trở mặt, chỉ phải chuyển hướng cho thiên tổ sư, trầm giọng hỏi chỉ cần cho thiên tổ sư ủng hộ ý kiến của hắn, kiên quyết không đồng ý cùng những kia hậu sinh vãn bối chia đều bảo vật, cho dù tuyên bố rõ ràng chân quân lại kiên trì, chắc hẳn mấy cái hậu sinh vãn bối mình cũng hội thức thời, không đến mức như vậy không có ánh mắt, nhất định phải cùng bọn họ chia đều. Cần biết dễ dàng như vậy, cũng không phải nói chiếm có thể chiếm đích. Ở chỗ này triệt để chọc giận hai gã kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, có chỗ tốt gì? Một khi chờ mặt động thủ, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không thấy đắc tựu nhất định sẽ ra lực lượng lớn nhất giúp đỡ. Có lẽ bọn hắn ba vị kim đan kỳ tu sĩ còn có thể không thể trêu vào lẫn mất lên, bọn hắn môn nhân đệ tử, bất quá chúc cơ kỳ tu vi, đã có thể khó nói. Chia đều tự chia đều tốt rồi, bất quá chúng ta phải có ưu tiên lựa chọn quyền lực. Ai ngờ cho thiên tổ sư lại cũng không ủng hộ hắn, ngược lại một ngụm nên đáp ứng cùng mọi người chia đều bảo vật. Lần này, Hattori giới xử trí thật sự buồn bực, hung hăng chừng cho thiên tổ sư liếc cho thiên tổ sư lại phảng phất giống như không thấy tượng bọn hắn loại này tạm thời đồng minh quan hệ vốn là rất không đáng tin ai biết cho thiên tâm ở phía trong là nghĩ như thế nào hay sao cũng thế tự lại để cho những bọn tiểu bối này chiếm một hồi tiện nghi tuyên bố rõ ràng đạo hữu tiêu chân nhân như thế nào tự như cho thiên đạo hữu nói mọi người chia đều những thứ kia nhưng ta cùng cho thiên đạo hữu phải có ưu tiên lựa chọn quyền lực Hattori giới xử trí không hổ là nhất đại kiêu hùng, lập tức thì có quyết đoán, như trước luôn mồm đem cho thiên tổ sư cùng mình buộc cùng một chỗ. Lại không quản cho thiên nội tâm chân thật cách nghĩ rốt cuộc như thế nào, ít nhất bọn hắn hiện tại có cùng chung địch nhân, xa không phải vạch mặt thời điểm. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, Hattori tông chủ, vô luận làm chuyện gì, đều muốn hợp lý. Các ngươi có thể có quyền ưu tiên, nhưng chỉ hạn một lần. Hơn nữa tại chọn lựa pháp khí thời điểm, chúng ta muốn theo như nhân số phân phối, nhân thủ một kiện, nhiều ra tới, mới được là mọi người chia đều. Như thế nào? Nhưng lại không chút khách khí mà đem chính mình bày tại cùng Hattori giới xử trí cho thiên tổ sư ngang nhau địa vị. Vốn là dùng hắn sắp đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, ở chỗ này cũng gần bằng với Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư. Tăng thêm người mang nghịch thiên bảo vật, còn có hắc lân cùng lưng sắt con bọ ngựa như vậy thực lực mạnh kinh, sức lực linh sủng linh trùng tương trợ, một trọi một tình hình hạ tiêu phàm chút nào cũng không chuột bọn hắn. tiêu phàm sở dĩ đồng ý hatori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư có quyền ưu tiên chính là muốn đổi lấy nhân thủ một kiện pháp khí. cần biết pháp bảo phải là kim đan tu sĩ mới có thể năng lực đem ra sử dụng. trúc cơ kỳ tu vi là đem ra sử dụng không được pháp bảo đích, chỉ có thể đem ra sử dụng pháp khí đối địch. vô cực môn mọi người duy chỉ có hắn mới được là kim đan kỳ tu vi, mặt khác chưa nữ kể cả đàm hiên ở bên trong, cũng còn là trúc cơ kỳ tu vi, pháp bảo nhiều hơn nữa, các nàng cũng không dùng được. Cho nên tiêu phàm đưa ra như vậy trao đổi điều kiện. Hattori giới xử trí ánh mắt tại vô cực chư nữ trên người từng cái đảo qua, lãnh đạm nói có thể. Dùng hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ tầm mắt, thật sự cũng chướng mắt cái gì pháp khí, coi như là cấp tột cùng pháp khí cũng đồng dạng không để vào mắt. Yêu đào tông lại không giống trước kia toàn thịnh thời kỳ, có thật nhiều chút cơ kỳ luyện khí kỳ đệ tử. Pháp khí nhiều một kiện thiếu một kiện, với hắn mà nói, hoàn toàn không sao cả. Câu này nói vừa xong, Hattori giới sử trí rũi tay ra, một phương nhìn về phía trên như là bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc tỷ, tự bay lên, trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Cái này phương ngọc tỷ, là vài món thượng phẩm pháp bảo một trong, hơn nữa xem xét chính là trong đó linh tính đủ nhất đích, Hattori giới sử trí không chút khách khí trước hết chọn đến trong tay. Bình thường mà nói, loại này đặc thù hình dạng bảo vật, uy lực cũng tương đối cực lớn. Hattori giới xử trí đem ba thốn chiều cao ngọc tỷ nắm ở trong tay, cẩn thận xem, chỉ thấy ngọc tỷ cuối cùng, điêu khắc không phải chữ triệt, mà là một đầu xanh biếc dao long, dương nanh múa vuốt, chân đạp ba màu đám mây, trông rất sống động, phảng phất tùy thời muốn theo ngọc tỷ cuối cùng phá không bay lên. Thoảng qua rót vào một điểm pháp lực, ngọc tỷ liền hào quang bắn ra bốn phía, cái kia xanh biếc giao long lại càng thân hình lắc lư, muốn bay ra đến giống nhau. Hattori giới xử trí lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, thủ đoạn một phen, đem ngọc tỷ thu vào chữ vật vòng tay trong, lại đang đánh giá khởi hắn pháp bảo của hắn đến. Cho thiên tổ sư cũng không khách khí, khẽ vươn tay, đem một khối huyết hồng ngọc bài NSU ta ép tới. Ngọc này bài ước chừng năm thốn trường, hai chỉ rộng, bên trên điêu khắc một đầu khuyển hình dáng yêu thú, cũng cùng ngọc tỷ thượng điêu khắc xanh biếc giao long đồng dạng, trông rất sống động, chỉ có điều toàn thân bộ lông hồng trung mang theo màu tím đen, có vẻ có phần có vài phần quỷ dị, hơn nữa khí tức cũng thập phần yêu tà, xem xét cũng không phải là chính đạo bảo vật. Tiêu Phàm lễ nhượng tuyên bố rõ ràng chân quân trước đây, sau đó chính mình tuyển một mặt bát quái kính. Nhắc tới cũng xảo, tại đây thượng phẩm pháp bảo không nhiều không ít, vừa vặn sáu kiện, lại nói tiếp, Tiêu Phàm tuyển bát quái kính, là trong đó nhất không ngờ bình thường nhất đích thật sự đạo ra bảo vật bên trong, quá nhiều bát quái đồ án liễu tương đương. Cái này bát quái kính thượng, thậm chí còn có một nho nhỏ lổ hồng. Cũng là sáu kiện thượng phẩm pháp bảo bên trong, duy nhất có tổn hại dấu vết đích. Tuyên bố rõ ràng chân quân lại mỉm cười, tựa hồ tương đối đồng ý tiêu phàm lựa chọn. Mà tuyên bố rõ ràng chân quân lựa chọn đích, lại là một cái màu đỏ thắm cùng loại kim cương mài pháp bảo, thoáng một gia tăng thúc diễn về sau, liền qua tay giao cho chính chính đã muốn đặt chân kim đan sơ kỳ cảnh giới, chưa lúc đầu luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, trước kia sử dụng ngọc như ý, chỉ là một kiện pháp khí, rõ ràng uy lực quá nhỏ. Hôm nay trong nháy mắt, phải một kiện thượng phẩm pháp bảo, tự nhiên là không thắng chi hỉ, không ngất lời trước tuyên bố rõ ràng chân quân nói lời cảm tạ, đem kim cương mài cầm trong tay, nhiều lần lật xem, yêu thích không buông tay. tung lòng tuyền đạo nhân cùng vậy đối với vợ chồng tu sĩ, cũng là thức thời đắc rất, Hattori giới xử trí bọn người chọn lựa thượng phẩm pháp bảo thời điểm tuyệt không lên tiếng ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem đợi tiêu phàm cũng chọn xong sau mới cáo một tiếng tội tiến lên chia cắt cuối cùng hai kiện thượng phẩm pháp bảo ba người vui sướng chút nào cũng không tại chính phía dưới nhiều lần vuốt ve tới tay pháp bảo vui mừng vô hạn chỉ là trở ngại Hattori giới xử trí mặt mũi không tốt ở trước mặt hướng tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm gây nên tạ nhưng nhìn về phía ánh mắt của hai người, rõ ràng trở nên cực kỳ thân mật. Cho dù còn không có cùng tuyên bố rõ ràng chân quân đạt thành đồng minh, tối thiểu nhất cũng sẽ không cùng Hattori giới xử trí cho thiên tổ sư liên thủ để đối phó tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm liễu tương đương. Phân phối hết thượng phẩm pháp bảo, còn lại mấy cái gì đó, phân phối thì càng gia tăng thuận lợi. Đối với bình thường pháp bảo, Hattori giới xử trí kỳ thực đã muốn không thế nào để mắt, nhưng vẫn là chọn lấy hai kiệt, cho dù chính hắn không để vào mắt, cũng không thể bị tiêu phàm bọn người bạch nhạt được tiện nghi. Cho thiên tổ sư cũng một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng, thật ra khiến Hattori giới sử trí nhìn nhiều hắn vài lần. Vị này không hiểu thấu xuất hiện kim đan hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng không phải ngàn năm trước phong ấn xuống lão quái vật, thật sự làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Tại đây vừa mới khôi phục linh khí mạt pháp thời đại, hắn là như thế nào tại ngắn ngủn hơn trăm năm trong tu luyện tới kim đan hậu kỳ hay sao? không khỏi cũng quá nghịch thiên. Chẳng lẽ nho nhỏ trung thổ giới, thật sự có nhiều như vậy vạn năm khó cầu tu luyện thiên tài. Một cái tiêu phàm còn chưa đủ, lại xuất hiện một cái cho thiên tổ sư. Là tình hình như vậy, chính là cho thiên tổ sư lớn nhất bí mật, Hatori giới xử trí dù cho kỳ, cũng sẽ không tùy tiện đi nghe ngóng đích. Cho thiên tổ sư đối đãi bình thường pháp bảo không đếm xỉa tới thái độ, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn thần bí khó lường. Bề ngoài giống như hắn đưa ra ưu tiên chọn lựa quyền, chính là hướng về phía này mặt huyết sắc ngọc bài đi đích. Ngọc bài tới tay, đối với mặt khác bảo vật tựu không thèm quan tâm liễu tương đương. Đến phiên chọn lựa cấp tột cùng pháp khí thời điểm, loại tình hình này càng rõ ràng. Cho Thiên Tổ sư trực tiếp liền buông tha chọn lựa quyền, ngược lại cầm lấy một ít tài liệu luyện khí, xem xét thoạt nhìn, có vẻ nhiều hứng thú bộ dạng. Cứ việc cho Thiên Tổ sư cái này diễn xuất không hợp tình lý. Những người khác thực sự mừng rỡ hắn như thế, ào ào chọn lựa tiện tay cấp tột cùng pháp khí. Cái này luyện khí đường pháp bảo pháp khí tài liệu, thật sao số lượng không ít, hơn 10 người chúc cơ kỳ tu sĩ, nhân thủ chọn đến một kiện cấp tột cùng pháp khí, về phần thượng phẩm pháp khí, lại càng một người phân đến hai kiện nhiều, nguyên một đám vui mừng khôn xiết, hỉ trục nhan mở. Chia xong pháp khí, tự đến phiên phân phối số lượng phần đông tài liệu luyện khí cho thiên tổ sư lúc này ngược lại tỷ lệ xuất lĩnh, xuất thủ trước, lấy đi khác nhau vì số không nhiều tài liệu, bởi vì hắn hoàn toàn buông tha cho pháp khí chọn lựa, ưu tiên lấy đi khác nhau tài liệu, đoàn người ai cũng không nói gì. Thật vất vả, tài liệu luyện khí cũng chia phối xong rồi, chỉ còn lại có hai quả màu vàng kim nhạt thẻ tre. Lần này, nhưng lại tiêu phàm tay vừa nhất, đem hai quả thẻ tre bắt được trong tay, lập tức dán tại trên chán. Đối với hắn động tác này, Hattori giới xử trí hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là một kiềm chế ở lửa giận, không có ra tay quấy nhiễu. Cái này hai quả thẻ tre ở phía trong ghi lại đích, là luyện khí chi thuật, cũng dùng cổ nhung tộc văn tự ghi thành, tiêu phàm tại tới nơi này trên đường, hoang mạc bên trong đi bộ tính ra 10 canh giờ, sớm đã hướng tuyên bố rõ ràng chân quân thỉnh giáo những này cổ nhung tộc văn tự phân biệt phương pháp. Thẻ tre ở phía trong ghi lại luyện khí thuật, đều có thể thấy minh bạch. Không khỏi có chút kinh hỉ. Luyện khí chi thuật, Tiêu Phàm thật đúng là chưa nói tới cỡ nào tinh thông, cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo. Có cái này không biết tên môn phái luyện khí chi thuật làm tham khảo, đợi một thời gian, tại luyện khí thuật thượng tiến bộ lên chức tự nhiên có thể mong muốn. Xem xong rồi thẻ che ở phía trong ghi lại luyện khí thuật, Tiêu Phàm cảm thán mà đối với tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, tiền bối, xem ra cái này quả nhiên là cái đại môn phái tuyên bố rõ ràng chân quân hướng bốn phía nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, nói ra là có chuyện như vậy, cái này luyện khí đường quy mô, không so với chúng ta phái mau sơn nhỏ. Bất quá chúng ta là sớm có chuẩn bị, đuổi tại không gian thông đạo sụp đổ trước kia, đem toàn bộ hết gì đó đều bàn hồi thoi ma giới đi. Lão đạo nếu là không có cùng uy linh thượng nhân dây dưa, cũng sẽ không ở lại trung thổ giới. Chờ một chút, tiền bối, tiêu phàm như là chợt phát hiện đại lục mới giống nhau, khoát tay, rất không lễ phép mà cắt đứt tuyên bố rõ ràng chân quân, nói ra tiền bối, người mới vừa nói, không gian thông đạo sụp đổ. Đúng vậy a, à, cái này có cái gì không đúng sao? Tuyên bố rõ ràng chân quân có chút không hiểu thấu, việc này, Tiêu Phàm cũng không phải đầu một hồi nghe được. Tiền bối, người nói tại đây, có không có khả năng là không gian thông đạo bỗng nhiên phát sinh dị biến, mọi người chờ tay không kịp, mà phát sinh tình hình như vậy? Tiêu phàm lại mọi nơi đánh giá thoáng một tí, thấp giọng nói ra. Như thế thực có khả năng. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt hơi đổi, hơi khoảnh, nhẹ gật đầu. Sự tình ra vội vàng, mọi người chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết đào mệnh nơi nào đến đắc và thu thập cái này rất nhiều pháp bảo tài liệu. Xem chừng lúc ấy nhất định là tiện tay thu tốt nhất vài món bảo vật, những thứ khác, chỉ có thể ở tại chỗ này rồi, lại không nghĩ rằng ngàn năm về sau, không công tiện nghi tiêu phàm bọn người, ở chỗ này thu hoạch xa xỉ. chương 758, Dược Viên Tại luyện khí trong nội đường ngoài ý muốn phân đến lớn về bảo vật cùng mặt khác thứ tốt, lập tức tự cực đại ký bản quyền tê ý bản quyền mọi người thần kinh, nguyên một đám hưng phấn không hiểu, xoa tay, thầm nghĩ nhanh lên vào trong siêu tầm. Chỉ có vài tên lão quái vật còn có thể bảo trì lạnh nhà thần sắc, nhưng cũng không ngăn cản mọi người siêu tầm hành động. Hoàng Kim Đại Điện thật sự đủ quảng đại, Chậm như vậy chậm siêu tầm đi qua quá khứ trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới tới khác một cái sân bên trong. Vừa mới vừa đi vào cái này sân, đoàn người đã nghe đến một cổ cỏ cây mùi thơm ngát. Tiêu phàm mũi thở hấp động vài cái, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Là linh dược khí tức. Từ có được nam cực tiên ông linh dược viên về sau, tiêu phàm đối với các loại linh dược khí tức, đều đều hết sức quen thuộc. Rất nhanh, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng mỉm cười, nói ra, xem ra đến dược viên liễu tương đương. Vèo, bóng đen lóe lên, Hattori giới xử trí đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, hướng một chỗ tiểu viện tử phi độn đi qua quá khứ, đảo mắt sẽ không nhập trong đó không thấy bóng dáng. Cho thiên tổ sư, tuyên bố rõ ràng chân quân, tiêu phàm, tùng lỏng tuyền đạo nhân, vợ chồng tu sĩ bọn người phản ứng cũng không chút nào chậm, lập tức đều tự thi triển độn thuật, phi bắn xuyên qua, cũng vào cái kia nơi tiểu viện tử. Sau đó mọi người liền đều ngây ngẩn cả người. Cả vườn xanh tươi, thật lớn một cái dược viên, thô thô xem xét, chừng hơn 10 mẫu mà, đủ loại đủ loại linh thảo linh thụ, linh quả buồn thiêu, làm cho người vừa thấy phía dưới, liền là rủ xuống tham ướt át. Bất quá có lần trước kinh nghiệm, thật cũng không có ai chẳng biết nặng nhẹ lung tung ra tay ngắt lấy linh quả, tránh khỏi chọc giận Hattori giới xử trí cái này lão quái vật hắc hắc, thứ tốt, đều là đồ tốt a à hát. Lần này, ngày tuyên bố rõ ràng chân quân đều tấm tắc tán thưởng không thôi. Lúc trước tại luyện khí đường, hắn xa không có hưng phấn như vậy, tìm được một kiện thượng phẩm pháp bảo, không chút nào tiếc rẻ, qua tay tựu cho chính. Tuy bởi vì hắn làm người thở mạnh, hào sảng trượng nghĩa, một nguyên nhân khác, tắc chính là là do ở hắn đã có bổn mạng pháp bảo. Hơn nữa về sau phân đến hai kiện bình thường pháp bảo, giống nhau địch nhân, đủ để ứng đối rồi, cũng không thấy pháp bảo càng nhiều, sức chiến đấu lại càng cường. Một ít pháp bảo cùng hắn chủ tu công pháp chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, pháp bảo thân mình uy lực cường thịnh trở lại, cũng phát huy không xuất ra hai ba thành đến, ngược lại thành phế vật. Nhưng những linh thảo này linh quả, nhưng lại đại bộ phận đều cần dùng đến thứ tốt. Hơn nữa theo linh khí nồng đậm trình độ để phán đoán, những linh thảo này linh quả, ít nhất cũng có hơn một ngàn năm dược tính liễu tương đương ngược lại cùng tiêu phàm vừa rồi phán đoán thập phần ăn khớp ngàn năm trước kia tại đây bỗng nhiên đã xảy ra nào đó dị biến tất cả mọi người vội vã mà rút lui khỏi đại bộ phận gì đó cũng không kịp mang đi thượng phẩm pháp bảo đều di giữ lại không chỉ nói những này tại lúc ấy có lẽ hay là cây non linh thảo linh quả liễu tương đương tiêu phàm cười gật đầu nói ra đúng vậy a à, hơn một nghìn năm không người trông nom những linh thảo này linh thụ rõ ràng cũng có thể sinh trưởng đắc như thế tươi tốt không thể không nói là kỳ tích liễu tương đương. Tuy nhiên hắn có được linh dược viên, nhưng thô thô xem xét, thuốc này phố bên trong, chỉ ít có 10 chủng trồng, linh dược là bên ngoài đã hoàn toàn tuyệt tích, mà hắn linh dược trong viên vừa rồi không có đích. Có thể thoáng cái bổ sung 10 chủng trồng mới linh dược, tự nhiên làm cho người hưng phấn. Tăng thêm tại nguyên thủy trong rừng rậm lấy được vài loại tuyệt tích linh dược, cái này một chuyến mạc bắc hành trình, rõ ràng vì linh dược viên bổ sung hơn 10 chủng trồng, linh thảo linh dược, thật sự là không tưởng được thu hoạch. Tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, tiêu chân nhân, lúc này, không còn là chia đều đi à nha. Hattori giới xử trí đứng ở một cây ba bốn thốn cao màu trắng linh thảo trước kia, nửa điểm cũng không chịu hoạt động bước chân, lạnh lùng hỏi. Theo động tác này cũng có thể nhìn ra được, hắn đối với cái này cây màu trắng linh thảo thập phần để ý, cơ hồ là nguyện nhất định phải có. Ta không quản các người muốn làm sao chia, cái này tuyết linh thảo, dấu thanh tử, thiết một quả ba dạng phải quy ta tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt trầm xuống tiêu phàm trầm ngâm không nói tung lỏng tuyền đạo nhân cùng vậy đối với vợ chồng kim đan tu sĩ liếc nhau hơi gật đầu liền là ôm quyền nói ra hatori tiền bối tuyên bố rõ ràng tiền bối cho thiên tiền bối tiêu chân nhân phía trước nhận được các vị chiếu cố chúng ta phân ra không ít thứ tốt bần đạo đợi vô cùng cảm kích các vị tiền bối yên tâm tại đây linh dược chúng ta tuyệt không dám yêu cầu chia đều tự do chưa vị tiền bối đều tự trước chọn lựa ba dạng, những thứ khác lại chia đều, như thế nào. Tung lòng tuyền đạo nhân không rõ cho thiên tổ sư cùng tiêu phàm chi tiết, thấy hắn hai người tu vi rất cao, tự nhiên mà vậy mà nhận định đều là ngàn năm trước lão quái vật phong ấn đến nay, nói không chừng lúc trước đều đều là nguyên anh kỳ tu vi, liền hết thảy xưng là tiền bối. Đạo này nhân hòa vậy đối với vợ chồng tu sĩ, coi như là nhân tình thạo đời rồi, mắt thấy tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm đều không có minh xác kiên chỉ muốn dựa theo sáu cổ chia đều, lúc này liền chủ động nhượng bộ một bước. Dù sao tu chân thế giới, là theo như thực lực nói chuyện đích. Quay mắt về phía hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng phái Mao Sơn vô cực môn liên thủ xu thế, làm người nhất định phải thức thời, bằng không thì tại phong ba hiểm ác tu chân giới, thật sự sống không lâu lâu. Tại đây linh thảo linh quả phần đông, cho dù làm cho bọn họ đều tự trước chọn lấy ba dạng lại chia đều, đoàn người cũng vẫn đang có thể được chia không ít. Đây chính là bạch nhặt chỗ tốt, bởi vì cái gọi là thấy đủ thường nhạc vui mừng. Tốt, chính là như vậy. Hattori giới xử trí không chút do dự đáp, tay phải hào quang lóe lên, xoay người xuống dưới, muốn nát lấy cái kia cây trắng noãn tuyết linh thảo. Chậm đã, bóng người lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên đã đến phụ cận, khẽ quát một tiếng. Như thế nào, tiêu chân nhân có gì chỉ giáo? Hattori giới xử trí phản ứng thần tốc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể nhoáng một cái, tự thối lui đến hai trượng có hơn, mãnh liệt dừng lại thân hình, một cổ khổng lồ vô cùng khí tức phóng lên trời, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, nghiêm nghị quát hỏi. Quay mắt về phía này cổ kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cực lớn linh áp, tung tính toán cách vài chục trường, tung lòng tuyền đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ cũng như trước có cảm giác hít thở không thông, không khỏi hoảng sợ, lập tức âm thầm nhắc tới đan điền pháp lực, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Tựu đứng ở Hattori giới xử trí trước mặt tiêu phàm, lại bình chân như vậy, thần sắc như trước nhà nhạt đích, không nhanh không chậm nói Hattori tông chủ. Tuy nhiên tùng lỏng tuyền đạo hữu bọn hắn nguyện ý để cho chúng ta trước chọn lựa ba dạng linh dược, tại hạ nhưng không có đồng ý, cái này tuyết linh thảo, nhất định tự quy Hattori tông chủ tất cả. Hattori giới xử trí không giận ngược lại cười, lạnh lùng nói ra, nói như vậy, tiêu chân nhân là muốn cùng lão phu đọ sức thoáng một tí thân thủ liếu tương đương. Cũng thế, lão phu hơn nghìn năm không có hoạt động gân cốt rồi, đảo muốn nhìn, vô cực môn tuổi trẻ hậu bối, rốt cuộc có nhiều hơn bổn sự, dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Lời vừa nói ra, lập tức mỗi người biến sắc. Tiêu phàm không hề nhượng bộ chút nào, lạnh nhạt nói ra, Hattori tông chủ nhất định phải chỉ giáo, tại hạ nguyện ý phụng bồi. Bất quá nơi này là dược viên, chúng ta đổi cái địa phương luận bàn như thế nào tránh khỏi hủy hoại linh dược. Đã Hattori giới xử trí đồ đệ Sarutobi Y Sương là chết ở trong tay của hắn, Hattori giới xử trí đối với vô cực môn cũng mang theo sâu đậm thành kiến, hắn và yêu đao tông cùng với Hattori giới xử trí trong lúc đó, cơ bản không có nắm tay giảng hòa khả năng, sớm muộn đều có một trận chiến. Hôm nay Hattori giới xử trí chủ động khiêu chiến, tiêu chân nhân tự không thể yếu đi khí thế. Tuy nhiên Hattori giới xử trí đã là kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn có được lấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm cùng thần niệm chi lực, chỉ cần cảnh giới của hắn không có đột phá đến nguyên anh kỳ, tiêu phàm liền tự giữ có lực đánh một trận. Nói sau tuyên bố rõ ràng chân quân cùng chính tựu ở một bên, nếu thật là đối kháng không ngừng, nhiều nhất là dừng tay nhận thua, lo lắng tính mạng hẳn là không có đích. Tổng so đang ép chắc trong không gian, một mình cùng yêu đao tông tông chủ như vậy giỏi về ẩn nấp cùng tập kích đối thủ chém gợi yêu ta ết muốn giỏi hơn nhiều. Không gian càng khoáng đạt, tầm mắt càng rõ ràng, yêu đao công tuyệt kỹ lại càng không dễ dàng thi triển. Rất tốt, xem ra tiêu chân nhân đối với chính mình phi thường tự tin. Đã như vậy, ta đây tự hào hảo lĩnh giáo thoáng một tí vô cực môn tuyệt kỹ. Hattori giới xử trí gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, lạnh lùng nói ra, trong mắt hiện lên một vòng thị huyết ý. Chậm đã, mắt thấy hai người muốn đấu võ, tuyên bố rõ ràng chân quân kịp thời mở miệng nói ra. Vì chính là một gốc linh thảo, hai vị không cần phải gây chiến a nơi này tình hình quỷ dị mọi người nên vậy đồng tâm hiệp lực mới đúng ở chỗ này tự gờ iota s lẫn nhau không phải trí giả gây nên thỉnh hai vị nghĩ lại hắc hắc tuyên bố rõ ràng đạo hiếu người cũng không nếu muốn làm cùng sự tình lão cái này cây tuyết linh thảo lão phu có trọng dụng nhất định không thể nhường cho hattori giới sử trí cười lạnh nói nếu như là sinh tử chém gờ iota s vô cực môn cùng phái Mao Sơn môn nhân đệ tử một loạt trên xuống, hắn dùng ít địch nhiều, xác thực không có tất thắng nắm chắc. Nhưng là một trọi một, hắn thật đúng là không tin, một cái kim đan trung kỳ hậu sinh vãn bối, có thể là đối thủ của hắn. Thừa cơ hội này, áng chừng hắn cân lượng, cũng là tốt. Tiêu tiểu hữu tuyên bố rõ ràng chân quân chuyển hướng tiêu phàm, truyền âm nói ra, ngữ khí hơi có chút kinh ngạc. Tiêu phàm tính cách, thường ngày cũng không xúc động, tuyết linh thảo cũng không thấy rất đúng cái loại này cực kỳ quý báu linh thảo, thuốc này phố ở phía trong ít nhất còn có 7-8 chủng trồng linh dược giá chỉ tại tuyết linh thảo phía trên. Vì như vậy một gốc linh thảo, cùng với Hattori giới xử trí loại này lão quái vật khởi xung đột chính diện, thật là làm cho người ta khó có thể tác giải. Tiêu phàm lắc đầu, truyền âm nói ra tiền bối, tuyết linh thảo đối với ta cũng có trọng dụng. Tuyết linh thảo là luyện chế, hóa một đan, sáu vị thuốc chủ yếu một trong, mà hóa một đan, thì là Sarutobi y xương tại thẻ tre chung ghi lại đích, yêu đao tông chủ yếu đan dược một trong, chẳng những có thể dùng tăng tiến kim đan kỳ tu vi, hơn nữa có thể trên phạm vi lớn tăng tiến trong phạm vi nhỏ hành động tốc độ, lại để cho tu sĩ thân thủ trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Là yêu đao tông kim đan kỳ tu sĩ dùng chủ yếu linh đan. Luyện chế hóa một đan mặt khác dược liệu, tiêu phàm cũng đã làm cho đều rồi, còn kém cái này tuyết linh thảo. Tìm nhiều năm, đều không có tin tức manh mối rơi vào, rốt cục ở chỗ này nhìn thấy, tiêu phàm tự nhiên tuyệt không nguyện nhường cho. Loại này đã có thể tăng tiến tu vi, lại có thể nhanh hơn thân pháp linh dược, đi nơi nào tìm. Hơn nữa theo Hattori giới xử trí coi trọng lần này linh thảo trình độ đến xem, vị này yêu đao tông tông chủ, khẳng định cũng là muốn dùng cái này cây tuyết linh thảo đi luyện chế hóa một đan. Tuy nhiên hóa một đan chủ yếu đối với kim đan kỳ tu sĩ hữu dụng, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ hiệu dụng giảm nhiều, nhưng dưới mắt, Hattori giới xử trí không phải là ở vào kim đan kỳ tu vi sao. Đại lượng hóa một đan dùng xuống dưới, có lẽ có thể trợ giúp hắn như vậy đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, nhất cử khôi phục đến nguyên anh kỳ. Tuyên bố rõ ràng chân quân thấy tiêu phàm ngữ khí cũng rất cứng rắn, ngạch không có nửa điểm muốn nhường cho ý tứ, suy nghĩ một chút, liền là nói ra, như vậy đi, hai vị nếu như nhất định phải luận bàn, ta xem cũng muốn định ra cái quy củ. Nếu là luận bàn, tự nhiên là có một chút liền ngừng lại, không cần phải thực liều cái người chết ta sống. Hai vị luận bàn, tự lấy ba chiêu làm hạn định, như thế nào? chương 759, luận bàn. Ba chiêu, hắc hắc, tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, người ngược lại rất biết tính toán. Được rồi, ba chiêu tự ba chiêu. Bất quá, nếu trong vòng ba chiêu, chúng ta không có phân ra thắng bại, cái này tuyết linh thảo làm sao bây giờ? Người cũng không nên nói cho ta biết, tất cả phân một nửa a hát lão phu tuyệt không đồng ý. Hattori giới xử trí một bộ ổn thắng không thua thần sắc, làm ra vẻ nói. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, Hattori tông chủ là nguyên anh kỳ cao nhân, dưới mắt tuy nhiên còn không có khôi phục nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, tại hạ cũng không còn trông cậy vào có thể đang luận bàn chung chiến thắng. Nếu trong vòng ba chiêu, miễn cưỡng đánh thành ngang tay, như vậy cái này cây tuyết linh thảo như trước quy Hattori tông chủ tất cả, ta chỉ muốn mấy bụi cỏ tử là được. Tuyết linh thảo hạt cỏ, cũng đồng dạng có thể làm thuốc. Tuyết linh thảo thành thục năm, ước chừng tại 3-400 năm khoảng chừng gì đó, bất quá dưới mắt cái này cây, đã có ngàn năm dược tính, tự nhiên càng tốt. Tiêu phàm có linh dược viên, không có thành thục linh thảo, có thể có được hạt cỏ làm giống, cũng rất không tồi. Nếu gieo trồng tại gấp trăm lần khu, ba bốn năm tự có thể trọng dụng liễu tương đương. Người tu chân, chính là mấy năm quang cảnh, tự nhiên có lẽ hay là đợi được rất tốt đích. Trên thực tế, Hattori giới xử trí một đứng ở nơi này cây tuyết linh thảo bên cạnh, tiêu phàm tự hạ quyết tâm, chỉ cần hạt cỏ. Vì một gốc linh thảo, ở chỗ này cùng Hattori giới xử trí triệt để vạch mặt, thù vì không trí. Hắn tuy không sợ, vạn nhất tân lâm huyền thiên thiên những cô nương này có ai bị thương, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ là, nếu như trực tiếp mở miệng hướng Hattori giới xử trí muốn hạt cỏ, dùng lão gia hỏa này hơn nghi tính cách, khẳng định cũng sẽ một ngụm cự tuyệt, luôn muốn sinh ra sự cố đến, còn không bằng luận bàn một hồi. Sinh tử chém gờ yêu ta hắn không có nắm chắc, cũng không còn cái này tất yếu, luận bàn ba chiêu, nghĩ đến vấn đề không lớn. Quả nhiên, Hattori giới xử trí nghe nói tiêu phàm chỉ cần hạt cỏ, không hề nghĩ ngợi, tự đáp ứng, nói ra có thể. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ở ta ba chiêu, bất tử không tàn, cho dù đánh thành ngang tay, tuyết linh thảo hạt cỏ cho ngươi vài khỏa, không thành vấn đề. Tuyết linh thảo hạt cỏ làm thuốc, cùng tuyết linh thân thảo thân làm thuốc công dụng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa luyện ra được đan dược, cũng xa không có hóa một đan thần kỳ hiệu quả, đối với chúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ có tác dụng. Hattori giới xử trí tự nhiên mà vậy mà đem tiêu phàm dụng ý giải thích vì hắn muốn vì chính mình vài tên thê thê ta ép luyện chế đan dược. Tân lâm Uyển thiên thiên chư nữ cùng tiêu phàm chân thật quan hệ, Hattori giới xử trí nói đó có thời gian dỗi đi từng cái khảo chứng chứng thực. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra Hattori tông chủ như thế tự tin. Xin mời. Hattori giới xử trí thân ảnh vừa động, tự ra dược viên, đứng ở bên ngoài bạch ngọc phiến đá trên đường, như trước hai tay ôm ngực, không rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua theo sát phía sau theo linh dược viên ở phía trong ra tới tiêu phàm. Tung lòng tuyền đạo nhân cùng vậy đối với vợ chồng tu sĩ, ngược lại thức thời đắc rất, lập tức đi theo đi ra, tuyệt không đứng ở dược trong viên tự xử hiểm nghi chi địa. Tất cả mọi người theo dược trong vườn đi ra, cho thiên tổ sư đứng được xa nhất, trong mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có màu đỏ như máu quang mang tại lóng lánh, có vẻ cực kỳ yêu dị. Từ vào cái không gian này về sau, cho thiên tổ sư trên người vẻ này hoang dã khí tức, càng thêm nồng đậm liễu tương đương. Vô luận hắn như thế nào che giấu, cũng khó khăn dùng hoàn toàn che lấp xuống dưới. Tiêu phàm chậm rãi đi vào Hattori giới xử trí đối diện năm trượng nơi, đứng lại thân thể, như trước khí định thần nhàn. Ngay tuyên bố rõ ràng chân quân đều trong lòng âm thầm cảm thán không thôi, người trẻ tuổi kia, quả nhiên có năm đó thái hứng chân nhân khí độ, thậm chí còn, riêng lấy khí độ mà nói, vẫn còn tại thái hứng chân nhân phía trên. Cho dù thay đổi hắn tuyên bố rõ ràng chân quân, đối mặt Hattori giới xử trí như vậy một vị đã từng nguyên anh trung kỳ tu sĩ hiện nay kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, trong đầu cũng sẽ tâm thần bất định không thôi, không ngừng buồn chồn. Tại tu chân giới, tuyệt đối thực lực chênh lệch, có đôi khi là rất khó dùng mặt khác kỹ xảo để đền bù đích. Từng cái cảnh giới, đều vây khốn rất nhiều người, chính thức có thể tiến dài thành công đích, phượng mau lân giác, trong trăm không có một. Kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ trong lúc đó, thường thường chính là rãnh trời, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể vượt qua. Về phần tùng, lỏng, tuyền đạo nhân cùng vậy đối với vợ chồng tu sĩ, lại càng lo lắng bên trong che giấu hưng phấn. Tuy rất muốn biết một chút về hai vị này thần thông, lại lại lo lắng tiêu phàm vạn nhất bị Hattori giới xử trí trọng thương, cuộc sống của bọn hắn tự không dễ chịu lắm. Không có tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân khiên đầu, bọn hắn tuyệt đối không dám cùng hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ chống đối, lại có vật gì tốt, dĩ nhiên là là trước tận lấy Hattori giới xử trí cùng cho thiên tổ sư chọn lựa, chọn còn lại bọn hắn mới có thể năng lực phân đến một điểm tàn canh thừa thiêu đốt. Hattori giới sử trí lạnh lùng nhìn xem tiêu phàm, tay phải chậm rãi giơ lên, năm ngón tay kỳ trương tấm, dần dần lập lè khởi trói mắt quang mang, tại năm ngón tay trong lúc đó không ngừng ngưng tụ, thẳng đến hình thành một đoàn trắng xóa quang cầu, làm cho ở ngoài đứng xem đều hít mắt nổi lên hai mắt, không dám nhìn thẳng. Bá! Hattori giới sử trí mãnh liệt dương một tay lên, một nhũ bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành cực đại thiết quyền, liền hướng về tiêu phàm mãnh liệt đánh mà đi, phụ cận không khí đều từng đợt vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, khí thế phi phàm. Tuyên bố rõ ràng chân quân hai hàng lông mày mãnh liệt nhân bắt đầu đứng dậy. Cái này lão quái vật vậy mà không có thi triển bọn hắn yêu đao tông tuyệt kỹ, ngược lại dùng tới loại này nhìn về phía trên ngốc vô cùng đấu pháp. Cái này pháp lực ngưng tụ mà thành thiết quyền, tốc độ cũng không nhanh, không chỉ nói tiêu phàm, cho dù ở đây tu vi thấp nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng có thể thoải mái tránh thoát đi tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn ra được, một quyền này không có gì chuẩn bị ở sau, tránh thoát đi chính là trốn đi qua. Nhưng mà càng là loại này nhìn như ngốc đấu pháp, đối với tiêu phàm lại đặc biệt có hiệu. Tiêu phàm không biết trốn đích. Điểm này, tuyên bố rõ ràng chân quân trong lòng hiểu rõ, vô cực môn chư nữ cùng Mao Sơn tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Đang tại cái này rất nhiều người mặt, tiêu phàm tuyệt sẽ không vừa lên đến tự yếu thế. Tiêu phàm bề ngoài nho nhã ung dung, cùng nội tâm của hắn kiên nhẫn cương nghị thành có quan hệ trực tiếp, nhìn lại càng nho nhã, làm việc càng kiên định. Hattori giới xử trí đúng vậy nhìn đúng tiêu phàm cái này đặc điểm, lúc này mới sử dụng loại này cứng đối cứng đấu pháp, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi đường sống. Quả nhiên, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, cũng là một trường đẩy ra. Một cổ kình phong tịch đi lên, trong hư không một đạo trưởng ảnh di động hiện ra, tung tính toán đứng ở hơn 10 trường có hơn, mọi người cũng có thể cảm nhận được một trưởng này bên trong ẩn chứa bàng bạc chi lực. Hạo nhiên chính khí với tư cách vô cực môn chấn giáo thần công, pháp lực chi hùng hậu, căn cơ chi vững chắc, danh dương thiên hạ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cổ sức lực, ầm ầm đụng vào nhau, vốn là sẽ không và thiết quyền dày đặc trưởng ảnh, lập tức kịch liệt lắc lư bắt đầu đứng dậy. Hattori giới xử trí khóe miệng hiện lên một tia trào phùng ý. Cái này tiểu bối nhìn về phía trên tính trước kỹ càng, nguyên lai like chỉ là hào nhoáng bên ngoài, miệng cọp gan thỏ. Loại này thuần túy pháp lực so đấu, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại, nhưng chút nào cũng không làm được giả, lấy không được xảo. Nhưng là rất nhanh, Hattori giới xử trí mỉa mai vui vẻ liền cương trên mặt. Chỉ nghe, phanh, mà một tiếng, màu ngà sữa trường ảnh rốt cuộc chống nở không nối, nổ ra, không đợi mọi người lên tiếng kinh hô, ngay tại trước kia trường ảnh biến mất nơi, thứ hai trường ảnh di động hiện ra, lần nữa chống đỡ thiết quyền. Sau một lát, thứ hai trường ảnh cũng từng mảnh vỡ vụn, thiết quyền gào thét mà trước, Tiêu Phàm cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem, không tránh không né, ngay lông nghi cũng không nháy xuống. Thiết quyền đánh tới trước mặt hắn vài thước nơi, rốt cục không kiên trì nổi, lắc lư hai cái, cũng ầm ầm nổ tung, từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô số màu ngà sữa quang điểm, tiêu tán ở vô hình. Tiêu Phàm tóc cùng tay áo phi dương mà dậy. Vây xem mọi người lập tức thật dài thở phào một cái xem cái này tình hình, tiêu phàm pháp lực tuy còn không bằng Hattori giới xử trí như vậy hùng hậu, thực sự kém không xa. Thực tế tiêu phàm đối với lẫn nhau lực lượng nắm chắc chi tinh chuẩn, lại càng làm cho người thán phục. Trong nội tâm sớm đã tính toán định, trải qua hai đợt tiêu hao về sau, thiết quyền đã là nỏ mạnh hết đà, đối với chính mình đạo không thành được bất cứ thương tổn gì, vì vậy mới dám bình tĩnh đứng ở nơi đó, không tránh không né. Phần này định lực, thực tế làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi rất tốt, không nghĩ tới vô cực truyền thừa, còn có như vậy vận dụng pháp lực bí quyết, ngược lại lão phu xem thường ngươi. Kế tiếp, tiêu đạo hữu thử xem lão phu đao pháp như thế nào. Hattori giới xử trí hai mắt có chút nhíu lại, hơi kinh ngạc nói ra, lập tức duỗi tay đè chặt bên hông trường đao chui đao, ánh mắt lập tức tự trở nên âm lãnh như băng. Thậm chí còn bên cạnh hắn không khí, đều vì một trong tắc nghẽn, trở nên băng hàn bắt đầu đứng dậy, chuyển động mất linh. Nghe qua yêu đao đại danh, tại hạ nguyện ý lĩnh giáo. Tiêu phàm như trước nhàn nhạt đích, nhìn không ra hắn có cái gì khẩn trương vẻ lo lắng. Dù sao đã cùng kim đan trung kỳ đỉnh phong Sarutobi Y Sương đã giao thủ, Sarutobi Y Sương tuy khẳng định không bằng sư phụ hắn, nhưng cũng là yêu đao tông chính tông truyền thừa, hai thầy trò vận dụng yêu đao đao pháp, hẳn là nhất mạch tương thừa đích, không có thuộc về khác nhau. Thấy tiêu phàm như thế chấn định tự nhiên, Hattori giới xử trí hai hàng lông mày dơ lên, trong mắt hung quang lập lòe, vụt một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Tựa như một đạo sáng như tuyết tia chớp, bỗng nhiên xé rách trời cao. Ở ngoài đứng xem nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tại đáy nước kim tự tháp bên ngoài, đoàn người đều được chứng kiến một lần Hattori giới xử trí yêu đao, bất quá đó là tại đáy nước, Hattori giới xử trí lại tàng hình tại cuồn cuộn hắc trong sương mù, sáng như tuyết ánh đao chỉ thấy một nửa, giống như kinh hồng thoáng nhìn, rất không tận hứng hôm nay gần ngay trước mắt, mọi người lại phát hiện, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm, trong truyền thuyết yêu đao chân thật diện mạo, chỉ có thể nhìn đến một đoàn sáng như tuyết đao mang, dạng rỡ sang chói. Phảng phất tại đây lập tức, chung quanh hết thảy đều không tồn tại rồi, chỉ có thể nhìn đến Hattori giới xử trí cùng hắn trước người cái kia đoàn chói mắt ánh đao. Ở đây mọi người, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu, ai cũng được chứng kiến phong duệ binh khí, nhưng thẳng đến hiện tại, gặp được Hattori giới xử trí yêu đao, mọi người tại cuối cùng vu minh bạch, cái gì mới gọi là chính thức phong duệ vô cùng. Tin tưởng tại đây chuôi yêu đao chém phía dưới, thế gian không có có đồ vật gì đó là bổ không mở đích. Hattori giới xử trí hai tay nắm ở yêu đao chuôi đao, chậm rãi dơ lên, hai mắt khép hờ, toàn thân pháp lực, dần dần hướng lưỡi đao bên trong rót vào. Vốn là tụ sáng như tuyết trói mắt đao mang, chậm rãi lưu động, tựa như một con thuồng luồng long sống lại giống nhau, tại yêu đao ngọn gió phía trên qua lại du động ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm. Giờ khắc này, trong mắt mọi người chỉ thấy một đoàn càng ngày càng trói mắt càng ngày càng trói mắt ánh đao, thậm chí ngay Hattori giới xử trí đều nhìn không tới liễu tương đương. Tu vi yếu kém người không thể không có chút nhắm mắt lại, đem ánh mắt thoảng qua rời đi chút ít. Tiêu đạo hiếu, người có lẽ hay là không tránh không né sao. Trói mắt trong ánh đao, truyền đến Hattori giới xử trí thanh âm lạnh lùng. Nói đùa gì vậy, cái này phép khích tướng cũng dùng đắc quá tuyệt đi hả à nha. Ai dám đối mặt như vậy, phong duệ vô luân yêu đao, không tránh không né. Uyển Thiên Thiên Trần Dương liền không nhịn được muốn khai, mở mắng. Có thể, ta thử xem xem. Ai ngờ sau một khắc, đối diện tự truyền đến Tiêu Phàm như trước bình thản thanh âm, gợn sóng không sợ hãi. Chương 760, trật vật. Phải không? Ha 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 ha. Như vậy đáp án thậm chí ngay Hattori giới xử trí mình cũng không tưởng được. Vốn là hắn hỏi một câu kia, tự là muốn triệt để chọc giận tiêu phàm. Cao thủ so chiêu, bất luận cái gì tâm tình kích động đều là tối kỵ, càng là phẫn nộ càng là dễ dàng bị người thừa dịp hư mà vào. Những tu luyện kia mấy trăm năm lão yêu quái, sẽ không có ai là động bất động liền giận giữ ra tay đích. Không chỉ nói tu luyện mấy trăm năm, coi như là phổ người bình thường, sống vài thập niên về sau, ai còn không có điểm lòng Giả tùy tiện bị người nhảy lên trêu chọc, tự giận tím mặt, tự nổi trận lôi đình. Đây không phải là tiên sư, đó là lưu manh. Hattori giới xử trí thì ra là xem tiêu phàm tuổi tác rất, mới khiến như vậy cái nhìn như ngây thơ phép khích tướng. Chỉ có cao minh lừa dối người mới rõ ràng, càng là nhìn về phía trên ngây thơ buồn cười phép khích tướng, càng là có thể khởi không tưởng được tác dụng. Chỉ là Hattori giới xử trí vạn không có ngờ tới, tác dụng như thế này mà đại tiêu phàm trong nháy mắt tự biến thành cái ngu ngốc, rõ ràng một lời đáp ứng, thử xem xem. Không tránh không né, tiếp hắn yêu đao chém. Trên thế giới rõ ràng thật sự có như thế cuồng vọng ra hỏa. Quyền thiên thiên cùng Trần Dương đều rất nhanh nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, một bộ muốn gọi lại không dám gọi bộ dạng. Cái này đương làm khẩu, tối kỵ nhất nhiễu loạn tiêu phàm tâm thần. Tân lâm nhẹ khẽ cắn chặt bờ môi, cơ lụa mỏng xinh đẹp tuyệt trần hai hàng lông mày chăm chú trao cùng một chỗ. Bá, Hattori giới xử trí tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, yêu đau một tiếng rít, một đạo dài đến hai trượng đau mang, theo sáng như tuyết quang đoàn trung kích xạ ra. Hattori giới xử trí hai tay mãnh liệt nhìn về phía vung lên, thật dài đau mang phi chém mà trước, đau mang phía trên, một con thuồng luồng long hư ảnh, rõ ràng có thể thấy được. Theo đau mang, dương nhanh múa vuốt về phía lấy tiêu phàm mãnh liệt phốc mà đi tiêu phàm 10 ngón kỳ trương tấm giữa ngón tay hồ quang điện lè lè, bỗng nhiên hướng chính giữa hợp lại, vô số tinh xảo hồ quang điện lóng lánh lấy, rất mạnh vô cùng mà đánh chúng đao mang. Trong khoảnh khắc tụ hợp thành một trương tấm lưới điện, đem đao mang bao vây lại. Hattori giới xử trí một tiếng nhe răng cười. Chỉ thấy hồ quang điện tại đao mang chém phía dưới, cơ hồ không hề chống cự chi lực, liền từng khúc vỡ vụn. Hóa thành vặn vẹo màu trắng con run, ở giữa không trung tiêu ở vô hình đao mang lại không cái gì trở ngại hướng về tiêu phàm trên đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống liền vào lúc này kim quang lóe lên một mặt ánh vàng rực rỡ bát quái kính phóng lên trời mặt kính thượng âm dương đồ án cùng bát quái phủ văn hào quang tỏa sáng mãnh liệt nâng thẳng chém xuống đến đao mang nhìn như hùng hổ không thể cùng kháng sáng như tuyết đao mang lập tức liền lâm vào ánh vàng rực rỡ quang mang bên trong thoáng cái trở nên vô cùng chậm rãi cái này pháp bảo thình linh chính là tiêu phàm vừa mới tại luyện khí đường lấy được này mặt âm dương bát quái kính, thượng phẩm pháp bảo uy lực, quả nhiên không giống người thường, như thế rất mạnh vô địch đao mang, cũng bị thoải mái chống đỡ liếu tương đương. Đứng ngoài quan sát chư nữ lập tức nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra. Trần Dương lại càng vui vẻ ra mặt. Sự thật chứng minh, các nàng giờ phút này thật đúng là cao hứng đắc quá sớm. Đao mang trên không tuyết trắng giao long hư ảnh, một tiếng long ngâm, mở cái miệng rộng, mãnh liệt đánh về phía phía dưới âm dương bát quái kính tuyết này bạch giao long không hổ là yêu đao đao mang biến thành yêu linh ẩn chứa yêu đao quỷ dị chi lực hát giới xử trí yêu đao vốn là yêu đao tông chấn tông chi bảo đủ đưa thân tại cực phẩm pháp bảo hàng ngũ cứ việc hiện tại hát giới xử trí chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi không thể hoàn toàn phát huy chuôi này yêu đao chi lực nhưng toàn lực thi triển phía dưới yêu đao chi linh cũng không phải thượng phẩm pháp bảo có thể ngăn cản được đích âm dương bát quái kính quang mang lập tức tự ảm đạm bắt đầu đứng dậy bất quá kiên trì chỉ chốc lát tự một tiếng gào thét trở lại như cố thành tướng mạo sẵn có linh quang ảm đạm hướng dưới mặt đất trụy lạc mà đi đã không có trở ngại đao mang chém thẳng vào xuống màu đỏ sậm đao mang lóe lên tiêu phàm trong tay hiện ra một thanh chật vật chật vật trường đao cũng là một đao bổ ra lập tức ngọn lửa bốc hơi mà dậy chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao trở nên giống như bếp lò giống nhau trong nháy mắt, sáng như tuyết ánh đao đã bị bốc hơi liệt diễm cái bọc trong đó. Liệt diếm kịch liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy, tia ánh sáng trắng hồng quang, chiếu dọi đắc bên cạnh đang xem cuộc chiến người ngay con mắt đều không mở ra được liễu tương đương. Đang lúc mọi người cố gắng trợn to hai mắt, muốn xem cái thanh sở minh bạch thời điểm, ầm ầm một tiếng, ngọn lửa bỗng nhiên biến mất, viêm linh chi lưới kiếm trở lại như cố thành một thanh màu đỏ sậm nhỏ hẹp trường đao, vốn là hùng hổ không ai bị nổi sáng như tuyết đao mang cùng cái kia tuyết trắng giao long hư ảnh, lại không thấy bóng dáng, tựa hồ bị viêm viêm liệt diễm triệt để bốc hơi mất. Tiêu phàm cử động tay khẽ vẫy, đem trụy lạc tại mà âm dương bát quái kính thu tay về ở bên trong, nhìn kỹ, thấy cái này pháp bảo chỉ là linh quang ảm đạm, cũng không bị hao tổn, lúc này mới yên tâm. Không lâu cầm bắt được cái này bát quái kính thời điểm, tiêu phàm một chút kiểm tra đo lường, chỉ biết đây là một việc thiên hướng phòng ngự tính bảo vật. Đạo gia bát quái kính, vốn là công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, nhưng rốt cuộc là chủ công có lẽ hay là chủ thủ, muốn xem pháp bảo lúc trước luyện chế thời điểm, chủ yếu được trao cho này chủng trồng thuộc tính. Cái loại này công kích rất sắc bén, phòng thủ cũng rất chắc chắn bát quái kính, đương nhiên lại càng khó lường tốt bảo vật. Bất quá để phòng ngự làm chủ thượng phẩm pháp bảo, hắn lực phòng ngự mạnh, nên vậy đã muốn rất khó lường rồi, đây cũng là tiêu phàm có can đảm không tránh không né, đón đỡ Hattori giới xử trí yêu đao chém nguyên nhân. Trước dùng lôi điện chi lực tiêu hao thoáng một tí đao mang uy năng, lại dùng bát quái kính ngăn trở, tiến thêm một bước tiêu hao đao mang uy năng, cuối cùng trước mắt, lại dùng đồng dạng phong duệ vô cùng viêm linh chi lưới kiếm đến chống đỡ, liệu chăm sóc hẳn là vậy là đủ rồi. Trên thực tế, âm dương bát quái kính phòng ngự hiệu quả, còn càng tại tiêu phàm đoán trước phía trên, dù sao hắn vừa mới tìm được cái này bảo vật, thậm chí cũng còn không kịp quen thuộc hắn sử dụng pháp môn, cũng đã biểu hiện không tầm thường. Đợi về sau có thời gian, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhất định có thể càng tiến một bước phát huy bảo vật uy năng. Trước đó, bởi vì có đỉnh càn khôn, viêm linh chi lưỡi kiếm, nam cực tiên ông linh dược viên như vậy trí bảo nơi tay, tiêu phàm rất có điểm không nhìn chúng mắt mặt khác bảo vật, hiện tại xem ra, nhưng lại muốn nặng mới nhận thức pháp bảo uy năng rồi, nhất là thượng phẩm pháp bảo, tác dụng không thể khinh thường. Nếu như là cực phẩm pháp bảo, uy lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Mắt thấy tiêu phàm thật sự không tránh không né, ngạnh xanh xanh mà tiếp chính mình một đao, Hattori giới xử trí khóe miệng cái kia tia tí ti, khinh thường ý, rốt cục triệt để thu vào, trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng cây ết yêu ta ép sợ. Từ trước đến nay yêu đao tông chính là dùng lực công kích cường hãn mà chứ danh. Tuy nhiên bọn hắn chủ công pháp tiến giai bắt đầu đứng dậy, cực kỳ gian nan, được công nhận vài loại khó khăn nhất tiến giai chủ tu công pháp một trong, nhưng sau khi luyện thành, uy lực mạnh cũng không gì sánh kịp. Cùng giai tu sĩ bên trong, trên cơ bản khó gặp địch thủ. Hattori giới sử trí năm đó, tự từng dùng nguyên anh sơ kỳ tu vi, lực chém qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Về phần đối phó so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Yêu đao tông đệ tử, có không ít chết ngay lập tức cấp thấp đối thủ trận điển hình. Thậm chí cùng giai tu sĩ, như nếu như đối phương chủ tu công pháp huy lực nhỏ bé, lại không có gì lấy được ra tay pháp bảo pháp khí. Yêu đào tông đệ tử cũng có thể chết ngay lập tức đối thủ. Hiện tại, quay mắt về phía lý luận tu vi so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, thực tế tu vi cũng so với chính mình thấp nhất giai tiêu phàm, Hattori giới xử trí liên tục hai chiêu tiến công. Đều bị đối phương bình chân như vậy mà hóa giải liễu tương đương để cho nhất Hattori giới xử trí trên mặt không nhịn được chính là tiêu phàm rõ ràng một mực đứng ở nơi đó bất động. Suốt cuộc ai cảnh giới rất cao một điểm. Tiêu đạo hiếu, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Bất quá cái này đệ tam chiêu, người còn có thể chạm tại nguyên chỗ bất động kế tiếp sao? Hattori giới xử trí hai mắt nhíu lại, từ từ nói ra, ngữ khí bình tĩnh như trước tự nhiên, tựa hồ hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có tại sử dụng phép khích tướng. Uyển Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không được mỉa mai nói, Hattori Tông Chủ, chúng ta thật sự là lĩnh giáo. Nguyên lai đông đảo tu tiên giả, đều là thông minh như vậy hơn người đích. Đồng dạng phép khích tướng, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà dùng, người không chê dọa người. Chúng ta đều cho người tao đắc sợ. Trần Dương lập tức nói ra, đúng vậy a, à, người nếu đánh không lại, sớm làm nhận thua, nào có như người vậy luận bản hay sao? Làm cho người ta chạm cái kia bất động, tùy ngươi chém người còn chém không chúng ha ha đã không có lá gan này vậy thì khi ta cái gì cũng chưa nói tiêu đạo hiếu để tam chiêu đến rồi đón lấy a à. Hattori giới xử trí một tiếng cười to rõ ràng cũng lời nói dẫn mỉa mai nói đến trong miệng hắn tiêu phàm không chạm tại nguyên chỗ bị đánh ngược lại biến thành không có can đảm tử liễu tương đương xem ra đổi trắng thay đen chi đồ vô luận cái đó cái thế giới đều đồng dạng có hơn nữa không ít Hattori tông chủ, mời ra chiêu gọi. Tiêu phạm vẫn đang nhàn nhạt nói, thủ đoạn một phen, trong tay khấu trừ một chương tấm định thân phù. Một lời không tắt, bỗng nhiên, phanh, mà một tiếng, một đại bồng khói đen bay lên, không đợi đại gia minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này bồng khói đen tự lập tức tràn ngập ra đến, đem phạm vi hơn 10 trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Nhẫn thuật ninja Đàm hiên tân lâm hai vị này được chứng kiến đông đảo nhẫn thuật ninja người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc không nghĩ tới, tại loại này cấp bậc trong tranh đấu, còn có người sử xuất nhẫn thuật ninja thủ đoạn. Bất quá lần này, nhưng lại Đàm Hiên cùng Tân Lâm hiểu lầm, đông đảo nhẫn thuật ninja, vốn là theo yêu đao tông lưu truyền ra đi đích, phàm tục gian ninja, học xong yêu đao tông ẩn nạc thuật một điểm gia lông, sáng chế ra ninja lưu phái. Khói đen tràn ngập thời điểm, khoảng cách tựu mất đi Hattori giới xử trí thân ảnh. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, quả thật chám bất động đứng nguyên tại chỗ, ngón tay bắn ra, định thân phù một bắn ra, chui vào dưới chân của mình không thấy bóng dáng. Liền vào lúc này, vừa mới thi triển thổ độn thuật đi vào tiêu phàm dưới chân Hattori giới xử trí, chưa tới kịp phát động công kích, đã cảm thấy quanh thân thổ địa siết chặt, lập tức trở nên kiên hơn kim thiết, đúng mới đưa ra một nửa yêu đao, cùng bản thân của hắn đồng dạng, ngạnh xanh xanh bị giam cầm ở này ở phía trong. Ngũ hành cấm chế, Hattori giới sử trí vừa sợ vừa giận, lại là tức giận, tiêu phàm vậy mà dùng loại này cấp thấp ngũ hành cấm chế chi lực để đối phó hắn vị này kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Khó như vậy quái, Hattori giới sử trí chưa bao giờ lĩnh giáo qua phái Mao Sơn định thân phù, đem trở thành bình thường ngũ hành cấm chế chi lực, tự nhiên tức giận khó nhịn, cảm thấy tiêu phàm quả thực chính là đang vũ nhục hắn. Nhưng mà mặc kệ trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì. Cái này, Ngũ Hành Cấm Chế chi lực, thật đúng là giam cầm ở hành động của hắn. Cứ việc sau một khắc, Hattori giới sử trí toàn thân mãnh liệt ra pháp lực, liền đem Định Thân Phù Cấm Chế xông đến Thất Linh Bát Lạc, nhưng mà Tiêu Phàm tranh giành đúng là cái này trong chốc lát giảm sóc. Hattori giới sử trí càng không biết, tại Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông phía dưới, bất kể là hắn lúc trước thả ra xương mù có lẽ hay là dưới mắt sử dụng thổ độn thuật, đều không có chút nào ẩn nấp hiệu quả, bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Duy nhất có thể lo người, chính là của hắn động tác quá nhanh, tiêu phàm cần một chút giảm sóc thời gian. Một chương tấm định thân phù, tự vì tiêu phàm tranh thủ đến nơi này trong nháy mắt tiên cơ. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưới kiếm lần nữa di động hiện ra. Xem đao, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tinh viêm thần binh liệt diễm bốc lên, phi chém mà xuống. Chính ở phía sau, Hattori giới xử trí đã muốn giải khai, ngũ hành cấm chế chi lực, vùng vẩy yêu đao theo lòng đất gờ yêu ta ết ra, chỉ thấy trước mắt hồng quang một mảnh, sóng nhiệt thiêu đốt người, không khỏi quá sợ hãi, bất chấp công kích tiêu phàm, hai tay cầm đao, hoành lấy ngăn cản một chiêu, đương, mà một tiếng giòn vang, cuối cùng ngạnh xanh xanh chống đỡ lực bổ mà ở dưới viêm linh chi lưỡi kiếm. Phát sinh ở trong xương mù đây hết thảy, người vây xem là thấy không rõ lắm đích. Sau một khắc, chỉ thấy xương mù bỗng nhiên tiêu tán, tiêu phàm hai tay để sau lưng, như trước chạm bất động đứng nguyên tại chỗ, phảng phất từ không di động qua vị trí. Mà Hattori giới sử trí chí tác chính là đứng cách hắn nam trượng bên ngoài địa phương, tóc lông mi đều hơi quan xoắn, ẩn ẩn nghe thấy được một cổ khét lẹt khí tức, vậy mà có phần có vài phần chật vật bộ dạng. Hai mắt hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, theo bộ dáng kia xem, tựa hồ hận không thể một ngụm đem tiêu phàm nuốt xuống, cắn đắc nát bấy. A, à, Trần Dương cùng Uyển Thiên Thiên đồng thời hoan hô lên, giơ lên bốn trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé, trên không trung đánh hai trường một cái tân triều đắc không thể lại tân triều động tác. Ba chiều đã qua, hai vị đạo hữu thần thông phi phàm, lão đạo mở rộng tầm mắt. Đã người này cũng không thể làm gì được người kia, liền làm ngang tay xong việc, như thế nào. Tuyên bố rõ ràng chân quân cố nín cười ý, nghiêm trang nói. Bất quá hắn cái kia trên chán cười nhạo chi tình, vô luận ai nấy đều thấy được đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 761, Thạch Điện. Hattori giới xử trí nặng nề, hừ, một tiếng, ống tay áo phất một cái, trong chớp mắt tựu vào dược viên. Cho thiên tổ sư trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, không rên một tiếng, cũng đi theo Hattori giới xử trí sau lưng, về tới dược trong viên. tung lòng tuyền đạo nhân cùng vợ chồng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trận này luận bàn, rõ ràng là như vậy một cái kết quả, thật sự làm cho người ta ý không ngờ được, nhưng là bọn hắn nhưng không có vội vã trở lại dược viên đi, mà là nhìn qua tiêu phàm, bày làm ra một bộ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Đã người ta nắm tay quả đấm đủ cứng rắn, ngạch, dĩ nhiên là phải làm, đại ca. Vô luận ở đâu, đều là như vậy cái quy củ. Cùng một tên kim đan hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn tu sĩ mặt đối mặt đối chiến ba chiêu, một bước cũng không nhường, đến cuối cùng còn hơi chiếm thượng phong, tại trong mắt người khác, tiêu phàm tự nhiên càng thêm thần bí khó lường. Bất quá tiêu phàm chính mình, tựa hồ cũng không có quá đắc ý, ngược lại hai hàng lông mày có chút trao một chút. Cuối cùng một kích này, nhìn như đại chiếm thượng phong, kỳ thực là lấy xảo đích. Nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cùng Sarutobi Yương đã giao thủ, đối với yêu đao tông đối địch thủ pháp, có chỗ hiểu rõ. Nhất là Hattori giới xử trí cuối cùng đánh tới chiêu số, quả thực cùng Sarutobi Yương không có sai biệt, chỉ là Hattori giới xử trí động tác nhanh hơn, ra tay ác hơn lúc nào cũng khắp nơi đều liệu trước tiên cơ, một trận chiến này nếu không thể chiếm được thượng phong, phản cũng kỳ quái. Lại để cho tiêu phàm kinh ngạc chính là, Hattori giới sử trí giấy định thân phù trói buộc tốc độ, cơ hồ chỉ là thoáng qua trong lúc đó, không có sử dụng mọi. Khác kỹ xảo, gần kề chỉ dựa vào bản thân hùng hậu pháp lực, Hattori giới sử trí liền phá tan định thân phù cấm chế chi lực, chặn hắn gấp bổ mà ở dưới hỏa diễm đao. Trên thực tế cuối cùng một kích này, tiêu phàm là động sát cơ đích. Cùng Hattori giới xử trí trong lúc đó, lại không thấy hóa thủ thành bạn khả năng, cũng không có hóa thủ thành bạn tất yếu, chỉ có thể là tử địch. Như vậy có cơ hội diệt sát hắn, tiêu phàm tuyệt sẽ không nương tay. Chỉ tiếc, cuối cùng trước mắt có lẽ hay là thất bại trong gang tắc, bị Hattori giới xử trí tránh được một kiếp. Thậm chí ngay bị thương ngoài ra đều không có, chỉ là thiêu hủy một ít tóc lông nghi. Nhìn về phía trên trật vật mà thôi. Tiêu Phàm không thừa nhận cũng không được, Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tranh đấu kinh nghiệm, tốc độ phản ứng, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Hattori giới xử trí một thấy mình bị nguy, cơ hồ không có chút gì do dự, cũng không có tự hỏi muốn dùng cái gì pháp bảo, trực tiếp chính là bản năng nhất phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất, phá tan định thân phù gông cùng xiềng xích. Chỉ cần hơi chi nửa phần, Hattori giới xử trí ngạnh xanh xanh chịu lên viêm linh chi lưới kiếm chém, không chết cũng phải trọng thương. Hiện tại cơ hội đã mất, Hattori giới xử trí tất nhiên sẽ đối với tiêu phàm cũng đề cao hoàn toàn cảnh giác, cơ hội như vậy rất khó có nữa. Kế tiếp, Hattori giới xử trí biểu hiện ra thái độ. Đã xảy ra một ít biến hóa, tiêu phàm trở lại dược viên, Hattori giới xử trí khẽ vươn tay, tháo xuống tuyết linh thảo toàn bộ hạt cỏ, ném cho tiêu phàm. Lạnh nhạt nói ra, tiêu chân nhân, tiếp tốt rồi. Tiêu phàm tiếp nhận hạt cỏ, mỉm cười gật đầu gây nên tạ sau đó linh dược phân phối, là một cái tương đối giải dòng buồn chán quá trình, tương đối luyện khí đường những kia pháp bảo pháp khí cùng tài liệu phân phối, còn muốn hao phí nhiều thời gian hơn. Bởi vì có chút linh dược cần phải xử lý, có chút linh dược cần cấy ghép. Đều muốn phí không ít công phu, dù sao không phải ai đều cùng tiêu phàm đồng dạng, tùy thân mang theo một cái linh dược viên, chỉ cần đem linh dược cả cây từ dưới đất móc ra, ném vào linh dược viên là được rồi thổ địa công thì sẽ đem những này linh dược từng cái cấy ghép đến linh dược viên trong, đối với đã hoàn toàn thành thục linh quả linh dược, trực tiếp xử lý. Cất chứa tại linh dược viên trong khố phòng, tùy thời đồ dự bị. Tất cả đây hết thảy, tiêu phàm đã muốn đã phân phó thổ địa công, tại nhất định trong thời gian, không cần lại phân phó lần thứ hai. Rất có hí kịch tính chất chính là, khi bọn hắn đem dược viên linh thảo linh quả linh dược linh thụ chia cắt đắc không sai biệt lắm thời điểm, thường ngô ba hiếu cùng mặt khác vài tên tu sĩ, cũng đuổi đến nơi này, bọn hắn so bên này còn muốn trước một bước đuổi tới Hoàng Kim Đại Điện, là từ bên phải sơn son đại môn đi vào. Theo bên phải tìm tòi một vòng, trăm sông đổ về một biển, lại đang cái này dược viên cùng tiêu phàm bọn hắn chạm trán liễu tương đương. Chỉ tiếc, bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ có thể đối với đầy mãn sân nhỏ bùn đất ngẩn người rồi, tự nhiên nguyên một đám buồn nản không thôi. Bất quá bên này linh dược đã muốn phân phối xong, cũng chỉ có thể tự nhận không may, cũng không dám cứng rắn, ngạnh đoạt. Kỳ thật thu hoạch của bọn hắn cũng cũng không ít, ở bên phải tìm được rồi phòng luyện đan, đồng dạng ở đan trong phòng phát hiện rất nhiều thành phẩm bán thành phẩm đan dược, cùng với rất nhiều luyện đan dược liệu. Chính là vì đan dược quá nhiều, bọn hắn phân phối thời điểm tranh chấp không ngớt, hao tốn quá nhiều thời gian, mới muộn một bước đuổi tới dược viên bên này. Nếu không, dương mắt nhìn nên là Hattori giới xử trí cùng tiêu phàm bọn họ. Một nghe bọn hắn tìm được rồi không ít thành phẩm đan dược, Hattori giới xử trí hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, có thể tăng tiến hoặc là rất nhanh khôi phục tu vi đan dược, không thể thắng được thượng phẩm pháp bảo. Thân là yêu đao tông tông chủ, đã từng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không chỉ nói thượng phẩm pháp bảo, coi như là cực phẩm pháp bảo, hắn tùy thân mang theo đích, cũng không chỉ một kiện. Mấu chốt hắn dưới mắt tu vi không đủ, những này cực phẩm pháp bảo uy lực hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự phát huy không được, nếu không, vừa rồi như thế nào lại thua ở một cái kim đan trung kỳ tu sĩ trong tay, mặt mất hết. Bất quá nghĩ đến, tại đây nên vậy cũng sẽ không lưu lại cái loại này nghịch thiên đan dược. Mắc như vậy trọng mấy cái gì đó, coi như là tình thế lại khẩn cấp, cũng sẽ bị người tiện tay mang đi đích. Càng lớn khả năng, là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự sẽ không đặt tại như vậy thấy được địa phương, nhất định là môn phái đẳng cấp cao tu sĩ tùy thân mang theo đích lập tức mọi người hợp binh một chỗ tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thăm dò một tòa thạch điện rất nhanh một tòa thạch điện ra hiện tại bọn hắn trước mắt đoàn người đều kìm lòng không được ngẩng lên đầu hướng lên sau đó tự thấy được kim trói nóc nhà đúng vậy bọn hắn như trước vẫn còn hoàng kim trong đại điện nhưng mà tại đây tòa ngồi hoàng kim trong đại điện lại xuất hiện một tòa thạch điện cũng may mọi người kiến thức đến nơi này không gian thần kỳ chỗ thật sự quá nhiều đối với loại trình độ này, quỷ dị, đều thấy nhưng không thể trách liễu tương đương. Chỗ ngồi này thạch điện cùng hoàng kim đại điện mặt khác các nơi kiến trúc phong cách, khác hẳn hoàn toàn, một mắt nhìn đi, tự cực kỳ phong cách cổ xưa. Thạch điện cũng thập phần cao lớn, dùng cả khối cả khối đá xanh lũy thế mà thành, mang theo thập phần trầm trọng tang thương cảm giác, xem xét chính là rất cổ xưa kiến trúc, cùng kim bích huy hoàng hoàng kim đại điện hoàn toàn không hòa hợp. Bỏ qua một bên cái khác một mực bất luận, đơn thuần theo kiến trúc phong cách đi lên suy đoán chỗ ngồi này thạch điện cùng hoàng kim đại điện kiến thành thời gian ít nhất kém đã ngoài ngàn năm nếu không không biết làm cho người ta tạo thành lớn như thế thị giác tương phản cùng tâm lý tương phản trước có chỗ ngồi này thạch điện sau đó mới có hoàng kim đại điện quyền thiên thiên rất khẳng định nói không ai phản bác lời của nàng trên thực tế tất cả mọi người có cảm giác như vậy trần dương trần chờ nói nói cái kia có không có khả năng chỗ ngồi này thạch điện chính là cha ma tổ vu tỏa hóa chỗ. Hoàng kim đại điện là về sau xây lên, hậu bối tử tôn ở chỗ này vì tổ vu trông coi ngủ lăng. Như trước có lẽ hay là không người phản bác, Trần Dương cái này suy luận, nhận được rồi mọi người nhận đồng. Hoặc là, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là thủ lăng, mà là dựa vào tổ vu lăng mộ, dựng lên một môn phái tổng đàn. Theo luyện khí đường cùng dược viên quy mô đến xem, loại khả năng này tính thật lớn gần kề một cái trông coi tổ lăng chi nhánh, đều có như vậy kích thước khổng lồ, môn phái này cực lớn, quả thực không thể tưởng tượng liễu tương đương. Mấu chốt là, thực sự như vậy quy mô cực lớn môn phái, Hattori giới xử trí cùng tuyên bố rõ ràng chân quân những này ngàn năm trước lão quái vật, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dưới mắt, tự nhiên là không thể nào khảo chứng liễu tương đương. Cũng may mọi người cũng không phải là vì khảo chứng mà đến, bọn họ là tới tìm bảo đích, hơn nữa cho đến tận này, lấy được chỗ tốt đã muốn không ít. Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, mặc cho ai đều muốn đủ hài lòng. Chỗ ngồi này thạch cửa đại điện, thủ hộ thạch người nhiều hơn, dọc theo thạch điện tường vây, mỗi cách hai trượt, tự đứng một tòa hơn một trượng cao tượng đá, cầm thương đứng thẳng, tướng mạo tục tằng, khí thế nghiêm nghị. Ngoại trừ người đá, còn có thạch thú, chạm trổ cùng người đá không có sai biệt, chiều cao hai trượng đã ngoài, uy phong lẫm lẫm thủ hộ tại thạch cửa đại điện, làm cho người ta vừa thấy phía dưới, tự trong nội tâm nghiêm nghị. Thương ngô bà hiểu họ kim đầu đà bỗng nhiên truyền âm cho tuyên bố rõ ràng chân quân, nói ra tuyên bố rõ ràng đạo hiểu, người có hay không cảm thấy, những này người đá có chút quỷ gì. Tuyên bố rõ ràng chân quân cả kinh, cũng truyền âm trở về, nói ra, như thế nào, kim đạo hiểu cảm thấy có cái gì không ổn sao. Họ kim đầu đà hai hàng lông mày nhíu chặt, nói ra, có cái gì không ổn ngược lại chưa nói tới, ta ở phía trước, Liên tiếp ra tay đánh nát ba tòa tượng đá, cũng không còn phát hiện cái gì dị thường, theo lý nên vậy không có gì cổ quái. Nhưng cái này tâm ý ở phía trong, không biết tại sao, chính là không nỡ. Lại nói tiếp, họ Kim đầu đà còn chỉ có thể cùng tuyên bố rõ ràng chân quân truyền âm tâm sự việc này. Hattori giới xử trí tu vi tuy nhiên cao nhất, nhưng lại cái đông đảo người, cho thiên tổ sư xem xét cũng là dị tộc, Tiêu Phàm tuổi còn rất trẻ, chỉ có tuyên bố rõ ràng chân quân là ngàn năm trước lão quái vật có thể nói kiến thức rộng rãi, lại là phái Mao Sơn chân quân, đối với quỷ mị yêu tà nên vậy có đặc thù phân biệt năng lực. Tuyên bố rõ ràng chân quân không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên lai like không phải hắn một người người có quỷ dị như vậy cảm giác, cái này họ kim đầu đà so với hắn còn nhiều hơn nghi, rõ ràng liên tiếp đánh nát ba tòa tượng đá. Không dối gạt kim đạo hiếu, ta cũng vậy cùng ngươi đồng giảng, đánh nát qua người đá. Nghe tuyên bố rõ ràng chân quân vừa nói như vậy, họ kim đầu đà ngược lại nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, đã ngay tuyên bố rõ ràng đạo hữu đều không có phát hiện dị thường, thì phải là ta quá lo lắng. Tuyên bố rõ ràng chân quân lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Có phải là lo ngại, bây giờ còn thật không tốt có kết luận, chỉ là đã đến tại đây, lúc trước lại phải đến nhiều như vậy thứ tốt, cứ như vậy quay đầu rời khỏi, không đến thạch trong điện đi coi trộm một chút, vô luận như thế nào đều sẽ không cam lòng đích. Chỗ ngồi này thạch điện đại môn đóng chặt, họ kim đầu đà sung trận ngựa lên trước, dương một tay lên bên trong trang lưỡi liềm xúc, một đạo hung mãnh phong nhật, phi chém mà đi, ầm ầm một tiếng, trên cửa đá tản mát ra trói mắt bạch quang, đem họ kim đầu đà cái này hung mãnh một kích, dễ dàng tự hóa giải liếu tương đương. Họ kim đầu đà trên mặt mũi có chút không nhịn được, lại nhắc tới đàn điền chân nguyên, toàn lực phóng ra, như trước vẫn bị cửa đá cấm chế hóa giải rơi, không uổng phí bao nhiêu khí lực. Họ kim đầu đà bất đắc dĩ, chỉ phải tự diễu mà cười một tiếng, ngượng ngùng lại để cho qua một bên. Sau đó có lẽ hay là tiêu phàm ra tay, tìm hơn một canh giờ, dùng xảo diệu phương pháp, phá vỡ trên cửa đá cấm chế, cửa đá mới từ từ mở ra, lộ ra một tia khe hở. Lập tức mọi người nối đuôi nhau mà vào, cho thiên tổ sư hữu ý vô ý gian, đã rơi vào phía sau. Cái này đương làm khẩu, đoàn người đều là phía sau tiếp trước, có người chủ động rớt lại phía sau, đúng vậy cầu còn không được, lại có ai sẽ đi cẩn thận suy nghĩ. chương 762, cho thiên kinh biến. Thạch điện trong, thờ phụng một tòa pháp tướng. Khuyển thủ thân người, mặt phía nam mà ngồi, thần sắc mãnh liệt ác, ánh mắt gây ếch yêu ta ép người. Cha ma tổ vu, có người kìm lòng không được mà lên tiếng kinh hô. Trong truyền thuyết, cha ma tổ vu là thần khuyển đắc đạo, hóa thành nhân hình, thủ đoạn sáng lập khuyển vu môn, phía sau có khuyển nhung tộc. Dùng lực lượng một người, chẳng những khai sáng đại phái, hơn nữa sinh sôi này nở ra một chủng tộc đến, tung tính toán tại thượng cổ thánh hiền bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỗ ngồi này pháp tướng, khuyển thủ thân người, khí độ nghiếm nhiên, cực kỳ giống trong truyền thuyết cha ma tổ vu. Thần tọa khoảng chừng gì đó, đứng vững từng dãy người đá, cùng ngoài điện người đá có chỗ bất đồng, trong lúc này người đá cùng pháp tướng đồng dạng, cũng là khuyển thủ thân người, so sánh với ngoài điện người đá càng cao hơn đại. Pháp tướng trong tay, nắm lấy một thanh thật dài cốt nhận, bạch thảm thảm đích, nhìn về phía trên ảm đạm vô quang, linh tính sớm đã chôn vùi. Bất quá cốt nhận phía trên tuyên có khắc cổ xưa chữ khác trên đồ vật, có lẽ hay là làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Hattori giới xử trí ánh mắt, chỉ là hướng pháp tướng quét qua, liền hào không ngừng lại mà đã rơi vào chuôi này cốt nhận phía trên, lập tức tự định tại đó, hai mắt dạng rỡ sáng chói. Nhâm ai nấy đều thấy được đến, đây là một việc phi thường cổ xưa pháp bảo. Tuy nhiên bởi vì tồn tại thế niên đại quá mức đã lâu, tựa hồ linh tính hoàn toàn biến mất, nhưng như vậy pháp bảo, ai có thể nói được rõ ràng đâu này. Có lẽ chỉ cần cơ duyên xảo hợp, lại có thể đem một lần nữa kích phát bắt đầu đứng dậy. Vèo, những người khác vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây, Hattori giới xử trí đã muốn áp dụng hành động, thân thể nhoáng một cái, thẳng hướng pháp tướng vào tới. Chậm đã, tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức liền phát hiện ý đồ của hắn, lập tức kêu lên, thủ đoạn một phen, roi lôi điện di động hiện ra. Nếu như chui, này cốt nhận thật là nào đó thượng cổ pháp bảo, bị Hattori giới xử trí cướp được trong tay, kích phát ra kinh người tiềm lực đến, cái kia đoàn người chẳng phải là đều trở nên phi thường nguy hiểm. Tuyên bố rõ ràng chân quân thân kinh bách chiến, coi như là kinh nghiệm rất phong phú rồi, liền lập tức đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Chính khoát tay chặn lại, vừa mới lấy được cái kia kiện thượng phẩm pháp bảo kim cương mài, cũng hiện ra đến, cùng tuyên bố rõ ràng chân quân song song đứng chung một chỗ, thần sắc nghiêm trọng. Thương ngô ba hiếu, tùng lỏng tuyền đạo nhân cùng tu sĩ khác, lại càng vẻ sợ hãi mà kinh, ào ào lộ ra pháp bảo, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Vô cực chư nữ, tác chính là tự nhiên mà vậy mà đứng ở tiêu phàm bên người, cũng đều tự lộ ra lấy được cấp tột cùng pháp khí, bày ra trận hình phòng ngự. Chỉ có tiêu phàm như trước ngồi yên mà đứng, thần tình lạnh nhạt. Hattori giới xử trí chút nào cũng không để ý tới mọi người đề phòng, ống tay áo nhất quyền, liền đem chuôi này cốt nhận vào tay rảnh tay ở bên trong, lập tức phi thân mà hạ, đứng ở mọi người đối diện hơn 10 trượng bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng quét qua, cười hắc hắc nói, chưa vị đạo hữu gì về phần lần này. Lão Phu chỉ là cảm thấy cái này cốt nhận có chút đặc biệt, lấy đến xem mà thôi, làm gì như thế khẩn trương. Nói thì nói như thế, vẻ này khổng lồ linh áp nhưng lại không chút khách khí tự thích phóng đi ra, đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Đã hắn nhận định chuôi, này cốt nhận không thể tầm thường so sánh, tất nhiên là nổi lên chiếm thành của mình tâm tư. Chỉ cần cái này cung phụng tại độ cao hư hư thực thực cha ma tổ vu pháp tướng trong tay cốt nhận, quả nhiên là thượng cổ còn sót lại pháp bảo, Hattori giới xử trí tuyệt đối không tiếc một trận chiến. Cho thiên tổ sư không rên một tiếng, đứng ở Hattori giới xử trí bên người, thoảng qua rất lại phía sau một cái thân vị, bày ra đồng minh người tư thế. Hattori giới sử trí quay đầu nhìn hắn liếc trong nội tâm đại định thần sắc trên mặt lập tức tự trở nên dễ dàng vài phần hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ cho dù đối mặt nhiều hơn nữa địch nhân cũng có tự bảo vệ mình chi lực tiêu phàm chậm rãi nói ra Hattori tông chủ cái này cốt nhận là cung phụng tại thạch trong miệng thánh vật có lẽ có cái gì không tưởng được thần kỳ công hiệu tông chủ có lẽ hay là không cần phải hành động thiếu suy nghĩ tốt tránh khỏi phát sinh vấn đề phải không? vậy thì thử xem xem đi, không thử thử làm sao biết có hay không cổ quái. Hattori giới xử trí liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, không chút do so dự mà đem linh lực rót vào cốt nhận bên trong. Tiêu phàm hai mắt lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa, hai tay mười ngón gian hồ quang điện lè lè, cũng đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Cốt nhận không có bất cứ động tĩnh gì. Ồ, có chút ý tứ liếu tương đương. Hattori giới xử trí lông mi có chút sơ lên, kinh ngạc nói ra. Hắn đã muốn rót vào ba thành pháp lực, cái này cốt nhận lại không có chút nào biến hóa. Nhưng là, nhưng cũng không bài xích pháp lực của hắn, cũng không kháng cự cũng không bắn ngược, lẳng lặng yên đem pháp lực của hắn hấp thu đi vào. Tuy nhiên Hattori giới xử trí dưới mắt còn không có khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng mà kim đan hậu kỳ tu vi đỉnh cao, đơn tuần pháp lực hùng hậu, tuyệt đối có thể nói là ở đây chứ trong đám người, cường đại nhất đích thấy xương lưới kiếm không hề có động tính gì, Hattori giới sử trí lập tức tăng lớn pháp lực rót vào. suốt cục bạch thảm thảm cốt nhận phía trên chữ khác vào đồ vật cái kia chút hít cổ xưa ký hiệu bắt đầu lóng lánh ra màu lam nhạt quang mang, giống như ám trong đêm quỷ như lửa, làm cho người ta một loại u ám cảm giác. vừa thấy cốt nhận có biến hóa, Hattori giới sử trí tinh thần đại chấn, lập tức nhắc tới đan điền chân nguyên, hùng hậu pháp lực cuồn cuộn không dứt mà rót vào cốt nhận bên trong màu lam nhạt quang mang cũng lập tức trở nên xanh đầm đìa đích, tựa như nhiều đóa màu xanh ra trời ngọn lửa, tại cốt nhận thượng bốc lên giấy lên. Mọi người chú ý đều dừng lại ở đằng kia chuôi cốt nhận phía trên, lại không người lưu ý đến, trong đại điện đứng sừng sững lấy từng dãy người đá, than trì trong con ngươi, cũng ẩn ẩn có một tí tiệt tí ti, làm mang hiện lên, tựa hồ ẩn núp tại thạch trong cơ thể con người cái gì đó, bị kích hoạt rồi. Hattori giới xử trí vừa thấy cốt nhận thượng nổi lên như vậy biến hóa kinh người, lập tức bắt đầu thu liếm, không hề tăng lớn pháp lực rót vào, cốt nhận thượng màu xanh ra trời ngọn lửa lập tức tự một lần nữa trở nên hư nhạt bắt đầu đứng dậy, một bộ trống nở không nối, lập tức đều dập tắt bộ dạng. Cái này cốt nhận thật đúng là tưởng cái không đáy tựa như, không thêm đại pháp lực rót vào, liền, không tiến tắc thối. Hảo hảo, ta liền cho thử xem, nhìn ngươi rốt cuộc là bảo bối gì. Hattori giới xử trí rất hiếu kỳ tâm cũng bị câu dẫn, luôn miệng nói. Bình thường mà nói, càng là cần mạc đại pháp lực đến thúc giục pháp bảo, uy lực càng là cường hoành. Đạo lý này, Hattori giới xử trí có lẽ hay là minh bạch đích, trong nội tâm càng thêm lửa nóng bắt đầu đứng dậy. Nếu thật là nhận được rồi một kiện đại uy lực cổ bảo, vừa rồi một đao chi thù, lập tức có thể báo, lại để cho cái kia vô cực môn tiểu tử, hảo hảo lĩnh giáo thoáng một tí yêu đao tông tông chủ lợi hại. Y-A-A, A-A, gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Hattori giới sử trí hét lớn một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng hung lệ vẻ, trên hai tay gân xanh nổi lên, một cổ cực lớn linh áp phóng lên trời, vận khởi 12 luật cũ lực, mãnh liệt rót vào cốt nhận bên trong. Kim đàn hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển, uy lực to lớn, thật sự không giống tiểu khả. Bỗng nhiên trong lúc đó, cốt nhận tựa hồ biến thành một chi xanh đầm đìa ngọn lửa, màu xanh ra trời ngọn lửa luồn lên có hơn một trượng độ cao, Hattori giới sử trí sắc mặt, lại trở nên dữ tợn vô cùng, mang theo vài phần tái nhợt, tựa hồ pháp lực tiêu hao quá lớn. Quanh, mà một tiếng, cốt nhận thượng lam diễm nổ ra, hóa thành mấy chục điểm xanh đầm đìa lửa khói, hướng bốn phương tám hướng bay đi, ào ào rơi vào trong đại điện những kia người đá trên đầu, Lam mang lóe lên, liền là tiến vào người đá trong đầu, không thấy bóng dáng. Những kia người đá vốn là màu nâu xanh con mắt, thoáng cái trở nên xanh đầm đìa đích, mãnh liệt trương tấm ra, lóng lánh lấy yêu dị lam mang người đá sống. Mọi người không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc ngồm. Liền vào lúc này, Hattori giới sử trí bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức tại phía sau mình tuôn ra. Không tốt. Hattori giới sử trí thầm kêu một tiếng, cũng đã không kịp làm ra cái gì né tránh động tác, chỉ phải đem toàn thân pháp lực còn sót lại đều đều rót vào phần lưng của mình, tầng một màu đen màn hào quang di động hiện ra. Phốc phốc, màu đen màn hào quang từng khúc vỡ vụn mà mở một lông mềm như nhung lợi chảo, dễ dàng mà bẻ vụn Hattori giới xử trí tạm thời ngưng tụ ra đến vòng bảo hộ, không hề trở ngại mà mãnh liệt đánh tại yêu đao tông tông chủ sống trên lưng. Phốc, một ngụm máu tươi gấp bắn ra, Hattori giới xử trí xong nhẹ buông tay, cả người bay ngã ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Ô, một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô tự đứng tại Hattori giới xử trí sau lưng cho thiên tổ sư trong miệng phát ra, chậm rãi đem một lông mềm như nhung lợi trảo thu trở về, tựa hồ đối với lần này có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai like tưởng rằng tại Hattori giới xử trí không có chút nào phòng bị dưới tình hình, chính mình một kích toàn lực, có thể đủ động kim liệt thạch, ôm đồm xuyên đeo Hattori giới xử trí thân thể, đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ai ngờ Hattori giới xử trí thân thể cường hoành trình độ xa xa vượt qua dự liệu của hắn, rõ ràng không có bị trảo xuyên đeo, chỉ là bị thương thổ huyết xem ra chính mình có lẽ hay là đánh giá thấp những này ngàn năm lão quái vật bảo vệ tánh mạng thần thông, không có vài phần bản lĩnh thật sự, năm đó lại có thể nào theo thiên thiên vạn vạn cấp thấp tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, tiến giai thành nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa còn tiến cấp tới nguyên anh trung kỳ. Bất quá một chảo này, cho dù không có lấy tánh mạng của hắn, liệu chăm sóc tất nhiên cũng đủ hắn được đích, khẳng định tổn thương nguyên khí rồi. Lần này biến khởi khoảng khắc, mọi người lại lắp bắp kinh hãi, Ánh mắt đồng loạt mà từ chỗ nào chút hít yêu dị thạch trên thân người thu trở về, đã rơi vào cho thiên tổ sư trên mặt, kết quả lại càng chấn động, nguyên một đám giận xem líu lưỡi, không biết vì sao. Chỉ thấy lúc này cho thiên tổ sư, sớm đã không phải lúc trước lão nhân hình được, trên gương mặt, thật dài màu trắng lông tơ một cây dựng thẳng lên, giống như cương châm giống nhau, cái mũi rũi dài, thính tai tiêm, cũng dài đầy lông tơ. Hai bàn tay lại càng hóa thành lợi trảo bộ dáng, Rõ ràng cùng trên bệ đá cung phụng tổ vu pháp tướng, có phần có vài phần tương tự. Giờ phút này thủ đoạn cầm lấy chuôi này cốt nhận, một tay cầm một mặt màu đỏ như máu lệnh bài, đúng vậy hắn trước đó không lâu tại luyện khí đường phân đến cái kia kiện thượng phẩm pháp khí, không ngừng dò xét cái này cốt nhận, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ngươi là quái vật gì? Hattori giới sử trí bay ra ngoài 6 7 trượng, liên tiếp mấy cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình, lại là một ngụm máu tươi phun ra quay đầu, gắt gao nhìn thẳng cho thiên tổ sư, trong đôi mắt, lửa giận như lửa đốt, hung dữ kêu lên. Bá, mà một tiếng, rút ra bên hông trường đao, hộ tại trước ngực. Quái vật, cho thiên tổ sư liếc mắt nhìn hắn, cười lên ha ha, tiếng cười trở nên cực kỳ cổ quái, vậy mà cùng loại động vật kêu gào. Ha ha, Hattori tông chủ, thiếu thiệt thòi, người có lẽ hay là ngàn năm trước lão quái vật, chính là chỗ này sao điểm kiến thức. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây mới là ta bản thể sao? người không phải nhân loại, nhân loại cái kia muốn xem làm sao người đi nhận thức rồi, ít nhất ta cho rằng ta là nhân loại. đương nhiên cùng bổn giáo thượng cổ thánh thú hợp thể về sau, ta đã không thể tính toán là thuần túy nhân loại liếu tương đương. nhưng là cái kia có quan hệ gì? ta bây giờ không phải là xa xa so trước kia cường đại hơn nhiều sao? cuống hồ, các ngươi dưới mắt muốn quan tâm đích, cũng không phải thân phận của ta mà là các người tánh mạng của mình. Nói xong, cho thiên tổ sư lại ngưỡng thiên cười như điên, nghe đi lên là như thế thỏa thuê mãn nguyện, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. chương 763, Thạch Ma Ngẫu Lúc này rời đi thôi, lao ra. Thương ngô ba hiếu lão đại họ kim đầu đà không hổ là đã từng nguyên anh tu sĩ, phản ứng đầu tiên tới, trong tay trăng lưỡi liềm xúc vung lên, bá, mà một tiếng, một đạo sáng như tuyết đao hình cung phi chém ra, hướng cho thiên tổ sư vào đầu đánh xuống. Thương ngô ba hữu nho sinh cùng thiếu phụ đang trổ hoa cũng đều tự lộ ra pháp bảo, hô quát trong tiếng, đồng loạt hướng cho thiên tổ sư công tới. Cho thiên tổ sư tiếng cười kiết nhiên nhi chỉ, cũng không hoảng loạn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phi thân hướng lui về phía sau đi, tránh qua, tránh né họ kim đầu đà một kích, trong tay màu đỏ như máu lệnh bài dương lên, miệng lẩm bẩm Chỉ nghe một hồi, ken két tiếng vang, thạch trong điện mười mấy tên trượng rất cao đầu thú người đá, đồng loạt bắt đầu chuyển động, quơ trong tay binh khí, đi nhanh hướng mọi người đi tới. G yêu ta bọn họ. Cho thiên tổ sư một tiếng gào to, ngữ khí trở nên lạnh như băng. Ngoá ơi, những này người đá quả nhiên có cổ quái. Họ kim đầu đà giống giận bắt đầu đứng dậy, cho đã mắt bốc hỏa, cho rằng dựa vào cái này mấy cái người đá, tự có thể đối phó chúng ta không được. Phá, họ kim đầu đà trang lưỡi liềm xúc vung lên, lại một đạo sáng như tuyết đao hình cung chém ra, thanh thế kinh người. Đến trên đường, hắn liên tiếp phá hủy qua ba tôn tượng đá, thì đối với những này người đá cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, cái này chém tin tưởng 10 phần. B.O.A.N.G. Gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Trang lưỡi liềm hình đao hình cung ở giữa trước nhất bên cạnh một gã người đá, nhưng lại không giống như họ kim đầu đà sở liệu nghĩ như vậy, người đá bị vừa bổ vì hai tại đao hình cung gần người lập tức, người đá thân hình lóng lánh lấy màu đỏ sậm quang mang, từng đạo đỏ sậm ký hiệu, tại người đá khôi giáp thượng như ẩn như hiện. Vốn là nhìn về phía trên gần kề chỉ là người đá pho tượng trên quần áo nào đó hoa văn, theo những này ký hiệu hiện lên, hóa thành một kiện nguyên vẹn áo giáp. Cái này áo giáp cũng không biết có gì uy năng, thành thế kinh người đao hình cung chém tại thạch trên thân người, lập tức đã bị dẫn tới hướng bên cạnh vừa chợt lực công kích bị đánh tan tuyệt đại bộ phận, người đá chỉ là thân thể một trầu, tự như không có việc gì thừa nhận rồi xuống. Không có khả năng. Họ kim đầu đà sắc mặt lập tức biến đổi, lên tiếng kinh hô. Dưới mắt hắn tuy nhiên chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, ngàn năm trước kia, nhưng lại thật sự nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này chém cứ việc chỉ dùng ba phần khí lực, nhưng bình thường trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Cái này người đá rõ ràng không tránh không né, ngạnh xanh xanh mà dùng thân hình tiếp xuống dưới chẳng phải là nói, cái này người đá đơn dùng phòng ngự năng lực mà nói, đã tại trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ phía trên. Chính là một cái trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, tự cũng không để tại họ kim đầu đà trong mắt, mấu chốt là, cái này trong đại điện, khoảng chừng bảy tám chục cái đầu thú người đá. Nếu như từng cái người đá đều có được như vậy thực lực đáng sợ, tung tính toán hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng quả quyết ngăn cản không nổi. Hắc hắc, kim đạo hiếu, muốn đánh xin mời chăm chú điểm như vậy cũng tạm được chém, đã nghĩ làm bị thương những này thạch ma ngẫu, cũng không tránh khỏi quá coi thường khuyển vu môn ngàn năm truyền thừa liễu tương đương. Người đá sau lưng, truyền đến cho thiên tổ sư buồn rười rượi thanh âm. Thạch ma ngẫu, ta tại bên ngoài xem xét qua, những này tượng đá trong cơ thể, không có những vật khác, chính là một đống tảng đá. Khuyển vu môn là như thế nào lại để cho một đống tảng đá sống lại hay sao? Họ kim đầu đà vừa sợ vừa giật, quát hỏi. Nếu như là tượng đá ngoại hình khôi lỗi, họ kim đầu đà ngược lại có thể giải thích, ngàn năm trước kia trung thổ giới, khôi lỗi chi thuật không nói thịnh hành, tối thiểu cũng không tiên cách nhìn, không ít tu sĩ đều điều khiển khôi lỗi với tư cách giúp đỡ. Khôi lỗi làm thành tượng đá bộ dạng, rất thông thường. Nhưng này trùng trồng khôi lỗi, đánh nát về sau, bên trong là từng đống các loại cơ quan, cũng không phải một đống thuần túy tảng đá. Cho thiên tổ sư ha ha cười một tiếng, nói ra, theo lý, ta không cần phải hướng một cái đem người chết giải thích, bất quá, xem tại một đường đồng hành duyên phận thượng, ta liền cho cho các ngươi tử cái minh bạch. Đây cũng không phải là khôi lỗi, mà là ma ngẫu. Khuyển vu môn tiền bối tổ vu, dùng vu lời chú chi thuật luyện chế ra đến đích. Những này ma ngẫu không có cảm tình, không có có trí khôn, chỉ biết là gờ yêu ta ết chóc, là tốt nhất chiến tranh vũ khí. Chết ở thạch ma ngẫu trong tay, các ngươi cũng không cần tiếc nuối. Ha ha! cho thiên tổ sư lần nữa cười như điên, tràn đầy hưng phấn cuồng hỷ ý, cùng với nói là hắn tự cấp mọi người làm giải thích, còn không bằng nói là tại khoe khoang. Theo cho thiên tổ sư cuồng tiếu thanh âm, trong đại điện mười mấy tên thạch ma ngẫu, đã tại bọn hắn quanh thân hình thành một vòng vây, cầm trong tay bằng đá trường thương, chỉ hướng tiền phương, trong hai mắt lóng lánh lấy màu lam nhạt quang mang, toàn thân hồng quang trói mắt, từng kiện từng kiện màu đỏ sậm áo giáp di động hiện ra, tản mát ra từng đợt khó nghe máu tanh mùi vị. Sư đệ, làm sao bây giờ?" Đàm Hiên thấp giọng hỏi, nhanh nhìn chằm chằm bốn phía Thạch Ma Ngẫu. Tiêu Phàm nhẹ nói nói, kết trận tự bảo vệ mình. Những này Thạch Ma Ngẫu công thủ gồm nhiều mặt, tuy nhiên tại hắn trên người chúng cảm giác không thấy linh lực chấn động, nhưng có thể chọi cứng Kim Đan trung kỳ tu sĩ một kích, lực phòng ngự có thể nói kinh người. Nói như vậy, có như vậy lực phòng ngự Ma Ngẫu, lực công kích phương diện cũng sẽ không quá yếu đích bằng không thì, những này mà ngẫu luyện chế ra đến không có chút ý nghĩa nào. Dưới mắt chỉ có thể trước kết trận tự bảo vệ mình, đánh đánh xem nói sau, muốn lập tức tự lao ra, cho thiên tổ sư chắc chắn sẽ không đáp ứng đích. Đàm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, chư nữ phi thường thuần thục mà kết thành một cái ngũ hành trận thế. Đây là tiêu phàm tự mình nghiên cứu ra đến đích, lo lắng cho mình không tại thời điểm, chỉ thủy quan gặp kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ công kích, lúc ấy văn hai thái gia chưa đột phá kim đan kỳ bình cảnh, chỉ thủy quan trừ hắn ra bên ngoài, không. Nữa một vị kim đan tu sĩ. Bất quá mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ kết trận, cũng là có thể đủ cùng bình thường kim đan tu sĩ đánh một trận. Ngoại trừ ngũ hành trận, tiêu phàm còn nghiên cứu ra liên thủ cùng đánh tứ tượng trận, tam tài trận cùng lưỡng nghi trận, cho dù chỉ có hai người, chỉ cần có thể thuận lợi bố thành trận thế, đều có thể mượn nhờ trận pháp chi lực, tăng cường bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự tuyên bố rõ ràng chân quân xem xét, tán thắn nói, tiêu tiểu hữu ý kiến hay. Bọn hắn phái Mao Sơn cũng là 6 người, nhưng không có trận thế như vậy nhưng tư lợi dụng. Hắc hắc, chính là một cái ngũ hành trận, đã nghĩ cùng ta thạch ma ngẫu chống lại, tiêu chân nhân, người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. À. Cho thiên tổ sư khinh thường thanh âm vang lên. Tuy nhiên hắn vừa mới ra tay ám toán chính là Hattori giới xử trí, bất quá là diệt trừ một cái cường hãn nhất đối thủ mà thôi, Hắn ở sâu trong nội tâm chính thức nhất chú ý đích, tự nhiên có lẽ hay là Tiêu Phàm. Nếu như không là vì Tiêu Phàm, như thế nào lại đưa hắn bước đến dưới mắt một bước này, bị ép cùng Tây Cách dạy thủ hộ thánh thú hợp thể, biến thành dưới mắt cái này người không người yêu không yêu bộ dạng. Thậm chí ngay luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không bất quá. Cái này một chuyến mạc Bắc hành trình, vốn là liền định hảo hảo cùng Tiêu Phàm chấm dứt thoáng một tí ngày xưa ân oán. Xuất hành trước kia cho thiên tổ sư sớm đã đã làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý, không phải đem vô cực môn nhổ tận gốc, chính là tây cách dậy từ nay về sau vạn kiếp bất phục. Nhưng mà lại tại cái này hoàng kim trong đại điện ngoài ý muốn câu thông khuyển nhung môn tiền bối tổ vu một đám phân thần, thoáng cái khống chế cái này rất nhiều thạch ma ngẫu, cho thiên tổ sư cá chết lưới rách tâm tư, tự nhiên phai nhạt xuống dưới. Đã có được tính áp đảo thực lực, tự nhiên muốn đánh trận tiêu diệt. Chẳng những muốn tiêu diệt tiêu phàm cùng vô cực môn chưa nữ, còn muốn đem tại đây tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn. Lúc trước bọn hắn lấy được những kia bảo vật, tài liệu, đan dược cùng linh thảo linh quả, toàn bộ đều muốn lưu lại. Đến tại chính bọn hắn tùy thân mang theo bảo vật, tự nhiên tính toán làm tiền lãi liễu tương đương. Có khổng lồ như vậy tài nguyên, có như vậy một chỗ bảo địa, cho thiên tổ sư tuyệt đối có nắm chắc tại hơn trăm năm thời gian trong, đem tây cách dạy chế tạo thành đương thời đệ nhất đại giáo, nhất thống hoàn vũ, quân lâm thiên hạ. Cho thiên giáo chủ, còn không có đánh qua, người cứ như vậy tin tưởng tràn đầy. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt, nói ra, thần niệm chi lực sớm đã thả đi ra ngoài, bốn phía điều tra gian phòng này thạch điện bên trong cấu tạo. Vừa rồi chú ý đều đặt ở Hattori giới xử trí cùng chuôi này cốt nhận phía trên, chưa tới kịp hảo hảo xem một phen thạch điện hoàn cảnh, cái này liên tiếp biến cố liền bỗng nhiên đã xảy ra. Không biết nguyên nhân gì, cho thiên tổ sư bỗng nhiên có thể điều khiển những này thạch ma ngẫu, nhưng tiêu phàm tuyệt không tin, Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, điều khiển cả gian thạch điện ở phía trong hết thảy Tây cách dậy vu thuật có lẽ cùng khuyển vu môn truyền thừa có chung chỗ, nhưng mà tây cách dậy cũng không phải khuyển vu môn, điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi. Tiêu chân nhân muốn đánh nhau, rất dễ dàng ahat, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được, nhất định khiến ngươi đánh cho đủ. Cho thiên tổ sư ha ha cười một tiếng, trong tay màu đỏ sậm lệnh bài lại là dương lên thạch ma ngỗ trong mắt lam sắc quang mang lóe lên, ào ào giơ tay lên bên trong trường mâu, mỗi chuôi trường mâu đỉnh, đều lóng lánh ra trói mắt hồng mang, dần dần ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp trường mâu hư ảnh. g -S. cho thiên tổ sư một tiếng hét to. Thạch ma ngỗ cánh tay dương lên, mấy chục chi trường mâu hư ảnh, giống như lao giống nhau, hướng về trong vòng vây chúng tu sĩ kích xạ mà đến. Lập tức thạch điện trung thét to tiếng vang thành một mảnh, các tu sĩ hào ảo tế lên pháp bảo pháp khí, phát ra vạn đạo hào quang. Trong đó lại càng tiếng sấm ù ù, vàng bạc sắc lôi hồ điện lóng lánh, đúng vậy tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện cùng tiêu phàm thả ra lôi điện chi lực. Hết thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên, tại ầm ý hỗn ào náo động bên trong nghe đặc biệt chói tai. Sau một lát, trường mâu hư ảnh cùng lôi điện hào quang bỗng nhiên dừng lại nghỉ, lại chỉ thấy một gã hơn 40 tuổi tu sĩ, nằm trên mặt đất, ngược bị mặc cái đại lỗ thủng, tiếng động đều không có, đã muốn phơi thây ngay tại chỗ dĩ nhiên là tùng lỏng tuyển đạo nhân hai gã đổ đệ một trong, tại vừa rồi đối chiến ở bên trong, một cái sơ sẩy, liền bị trường mâu hư ảnh lấy tánh mạng. Nhìn kỹ lại, bộ ngực hắn lổ thủng lớn cũng không chảy ra máu tươi, phản giống như là bị tổn thương giống nhau, miệng vết thương một mảnh cháy đen, hết lần này tới lần khác vừa rồi không có mùi khét lẹt, mà là mùi máu tanh bốn phía. Cái này vu lời chú chi thuật quả nhiên tà môn. Tùng lỏng tuyền đạo nhân sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn thẳng này chút ít thạch ma ngẫu, trong mắt lửa giận bùng cháy mạnh. Tìm mấy chục năm thời gian, thật vất vả mới bồi dưỡng được hai gã đồ đệ, ngày bình thường làm việc có chút đắc lực, không ngờ lại ở chỗ này bị một ít không biết không thức ma ngẫu tiêu diệt một cái, sao không cho tùng lỏng tuyền đạo nhân nộ phát như điên. Ngược lại đàm hiên đợi ngũ nữ, kết trận tự thủ, thần sắc có lẽ hay là có chút thoải mái, Trần Dương cùng Uyển Thiên Thiên thậm chí hào hứng bừng bừng mà quan sát vuốt vuốt trong tay vừa mới tìm được không lâu hai kiện cực phẩm pháp khí, tựa hồ đối với pháp khí này uy lực có chút thỏa mãn. Từ tiêu phàm sáng chế cái này ngũ hành trận đến, tân lâm bọn người có lẽ hay là lần đầu dùng để thực chiến, hiệu quả rất không tồi. Tiêu phàm trong nội tâm thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chư nữ tạm thời là tự nhiên bảo vệ chi lực, hắn tự có thời gian thong dong kiếm đối sách. chương 764 Thị Huyết những này thạch ma ngẫu hộ giáp có chút cổ quái. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra. Thạch ma ngẫu vừa rồi cái kia một luân phiên công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng đối với bọn hắn kim đan kỳ tu sĩ mà nói, uy hát yêu ta ép cũng không phải quá lớn, tuyên bố rõ ràng chân quân phòng ngự đồng thời, còn bất thời giờ hướng thạch ma ngẫu phát động một lần công kích, kết quả cùng họ kim đầu đã công kích đồng dạng, bị thạch ma ngẫu hộ giáp đơn giản trượt ra hơn phân nửa uy năng, thạch ma ngẫu đơn giản thừa nhận rồi xuống ta thử lại lần nữa. Tuyên bố rõ ràng chân quân quát khẽ một tiếng, dương một tay lên chung roi lôi điện, một đạo vừa thô vừa to màu vàng hồ quang điện, trên không trung lóe lên, sau một khắc đã đến một cụ thạch ma ngẫu đỉnh đầu, oanh, mà đánh chúng thạch ma ngẫu đầu thú thượng mũ bảo hiểm. Trên mũ giáp màu đỏ sậm quang mang lóe lên, một cổ khó nghe đến cực điểm mùi máu tanh tung bay mà dậy, màu vàng hồ quang điện liền từ trên mũ giáp chút xuống mà hạ, thạch ma ngẫu chỉ là thân hình chấn động, liền như không có việc gì thừa nhận rồi xuống. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt, lập tức trở nên khó nhìn lên. Hắn cái này do lôi điện thượng tế ra lôi điện chi lực, tuy nhiên không phải thái ất thần lôi cùng hảo dương thần lôi như vậy trí dương lôi điện, nhưng đối phó với yêu tà dị tộc cũng uy lực rất mạnh, cái này thạch ma ngẫu trên người vu lời chú chi lực, lại không biết là bực nào thần thông, rõ ràng có thể ngăn cản hắn lôi điện oanh kích. Hattori giới xử trí lạnh lùng nói ra, chư vị không cần phải phí sức, những này thạch ma ngẫu vu, lời chú chi lực, giống nhau pháp bảo công kích, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Trừ phi dùng pháp bảo trực tiếp công kích ma ngẫu bản thể. Làm sao người biết? Tuyên bố rõ ràng chân quân không chút khách khí mà hỏi thăm. Trong lúc này, lẫn nhau ở giữa điểm này giả mù sa mưa dối trá khách sáo, tự nhiên đều xé ra rồi. Hư, lão phu năm đó chém gờ yêu ta qua vô sư, cũng không phải một cái hai cái đối với bọn họ vu lời chú chi lực, đương nhiên là có chỗ hiểu rõ. Hattori giới xử trí trên mặt bầy biện ra một loại rất không bình thường đỏ thấm vẻ, có thể thấy được cho thiên tổ sư cho hắn một kích kia, thật sự không thoải mái, khẳng định đã muốn suy giảm tới đến bổn nguyên, về phần bị thương có nhiều trọng, vậy thì khó mà nói liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt dừng một chút, nói ra các người yêu đao tông đối phó những này vu sư, xác thực tương đối sở trường. Yêu đao tông tuyệt kỹ chính là ẩn nạc thuật cùng rất nhanh cận thân công kích, nếu như trực tiếp công kích ma ngẫu bản thể hữu hiệu lời mà nói, Hattori giới xử trí lời này ngược lại có thể tin. Hattori giới xử trí hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên tự tại nguyên chỗ mất đi tung ảnh của hắn, sau một khắc, ngay tại một gã thạch ma ngẫu bên người hiện thân ra, hàn mang lóe lên, một tiếng tiếng cọ sát chói tai truyền ra, tên kia thạch ma ngẫu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị phong duệ vô cùng yêu đao chặn ngang cắt làm hai nửa, ầm ầm ngã xuống, rơi nát bấy. Bất quá ngay sau đó, bên cạnh cán bằng đá trường mâu liền vội đâm chọc mà đến, động tác mau lẹ vô cùng. Hattori giới sử trí thân thể lại nhoáng một cái, trong khoảnh khắc lại đang tuyên bố rõ ràng chân quân bên người hiện thân đi ra, cán trường mâu đâm tới không chung. Cả quá trình này bên trong, cho thiên tổ sư đều cũng không ra tay ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng rất muốn nhìn một chút, những này thạch ma ngẫu rốt cuộc đều có chút cái dạng gì năng lực. Hattori giới sử trí một đao xây công, chúng tu sĩ trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại càng thêm sầu lo. Cần biết Hattori giới sử trí thân là yêu đao tông tông chủ, chính là là bọn hắn cái này người liên can bên trong, tu vi cao nhất, thân pháp nhanh nhất đích. Làm cho là như thế, hắn một đao chém gỡ yêu ta một gã thạch ma ngẫu, cũng thiếu chút bị hai gã khác thạch ma ngẫu đánh chúng. Những này ma ngẫu ở giữa liên thủ hợp kích chi thuật, sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bản năng. Thì ra là Hattori giới xử trí có thể kịp thời né tránh thạch ma ngẫu công kích, đổi một người, vừa rồi không sai biệt lắm chính là, lưỡng bại câu thương, chém gợi yêu ta một gã thạch ma ngẫu, mình cũng hội bị thương, thậm chí là toi mạng. Loại này tiêu hao chiến, bọn hắn nhưng đánh không dậy nổi. Thạch ma ngẫu số lượng phần đông, chừng bảy tám chục chiếc cụ, bọn hắn cũng chỉ có 20 người, cho dù một cái đổi ba cái, cuối cùng chiến thắng đích, có lẽ hay là những này thạch ma ngẫu. Cuống hồ, thạch ma ngẫu là vật chết, không có cảm tình, không cảm giác, chỉ biết gờ yêu ta chóc, chúng tu sĩ nhưng lại huyết nhục chi thân thể, hữu tình cảm giác có ý thức, cùng chết như vậy vật đi dốc sức liều mạng, thật sự quá ủy khuất chút ít. Ha ha, tốt, rất tốt. Cái này các ngươi hết hy vọng đi à nha. Tiếp tục công kích, gờ yêu bọn họ cho thiên tổ sư cười ha hả, lại là một tiếng gào to, hạ lần nữa công kích mệnh lệnh. Lúc này đây, thạch ma ngẫu sử dụng như cũ là pháp thuật công kích, bằng đá trường mâu thượng lóng lánh ra hồng sắc quang trạch, lần nữa ngưng tụ ra từng nhánh trường mâu hư ảnh, gào thét lên hướng chính giữa ném mà đi. Tuy nhiên nhìn về phía trên, thạch ma ngẫu bản thể công kích, tựa hồ càng thêm sắc bén hữu hiệu, nhưng đồng dạng, cận thân chém gỡ yêu ta Thạch ma ngẫu cũng có bị chém gợi yêu ta nguy hiểm. Dưới mắt loại này viễn trình pháp thuật công kích, tuy khó có thể lập tức có hiệu quả, lại cơ hồ không có bất kỳ phong hiểm. Bị vây vào giữa tu sĩ, chỉ cần hơi chút sơ sẩy thì có nhập vào cơ thể liệt bụng chi nguy. Cuống hồ mỗi một lần đem ra sử dụng pháp bảo pháp khí, đều muốn hao phí không ít pháp lực chân nguyên, một lúc sau, trước hết nhất sụp đổ nhất định là tu sĩ, không phải ma ngẫu. Đã đã chiếm cứ toàn diện ưu thế, cho thiên tổ sư ngược lại có đầy đủ kiên nhẫn, không vội tại nhất thời những này thạch ma ngẫu thần kỳ như thế, uy lực cực lớn, ngày sau còn có trọng dụng, cho thiên tổ sư nhưng không muốn ở chỗ này cùng tiêu phàm bọn người liều cái lưỡng bại câu thương. Thân là Tây Cách giáo giáo chủ, cho thiên tổ sư có thể nói cả đời chi hùng, trong đó lợi hại được mất, trong khoảnh khắc tổ tính toán đắc thanh thanh sở sở. Mặc kệ tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, có thể đạt tới đỉnh phong độ cao đích, cũng sẽ không là hữu dũng vô mưu lỗ mãng hạng người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện lại là hô quát thanh âm nổi lên bốn phía, pháp lực mãnh liệt, hào quang loạn xạ, tốt không náo nhiệt. Bất quá lần này chém gỡ iota S, xa so sánh với lần kịch liệt, cho thiên tổ sư khu động những này thạch ma ngẫu, liên tiếp phát động ba lượt công kích, một lần so một lần rất mạnh. Những này thạch ma ngẫu trong cơ thể vu lời chú chi lực, tựa hồ vĩnh viễn vô cùng tận, làm cho người không thể không bội phục lúc trước luyện chế những này ma ngẫu tu sĩ, nhất định là khó lường đại năng chi sĩ chính là một ít vật chết, lập ở chỗ này ít nhất cũng có đã ngoài ngàn năm, kinh nghiệm lâu như vậy xa niên đại, rõ ràng còn là sắc bén như thế. Giống nhau vô sư, khẳng định không có như vậy tiêu chuẩn. Có lẽ, thật sự là cha ma tổ vu thủ bút. Trong truyền thuyết, cha ma tổ vu ít nhất cũng là tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại thành 12 cấp biến hóa yêu tu, thậm chí có có thể là tương đương với ngộ linh kỳ tu sĩ 13 cực yêu tu. Dùng nhất đại tổ vu năng lực, luyện chế ra tới đây chính là hình thức một đám thạch ma ngẫu, thủ hộ chính mình lăng mộ, ngược lại rất có thể. Vòng thứ ba công kích đi qua quá khứ, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, lại là một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn đầu hai gã trúc cơ kỳ đồng bạn, đồng loạt bị trường mâu đâm thủng ngực mà chết. Người cái này yêu ma, ta và ngươi liều mạng. Kim đan sơ kỳ tu sĩ một tiếng gầm lên, quơ trường kiếm trong tay, Trở tay vỗ bên người còn sót lại một gã trúc cơ kỳ đệ tử, hai người cùng một chỗ, về phía trước mãnh liệt phốc mà đi. Trước mặt vài tên thạch ma ngẫu, trường thương một cái, không chút khách khí về phía lấy hai người cấp thứ mà đến. Liền vào lúc này, tên kia trúc cơ kỳ đệ tử lại độn quang cùng một chỗ, lướt qua một loại thạch ma ngẫu đỉnh đầu, hướng thạch điện ngoài cửa lớn vào tới. Lập tức tất cả thạch ma ngẫu đồng loạt thay đổi đầu mâu, hướng lên đâm tới. Tên kia Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn một phen, trong tay áo bay ra một mặt khăn gấm, quay tít một vòng, hóa thành một đoàn hoàng sắc quang mang, đưa hắn toàn thân đều khỏa trong đó, lập tức tự tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Cái này đương làm khẩu, không chung một tiếng thê lương bi thảm truyền đến, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ trên người bỗng nhiên nhiều ra đến nhiều cái lỗ thủng lập tức tiếng kêu thảm thiết kiết nhiên như chỉ, thi thể từ giữa không chung rơi thẳng xuống. Vài tên thạch ma ngẫu mặt không biểu tình mà đem trong tay trường mâu thu trở về. Chính là chỗ này một lát trong lúc đó, thạch ma ngẫu sau lưng cách đó không xa bóng người lóe lên, kim đan sơ kỳ tu sĩ thân hình theo lòng đất lộ ra hiện ra, cái kia mặt khăn gấm, dĩ nhiên là một kiện có thể cự ly ngắn ẩn nấp hành thích pháp bảo, thoáng cái tựu giấu giếm được này chút hít thạch ma ngẫu, ra hiện tại trong vòng vây. Kim đan tu sĩ vừa vừa hiện thân ra, liền không chút do dự thúc dục dưới chân độn quang, muốn hướng cửa điện bay đi. Vừa rồi trong miệng hắn là to cùng với yêu ma dốc sức liều mạng, sự đáo lâm đầu, lại nguyên lai là mượn nhờ pháp bảo chi lực bỏ chạy mà đi, nhưng lại lợi dụng chính mình cận tồn một gã trúc cơ kỳ đệ tử đến hấp dẫn thạch ma ngẫu chú ý. Cũng coi như rất đúng hèn hạ đồ vô sỉ liếu tương đương. Đạo hiếu, chạy đi đâu? Đúng lúc này hậu, một cái nhàn nhạt thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Không tốt, kim đan sơ kỳ tu sĩ quát to một tiếng, toàn thân pháp lực hướng dưới chân bảo vật ở phía trong cuồng rót mà vào, đã nghĩ muốn lợi dụng bảo vật đột nhanh chóng, rời đi cái này nguy hiểm chi địa. Chỉ tiếc hết thảy đều đã muộn. Phốc, kim đan sơ kỳ tu sĩ lớn tiếng kêu thảm thiết, một lông mềm như nhung lợi trảo, theo phía sau lưng của hắn xuyên vào, tự trước ngực mặt đi ra, máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó, người này tu sĩ thân hình mãnh liệt bạo liệt ra đến, tại không trung hóa làm một bồng huyết vũ, huyết nhục văng khắp nơi. Thẳng đến lúc này, cho thiên tổ sư thân hình mới hiện ra đến, toàn thân đều tắm rửa, lấy huyết vũ, có vẻ nói không nên lời giữ tợn đáng sợ, trong tay cầm lấy người này kim đan sơ kỳ tu sĩ trái tim, cười ha ha trong tiếng, ôm đồm đắc nát bấy, lại một cổ máu tươi biểu đến hắn lông mềm như nhung trên mặt, càng thêm huyết tinh chói mắt. tung lỏng tuyền đạo nhân, thương ngô ba hữu bọn người không khỏi sắc mặt đại biến. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm cũng có cùng người này kim đan tu sĩ đồng dạng ý niệm trong đầu, cùng với ở chỗ này tiêu rông dài, còn không bằng bốc lên thoáng một tí hiểm, tìm cơ hội phá vòng vây. Những này thạch ma ngỗ tuy lợi hại, dùng bọn hắn kim đan kỳ tu vi, trường mâu một kích, cũng cũng có thể đối kháng được. Nếu thật là ở chỗ này đem pháp lực hao hết, bị một đám không biết không thức ngu xuẩn vật diệt sát, vậy cũng quá oan uổng chút ít. Chỉ là bọn hắn lại quên, nhóm này thạch ma ngỗ phía sau, còn có một tên tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ nửa yêu say. Lúc trước cho thiên tổ sư đả thương Hattori giới xử trí, còn có thể nói là đánh lén đắc thủ, không phải một ví dụ để theo. Lúc này đây, người này kim đan sơ kỳ tu sĩ sớm đã có bị, nhưng như cũ vẫn bị hắn vô thanh vô tức mà lấn đến bên người, một kích tự lấy tánh mạng, ngay nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, sao không gọi bọn hắn kinh hãi lạnh mình. Xem ra cái này nửa yêu xây thần thông to lớn, xa xa tại dữ liệu của bọn hắn phía trên. Tiêu phàm hai hàng lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy. Trước kia hắn chỗ nhận thức cho thiên tổ sư, tuy tâm ngoan thủ lạt, cũng không tưởng như bây giờ thì huyết như điên. Xem ra cùng cái gọi là thánh thú hợp thể về sau, cho thiên tổ sư tâm tính đã muốn đã xảy ra biến hóa rất lớn, thậm chí còn trước mắt cái này tượng khuyển loại quá nhiều giống người yêu thú, rốt cuộc còn có phải là cho thiên tổ sư, đều rất khó nói. chương 765, Bắt giặc bắt vua Tiêu chân nhân, kỳ thật, ta không có muốn cùng tất cả đồng đạo gây khó dễ chỉ là muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta. cho thiên tổ sư lắc lắc trên tay vết máu, mỉm cười nói. lập tức không ít người hai mắt đều hướng bên này trông lại. tiêu phàm nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra thật muốn là như vậy lời nói, xin cho thiên đạo hữu ước thúc thoáng một tí những này thạch ma ngẫu, lại để cho đạo hữu khác đều lúc này rời đi thôi. ta nguyện ý lưu lại cùng đạo hữu một trọi một giải quyết. tốt, ta có thể ước thúc thạch ma ngẫu chỉ cần đạo hữu khác không cần phải thừa cơ quấy rối, ta liền cho đồng ý phóng một con đường sống. Cho thiên tổ sư giơ tay lên bên trong màu đỏ sậm lệnh bài, nhẹ nhàng vung lên, chính dục dịch thạch ma ngẫu liền dừng bước, mở ra một cái lối đi. Thương ngô ba hữu tùng lỏng tuyển đạo nhân vợ chồng tu sĩ bọn người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, có chút cầm không chính xác chủ ý. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, quát thiếu thiệt thòi, được các người còn là đã sống nhiều năm như vậy lão già kia, ngây thơ như vậy kế ly rán cũng nhìn không ra. Tốt, thông đạo là ở chỗ này, ai có lá gan, ai từ nơi ấy đi ra ngoài. Ít nhất lão phu không được cái này đương làm. Tiêu phạm âm thầm gật đầu. Đừng nhìn Hattori giới xử trí một mực đều cùng hắn không đối phó, lại thật không hỗ là sống mấy trăm năm lão quái vật, đứng đầu một phái, liếc mắt liền thấy được điểm quan trọng thường. Cho thiên tổ sư cái này vô cùng đơn giản kế ly rán, đang tại đoàn người mặt, liền như vậy khiến đi ra, cũng là bởi vì, đối phó càng khôn khéo người, càng đơn giản Việt Minh lộ ra cái bẫy càng hữu hiệu. Bởi vì khôn khéo người cảm giác, cảm thấy, người ta không đến mức cầm loại này thứ đồ hư đến dụ dỗ trên mình đương làm. Đương nhiên, còn một điều, chính là cho thiên hiện tại chiếm cứ toàn diện ưu thế. Có bảy tám chục cái thạch ma ngẫu cung cấp hắn đem ra sử dụng, mặc kệ tiêu phàm trong bọn họ bộ phận bố phân hóa. Cho thiên đâu có nắm chắc cuối cùng chiến thắng, nếu như có thể phân hóa thành công chiến thắng thì càng gia tăng dễ dàng mà thôi, thạch ma ngẫu tổn thất, cũng có thể xuống đến thấp nhất. Có thể bằng trả giá thật nhỏ thu hoạch lớn nhất lợi ích, cho tới bây giờ đều là kiêu hùng chọn lựa đầu tiên. Hattori giới xử trí cũng là như vậy kiêu hùng, thời khắc mấu chốt, tuyệt không mắc mưu. Hắn đã muốn bị thương, nếu như bất hòa, không cùng tiêu phàm bọn hắn liên thủ đối địch, rất có thể kế tiếp tử đúng là hắn. Tùng lỏng tuyền đạo nhân thương ngô ba hiếu bọn người, do dự một lát, đúng là vẫn còn không ai dám đi nếm thử một chút. Hôm nay mọi người sống chung một chỗ, ôm thành đoàn, có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Một khi đi vào cái kia đầu trong thông đạo, bị một đám thạch ma ngỗ vây quanh, cho thiên tổ sư khẽ đảo mặt, như vậy nhất định tử không thể nghi ngờ. Tựa như vừa mới tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng đệ tử của hắn, trong nháy liền tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Lại đợi lát nữa một thời gian uống cạn chung trà, thấy rốt cục không có người rút lui cho thiên tổ sư tự cười rộ lên. Tốt, xem ra các vị cũng không quý trọng tánh mạng của mình, vậy thì đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Cái này đầu đường hoàng tuyền, là các vị tự tìm đích. Lên, gờ yêu ta ít bọn họ. Gió đã bắt đầu thổi sóng chiều công kích, lại một lần nữa triển khai. Thạch trong điện, lại vang lên thành một mảnh. Hồ quang điện lè lè, phong nhận bắn ra bốn phía. Tiêu chân nhân, như vậy đánh tiếp không được. Tiêu phàm bên tai, bỗng nhiên vang lên Hattori giới xử trí truyền âm. Hattori tông chủ có gì thường sách? Tiêu phàm hỏi ngược lại. Bắt giặc trước bắt vua. Hattori giới xử trí rất đơn giản nói. Tiêu phàm tự cười rộ lên, lạnh nhạt nói ra, Hattori tông chủ ứng khi biết, cái này rất không dễ dàng. Cơ hồ không có có nhiều đại thành công khả năng. Bắt giặc bắt vua, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, hiển nhiên những này thạch ma ngẫu đều đều là chút hít vật chết, được cho thiên tổ sư sai xử mà thôi, chỉ cần nắm bắt cho thiên tổ sư, thạch ma ngẫu mất đi khống chế, liền không đủ gây sợ. Nhưng mà cái này, tạc phương, còn thật là khó khăn cầm. Dù sao cho thiên tổ sư khí tức bây giờ, không thua kim đan hậu kỳ tu sĩ, vừa rồi chết ngay lập tức kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng đầy đủ chứng minh rồi cho thiên tổ sư thực lực. Ngoại trừ Hattori giới xử trí, người liên can bên trong, tự lấy tu vi của hắn cao nhất. Đây cũng là hắn vừa ra tay tự ám toán Hattori dưới xử trí nguyên nhân. Diệt sát hoặc là bị thương nặng Hattori dưới xử trí, cái này người liên can ở phía trong, đơn đả độc đấu, lại không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại Hattori dưới xử trí nói ra, bắt vua, phương thức tuy nhiên chính xác, làm gì được thật sự khó có thể áp dụng. Cái này cũng không thấy đắc, ta nói tặc vương, nhưng cũng không phải cho thiên bản thân, mà là trong tay hắn này mặt lệnh bài. Diệt sát cho thiên hòa hủy diệt lệnh bài, độ khó là không đồng dạng như vậy. Hattori giới xử trí lại thập phần tỉnh táo, chậm rãi nói ra. Tiêu phàm không khỏi sướng sờ, hai mắt lập tức phát sáng lên. Hattori giới xử trí nói không sai, dùng cho thiên tổ sư kim đan hậu kỳ tu vi, lại trốn ở rất nhiều thạch ma ngẫu về sau, muốn xuất kỳ bất ý mà diệt sát hắn, tự nhiên là rất khó làm được, nhưng chỉ cần hủy diệt này mặt màu đỏ sậm lệnh bài, cứ việc như trước rất khó, lại tựa hồ như cũng không phải là không có một điểm hy vọng. Hattori Tông Chủ muốn phải như thế nào làm việc, bất kể là diệt sát cho thiên có lẽ hay là hủy diệt lệnh bài, chúng ta đều chỉ có một lần cơ hội. Nếu như triệt để chọc giận hắn, hắn hội liều lĩnh mà mệnh lệnh những này thạch ma ngấu tiến lên cùng chúng ta dốc sức liều mạng tiêu phàm một bên phóng xạ ra ngân lè lè hồ quang điện ngăn cản thạch ma ngẫu bắn ra một vòng lại một vòng trường mâu hư ảnh, vừa nói. Cái này cần tiêu chân nhân phối hợp, tuy nhiên hắn vừa rồi xử chính là kế ly gián, nhưng không thể phủ nhận, tiêu chân nhân tại hắn trong suy nghĩ phân lượng cùng người khác không giống với. Nếu tiêu chân nhân ra sức phá vòng vây lời mà nói, chắc hẳn nhất định có thể hấp dẫn cho thiên chú ý. Còn lại đích, tự giao cho ta tốt rồi. Hattori giới sử trí lập tức nói ra kế hoạch của mình. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra Hattori tông chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, ta có thể nào tin tưởng Hattori tông chủ không thừa cơ hội này phá vòng vây mà đi. Dù sao quý tông thổ độn thuật, đại đại hữu danh. Tiêu chân nhân chỉ sợ không biết ha, cái này thạch điện dưới mặt đất, sớm đã bị người bày ra cường lực cấm chế, thổ độn thuật ở chỗ này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thi triển không được. Thổ độn thuật thi triển không được. Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, ta đã vừa mới điều tra qua rồi, thạch dưới điện, tràn đầy cuồng bạo vô cùng không gian chi lực. Cái chỗ này, nhiều năm trước kia nhất định phát sinh qua thập phần mãnh liệt không gian bạo tạc nổ tung, điểm này ta có thể khẳng định. Dù sao tại đây không gian cấm chế, không phải không duyên cớ có thể tạo đích. Đối với cái này, tiêu phàm đảo là hoàn toàn đồng ý. Hắn mặc dù không có dùng thần niệm chi lực đi điều tra lòng đất tình hình, nhưng đỉnh càn khôn kịch liệt phản ứng sớm đã xác minh Hattori giới xử trí thoại ngữ. Hattori tông chủ, ngoại trừ thổ độn thuật, còn có mặt khác rất nhiều độn thuật, đều có thể nhanh chóng lúc này rời đi thôi. Hattori giới xử trí trầm mặc thoáng một tí, mới chậm rãi nói ra tiêu chân nhân, dưới mắt loại này cục diện, một điểm phong hiểm cũng không muốn bốc lên, chẳng lẽ người còn có rất tốt phương pháp xử lý không được. Đây cũng là lời nói thật, người ngoại trừ tin tưởng ta, đánh cuộc một lần bên ngoài, không có rất tốt lựa chọn trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện ở chỗ này hao hết pháp lực mà chết. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền là quyết định thật nhanh nói tốt, ta sẽ vì Hattori tông chủ sáng tạo cơ hội này, hy vọng tông chủ hảo hảo nắm chắc. Hattori giới xử trí không khỏi vui vẻ, nói ra cái này tự nhiên. Tiêu phàm lại phân biệt hướng tuyên bố rõ ràng chân quân, họ kim đầu đà, tùng lỏng tuyền đạo nhân đợi kim đan tu sĩ truyền âm nói vài câu, làm cho bọn họ phối hợp mình và Hattori giới xử trí hành động những người này tự nhiên nguyên một đám gật đầu cuống quyết. Có người xuất đầu mạo hiểm, chỉ cần bọn hắn phối hợp hành động, chuyện tốt như vậy nào có không phối hợp hay sao? Đương làm thạch ma ngẫu lại một vòng hư ảnh công kích lúc bắt đầu, tiêu phàm bỗng nhiên dương giọng hô to. Chư vị đạo hiếu, cứng như vậy hợp lại xuống dưới, không phải biện pháp. Mọi người yểm hộ ta, ta tới phá vòng vây. Lời còn chưa dứt, ống tay áo run lên, màu gì xét sắc bỏ ngựa lộ ra hiện ra, đầu dương lên, song đao cao cao dơ lên. Màu đỏ sậm đao mang lóe lên, viêm linh chi lưới kiếm cũng đã nắm trong tay. Những này thạch ma ngẫu sợ hãi cận thân công kích, lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện, song đao phong nhuệ vô cùng, đúng vậy thạch ma ngẫu khắc tinh. Chỉ là thạch ma ngẫu quá nhiều, tăng thêm phía sau cất giấu một cái kim đan hậu kỳ cho thiên tổ sư, tiêu phàm không muốn đơn giản đem con bọ ngựa phóng xuất. Linh trùng tiến dài rất khó, cái này cấp hai linh trùng, thật sự không thể tùy tiện tổn hại mất hết hôm nay vì phối hợp Hattori giới xử trí, tiêu phàm không chút do dự đem linh trùng cũng phóng ra. Oanh! Liệt diễm bốc hơi mà dậy, viêm linh chi mũi nhận lưới kiếm phía trên, ngân sắc ký hiệu không ngừng lóng lánh, tinh viêm chi lực lập tức đã bị kích phát bắt đầu đứng dậy. Dùng tiêu phàm hiện tại pháp lực, loại trình độ này thúc xử hỏa diễm đao, hoàn toàn có thể thừa nhận được, trong thời gian ngắn nhiều lần vận dụng mấy lần, cũng không thành vấn đề. Bất quá tương ứng đích, Viêm linh chi lưới kiếm uy năng cũng như trước không thể toàn diện phát huy ra đến đối phó bình thường địch thủ tự nhiên không nói chơi để mà đối phó cho thiên tổ sư như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ vậy cũng tự cách nhau xa đương nhiên tiêu phàm nếu toàn lực vận dụng viêm linh chi lưới kiếm tung tính toán hatori giới xử trí chưa từng bị thương cũng tuyệt không dám đón đỡ nhưng bởi như vậy tiêu phàm toàn thân pháp lực có lẽ hay là sẽ bị hấp đắc không còn một mảnh cùng cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân đồng dạng, đều là học này hoặc kia, sinh tử đánh cực một lần đại sát chiêu gọi. Viêm linh chi lưới kiếm như vậy thần binh lưỡi dao sắc bén, nguyên vốn cũng không phải là hắn dưới mắt loại này tu vi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến đích, đối với hôm nay tiêu phàm mà nói, viêm linh chi lưới kiếm như cũng là cái không đáy. Viêm linh chém, tiêu phàm một tiếng hét to, sơ lên cao hỏa diễm đao, đón chính diện thạch ma ngẫu, bay thẳng mà trước những này thạch ma ngỗ khôi giáp phía trên vu lời chú chi lực tưởng thật đắc ám hồng sắc quang mang lóng lánh rõ ràng đem viêm linh chi lưới kiếm hoán vọng lại hừng lực liệt diễm đều đều ngăn cách bên ngoài bất quá nhìn ra được loại này chống cự cũng cơ hồ dốc hết những này khôi giáp toàn lực trong khoảng khắc khôi giáp mặt ngoài ám hồng sắc quang mang tự biến thành màu đỏ tươi mùi máu tanh cực kỳ gây mũi suy một cụ thạch ma ngỗ bị chặn ngang cắt làm hai đoạn viêm linh chi lưới kiếm phong duệ cũng là không gì sánh kịp, không chút nào tại dưới yêu đau. Cùng lúc đó, một trái một phải, hai cái trường mâu cấp thứ mà đến, động tác mau lẹ vô luân. Xuy suy hai tiếng, màu gì xét sắc mũi nhọn hiện lên, hai cái bằng đá trường mâu chém làm hai đoạn, lưng sắt con bạo ngựa một trái một phải, làm tiêu phàm bảo tiêu. Phong duệ chân trước chém mà qua, hai cỗ thạch ma ngẫu hai chân cũng từ đó đoạn tuyệt, thạch ma ngẫu, rầm rầm, mà ngã xuống, màu gì xét sắc ánh đao loạn tránh, bị chặt vì vô số mảnh nhỏ lưng sắt con bọ ngựa cận chiến năng lực mạnh quả thực danh bất hư truyền chỉ là thạch ma ngẫu khổ người quá lớn con bọ ngựa hai cái chân trước quá ngắn mỗi lần phóng ra đều chỉ có thể hướng thạch ma ngẫu tay chân ra chiêu tuy nhiên màu gì xét sắc ánh đao hiện lên thạch ma ngẫu không hề kháng cự chi lực hiệu suất thượng cuối cùng được ảnh hưởng rất khó làm được một kích g iota chết mặt khác thạch ma ngẫu lại ào ào g iota đi lên còn bạo ngựa cũng chỉ có thể trước cầu tự bảo vệ mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 765.